Chương 5771 hội đấu giá bí mật, nhưng cũng không phải là mật thất hội đấu giá, nếu như đem đấu giá hội bí mật tưởng tượng thành mật thất hội đấu giá, vậy liền mười phần sai. Mà lại, dạng này tư bí hội đấu giá, cũng không phải là kín không kẽ hở, hoặc là tứ phía tường cao, sâu ẩn dưới đất dưới thạch thất hội đấu giá. Tương phản, tư bí hội đấu giá này, bán đấu giá địa điểm chính là phong cảnh vô cùng thoải mái, có thể nói là bích thủy không ngớt, gió nhẹ đưa thoải mái, để cho người ta đặc biệt dễ chịu. Nơi này chính là thân nơi ở trong một cái hồ, mặc dù, ở đây tất cả đại nhân vật cũng không biết nơi này là địa phương nào, nhưng là, từ thủy trạch khí tức cảm thụ mà nói, tham gia trận này từ bí hội đấu giá bất luận cái gì đại nhân vật đều cảm thấy, đây cũng không phải là tại động đình phường trong hồ nước, là một nơi khác. Dù sao, mỗi một cái đại nhân vật đều có cường đại vô địch thực lực, riêng là từ thủy trạch khí tức cảm thụ, liền có thể phân biệt nơi này chính mình đến tột cùng phải chăng tới qua. Từ bí hội đấu giá, chính là tại trong cái hồ này cử hành trong hồ nước, chính là có một hòn đảo, lầu các kỳ diệu, cành liễu phiêu diêu, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái chi khí đập vào mặt, để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần thư thái, tại dạng này nơi trốn đấu giá, cũng đích thật là để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Rất nhiều đại nhân vật ngồi xuống đằng sau, động đình phường người hầu đều nhao nhao bưng lên mỹ thực trà thơm, lấy chiêu đãi khách nhân. Lúc này, một cái giữ lại tròm dâu dê rừng đấu giá sư đi lên phía trước, ho khan một tiếng, hướng chư vị khom người, nói ra, hôm nay đấu giá liền ở đây cử hành, lão Sơn Dương chủ trì ván này, hôm nay chỗ đập đồ vật cũng không nhiều, cũng chỉ có 10 cái mà thôi, người trả giá cao được, cho nên, xin mời chư quân lòng có chỗ số. Người bán đấu giá giả này không chỉ có là thực lực hùng hậu, mà lại, cũng là chủ trì qua rất nhiều lớn hội đấu giá, cho nên, quản trị ở đây một vị lại một vị đại nhân vật tham gia, hắn cũng là mười phần bình tĩnh, thậm chí là có mấy phần không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Vậy thì bắt đầu đi tại thời khắc này, cũng có đại nhân vật rất có điểm không kịp chờ đợi. Trên thực tế, tất cả mọi người là có chuẩn bị mà đến, dù sao, những này nhận động đình phường mời xin mời khách quý, hoặc là có được tư cách khách quý, bọn hắn đều là hướng về phía trong đấu giá hội một kiện nào đó bảo vật mà tới. Trên thực tế, tại mười thời điểm, động đình phường đã để những khách quý này, biết cái này sẽ có cái nào một chút bảo vật đấu giá, cũng sẽ có cái nào một chút bảo vật là chính mình trí tại tất. Một trận hội đấu giá, mặc dù chỉ có 10 cái chi bảo, không coi là nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít, nhưng là mỗi một cái đại nhân vật trong nội tâm đều có chỗ chờ mong, bọn hắn đều vì một kiện nào đó bảo vật mà chuẩn bị đầy đủ tài phú. Ở thời điểm này, Động Đình Phường đệ tử nâng một cái cổ hạp, cổ hạp này chính là cổ hương cổ sắc, cẩn thận đi xem, toàn bộ cổ hạp chính là lấy nguyên một khối đầu gỗ chỗ điêu khắc thành, trên cổ hạp không có quá nhiều đồ án trang trí, nhưng là mấy cái cổ hương cổ sắc phù văn, bằng bạc mạnh mẽ để cho người ta xem xét, liền biết trong cổ hạp này, chỗ thịnh chi vật, thật là bất phàm. Lúc này, Lão Sơn Dương đấu giá sư mở ra cổ hạp, chỉ gặp bên trong chỗ thịnh chính là một quyển sách cổ. Này sách cổ không biết là vật gì chế, giống như da lông, mà không phải da lông, nó có kim loại đồng dạng quang trạch, tựa hồ chính là do thần kim chỗ mở thành hạo quyển một dạng, mười phần kỳ lạ. Mặc dù dạng này sách cổ bị phong cuốn lại, nhưng là, từ trong sách cổ này, ẩn ẩn lộ ra một cỗ vô địch chi thế, tựa như là vô địch chi kiếm xuyên thấu sách cổ, tựa như là một kiếm xuyên qua yết hầu một dạng. Kiện thứ nhất, chỗ đập đổ vật, đây là kiếm thương đạo quân một quyển kiếm pháp. Ở thời điểm này, lão sơn dương hướng ở đây tất cả đại nhân vật giới thiệu nói. Lời này vừa ra, quản chi là có tâm lý chuẩn bị, vẫn là để không ít đại nhân vật trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, vừa mở cục, chỗ đập chính là đạo quân kiếm pháp, cái này đích xác là khó lường. Kiếm pháp này đến từ gì? Tại thời khắc này, có một đại nhân vật mở miệng hỏi thăm, nói ra kiếm thương đạo quân kiếm pháp, không đáp đều là cất giữ tại thương lư sao. Vị đại nhân vật này biến mất chân thân, không có ai biết lai lịch của hắn, cũng nhìn không thấu cước căn của hắn. Kiếm thương đạo quân, chính là một vị vô địch đạo quân, là một tôn thương linh, mà lại, nghe đồn nói, hắn chính là từ thần lĩnh đi ra, xuất thân mười phần kinh thiên, vừa xuất đạo, chính là kinh diễm không gì sánh được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Về sau, kiếm thương đạo quân chứng được đại đạo, trở thành vô địch đạo quân đằng sau, liền sáng lập Thương Lư, trở thành thiên cương một đại truyền thừa, thực lực mười phần hùng hậu. Mà lại, Thương Lư, chính là thương linh bộ tộc đại môn phái, rất nhiều thương linh bộ tộc, đều là tụ tập ở Thương Lư, mà thương linh bộ tộc, thiên phú dị bẩm, cái này cũng khiến cho Thương Lư ra một đời lại một đời kinh diễm thiên cổ thiên tài. Kiếm thương đạo quân, làm thương lư người sáng lập, cuộc đời của hắn tuyệt học đều lưu ở trong thương lư, hiện tại, hắn vô địch kiếm pháp, lại bị lưu truyền tới đấu giá, cái này cũng đích thật là để một số người không khỏi vì đó hiếu kỳ. Vị khách quý này xin yên tâm, tại chúng ta động đình phường chỗ bán đấu giá bảo vật, đều có thể ngược dòng tình hiểu. Lão Sơn Dương Đấu Giá Sư nói ra, một quyển này kiếm pháp, không đặt vào thương lư trong công pháp bí kíp, liền xem như thương lư, cũng không có được một quyển này kiếm pháp. Một kiếm này quyển pháp, chính là kiếm thương đạo quân, tuổi nhỏ viết, mà lại, chính là nguyên bản, kiếm thương đạo quân cũng chưa từng làm qua chút nào cải biến. Nói đến đây, lão Sơn Dương đấu giá sư chậm chậm nói, nếu là đối tại kiếm thương đạo quân có chỗ biết rõ người hoặc cũng hẳn là biết, kiếm thương đạo quân thời điểm tuổi nhỏ, nhận qua cổ gia ân huệ, đã từng tại cổ gia tu đạo ngộ kiếm, cho nên, một quyển này kiếm pháp, chính là do kiếm thương đạo quân tại cổ gia tu đạo ngộ kiếm là sáng tạo, cũng chính bởi vì cảm tạ tại cổ gia ân tình, cho nên, một quyển này kiếm pháp nguyên quyển tặng cho cổ gia. Nói đến đây, lão Sơn Dương đấu giá sư dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là ở trận trong chư vị khách quý, có xuất thân từ thương lưu khách quý, cũng hẳn là vượt qua kiếm thương đạo quân tuổi nhỏ ghi chép, tại tông môn trong cổ tịch ghi chép, nhất định ghi chép có chuyện này. Hôm nay, một quyển này kiếm thương đạo quân kiếm pháp, chính là do cổ gia tự mình nhờ vả, thụ động đình phường chỗ đảm bảo. Nghe được lão sơn dương đấu giá sư lời như vậy, ở đây không ít đại nhân vật nhìn nhau một chút, cũng có đại nhân vật gật đầu, nói ra, như vậy sự tích, cũng đích thật là có chỗ nghe thấy. Vị kia biến mất chân thân đại nhân vật nhẹ gật đầu, nói ra, cái này đích xác là có thể ngược dòng tìm hiểu vậy. Tốt, một quyển này kiếm thương đạo quân vô địch kiếm pháp, hiện tại khai mạc, giá khởi đầu, 300.000 tinh bích, đạo quân tinh bích, mà lại chỉ cần đạo quân tinh bích, không cần bất kỳ tiền mặt. Lão Sơn Dương đấu giá sư chậm chậm nói. Lời như vậy, cũng làm cho người trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, vừa mở cục, chính là đạo quân kiếm pháp, mà lại ra giá chính là 300.000 đạo quân tinh bích, dạng này một trận đấu giá, tuyệt đối là coi là một cái đại thủ bút đạo quân tinh bích đối với bất luận kẻ nào mà nói, đối với bất luận cái gì đại giáo cương quốc mà nói, vậy cũng là 10 phần chân quý tiền tệ, mà lại, vừa mở cục, liền 300.000, đây tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Nhưng là, đây chính là đạo quân kiếm pháp, về phần có đáng giá hay không cái giá tiền này, rất nhiều đại nhân vật trong nội tâm đều nắm chắc. 31 vạn, vừa rồi vị kia biến mất chân thân đại nhân vật ra giá. Tràng diện trầm mặc một chút, có một vị đại nhân vật tiếp lời nói, 320.000 đạo quân kiếm pháp bán đấu giá nhiệt tình cũng không tăng vọt đây cũng không phải là nói là kiếm thương đạo quân kiếm pháp không đáng cái giá tiền này mà là nói ở đây đại nhân vật bao nhiêu là xuất thân từ đạo quân truyền thừa như tam thiên đạo như chân tiên giáo đây đều là có được đạo quân truyền thừa bọn hắn tông môn thế gia đều có được đạo quân công pháp cho nên đây đối với đạo quân truyền thừa mà nói đạo quân công pháp bản thân cũng không khan hiếm nhưng là tại trên một trận tư bí hội đấu giá như vậy hiếm thấy chân bảo, vậy không chỉ có chỉ có đạo quân công pháp đơn giản như vậy, còn có mặt khác cử thế vô song chân bảo. Dạng này một quyển đạo quân kiếm pháp, trao giá chính là 300.000 đạo quân tinh bích, dạng này một bút số lượng, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, đó đã là một bút khổng lồ số lượng. Nếu như nói, bọn hắn xuất thủ đập xuống quyển này kiếm thương đạo quân kiếm pháp, như vậy, chỉ sợ bọn họ đối với phía sau mặt khác chính kiện hiếm thấy chân bảo, liền không có tài lực đi cạnh tranh. Cho nên, đối với không ít đại nhân vật mà nói, bọn hắn cần lưu lại đầy đủ tài lực đi cạnh tranh mình muốn bảo vật, đây cũng là bọn hắn bán đấu giá một cái sách lược, tại trên một kiện vật phẩm đấu giá này, mọi người cũng không dám kêu lên giá cao, vạn nhất mình tại trên cao vị tiếp bàn, đó chính là không có lời. 330.000 Vị kia biến mất chân thân đại nhân vật tựa hồ đối với kiếm thương đạo quân, kiếm pháp là 10 phần có hứng thú. 330.000 đằng sau, đều đã không có người tiếp cái giá tiền này, cũng không phải là thương linh đạo quân kiếm pháp không đáng tiền, chỉ bất quá, tất cả mọi người là giữ lại đầy đủ tiền tài đi cạnh tranh phía sau chân bảo. 340.000. Một lát, một vị khác đại nhân vật ra giá. Gặp một tình huống, vị kia biến mất chân thân đại nhân vật mở miệng, nói ra, 380.000. Vị này biến mất chân thân đại nhân vật một hơi liền tăng 40.000, cái này cũng đã lập tức biểu lộ quyết tâm của hắn. Tựa hồ, hắn là đối với kiếm thương đạo quân kiếm Pháp là hết sức cảm thấy hứng thú, thậm chí rất có nhất định phải được chi thế. Vị này biến mất chân thân đại nhân vật, ngay từ đầu liền hỏi thăm một quyển này kiếm pháp lai lịch, cho nên, cũng nhìn ra được, thật sự là hắn là đối với kiếm thương đạo quân kiếm pháp cảm thấy hứng thú. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vị này biến mất chân thân đại nhân vật gọi ra 380.000 đằng sau, toàn bộ tràng diện đều trầm mặc, không còn có người cùng giá. 380.000, thành giao. Lão Sơn Dương đấu giá sư hô ba lần giá cả đằng sau, không còn có người quay chụp, do vị này biến mất chân thân đại nhân vật cạnh vị đại nhân vật này cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi dù sao bắt đầu kiện thứ nhất bảo vật đều đã là tiêu hao bọn hán không ít tài lực đương nhiên vị này biến mất chân thân đại nhân vật đập xuống kiếm thương đạo quân kiếm pháp điều này cũng làm cho một vài đại nhân vật suy đoán vị đại nhân vật này rất có thể xuất thân từ thương lư nếu như nói ai đối với kiếm thương đạo quân kiếm pháp cảm thấy hứng thú nhất trong đó kia nhất định có thương lư dù sao đây là kiếm thương đạo quân truyền thừa mà một quyển này kiếm pháp ngay cả thương lư đều không thể có được hiện tại thương lưu tử tôn muốn đem một quyển này kiếm pháp trở về tông môn cái này cũng không gì đáng trách sự tình chỉ bất quá vị đại nhân vật này biến mất chân thân không cách nào thấy được cước căn cũng không biết hắn có hay không là thương lư người kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là đạo quân kiếm pháp dạng này tư bí đấu giá có thể nói là đầy đủ kinh người cái này có thể đủ tưởng tượng dạng này một trận tư bí hội đấu giá chỗ bán đấu giá bảo vật chân phẩm là bực nào vô song cỡ nào kinh thế ở thời điểm này, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá bị dâng tới. Món vật phẩm đấu giá này, chính là lấy vải tơ bao nuôi. Mà vải tơ 10 phần coi trọng, tơ lụa mà cẩn thận, mỗi một sợi một hào, đều tựa như là có thể thấy được, nhưng là, lại một sợi một hào, lại tựa như là như sương như mây, nhìn 10 phần đặc biệt, cẩn thận đi xem, tựa như là đám mây trên bầu trời bao vây lấy một dạng, đơn dạng này một khối vải tơ, đều biết đây là phi phàm vậy. Ở thời điểm này, Lão Sơn Dương đấu giá sư mở ra vải tơ, lộ ra bảo vật chân diện mục, nếu là chợt mở phía dưới, bảo vật như vậy chính là không đáng chú ý, hoặc là nói không kinh diễm, cũng không có trong tưởng tượng như thế kỳ quang bắn ra bốn phía, có dọa người uy danh. Bị vải tơ bao vây lấy bảo vật, chính là một khối bích, khối này bích, đến tột cùng là thế nào vật liệu, tất cả mọi người thật đúng là có chút đắn đo khó định. Khối này bích, nhìn có chút phù bạch, cả khối bích ước chừng có to bằng cái bát tô, thậm chí lớn hơn một chút, cả khối bích không có tản mắt ra cái gì quang mang, cũng không có cái gì tinh tế tỉ mỉ hoặc là chân quý tính chất, nếu là nhất định phải nói khối này bích có gì tốt địa phương khối này bích đường vân rất tự nhiên tựa như là mây mù giãn ra một dạng nhìn liền tựa như là trong vân vụ bích tản ra dạng này một khối bích vừa nhìn cũng không có bao nhiêu quý hiếm chỗ thậm chí không dám kết luận nó là một khối ngọc bích hay là một khối thạch bích nếu là không có gặp qua khối này bích người vừa nhìn cũng không cảm thấy nó chân quý cỡ nào nhưng là nơi này là tư bí hội đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đều là đạo quân kiếm pháp như vậy khối này nhìn cũng không làm sao thu hút bích làm kiện thứ hai vật phẩm đấu giá vậy liền không giống với lúc trước cái này đầy đủ nói rõ giá trị của nó thậm chí có khả năng giá trị của nó chính là tại đạo quân kiếm pháp phía trên đối với thế nhân mà nói đạo quân kiếm pháp cỡ nào kinh thiên không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nguyện vì một môn đạo quân kiếm pháp dành đến đầu rơi máu chảy thậm chí là không tiếc lấy sinh mệnh tương bác nếu như nói trước mắt dạng này một khối bích chính là tại đạo quân kiếm pháp phía trên có thể tưởng tượng chân quý của nó. Khối bích này có lẽ có khách quý gặp qua. Ở thời điểm này, lão Sơn Dương đấu giá sư không khỏi ho khan một tiếng, chậm chậm nói, khối bích này, chúng ta tạm thời xưng nó là Bát Thất Ngọc Bích, đương nhiên còn có một cái tên khác. Bát Thất Ngọc Bích. Có đại nhân vật chưa thấy qua khối ngọc bích này, vừa nghe xong, cũng liền nói ra, Bát Thất Đạo Quân Bảo Vật sao? Bát Thất Đạo Quân. Nghe chút lời này, ở đây một vài đại nhân vật cũng thấp giọng nói ra bát thất đạo quân chính là đương thời sau cùng một vị đạo quân cũng là cách lập tức gần nhất một vị đạo quân bát thất đạo quân dạng này đạo hiệu có thể nói kỳ lạ bát thất đạo quân nghe đồn nói hắn chính là một thớt chiến mã thành đạo chứng được vô địch cuối cùng trở thành đạo quân về phần tại sao bát thất đạo quân được xưng có bát thất dạng này xưng hô đâu không có chuẩn xác mà nói pháp có nghe đồn nói bát thất đạo quân có tám cái phân thân cũng có người nói bát thất đạo quân có tám cái thân phận còn có người nói vạn cổ đến nay chỉ có 8 người có thể cùng hắn địch nổi, cho nên gọi bát thất. Trên thực tế, bát thất đạo quân vì sao có bát thất xưng hô, đây là thế nhân không thể nào mà biết, nhưng, làm cách đương thời gần nhất đạo quân, bát thất đạo quân chính là uy danh rất sâu sắc, nhắc lên đạo quân tên, tựa như là thần uy bao trùm, để cho người ta không khỏi vì đó phát lạnh. Chưa nghe nói qua khối ngọc bích này, cũng có đại nhân vật nói thầm một tiếng. Lão Sơn Dương đấu giá sư chậm chậm nói, khối ngọc bích này, chính là bát thất đạo quân lưu lại mặc dù thế nhân mà biết không nhiều nhưng là tin tưởng đang ngồi y nguyên có người mà biết tỷ như nã vân trưởng lão nghe được lão sơn dương đấu giá sư lời như vậy ở đây không ít ánh mắt cũng nhìn phía xuất thân tam thiên đạo nã vân trưởng lão nã vân trưởng lão ho khan một tiếng cuối cùng không thể không thừa nhận nói ra đích thật là có chuyện này ngọc bích này chính là bát thất đạo quân chính là tuổi nhỏ một kỳ ngộ đến một ngọc bích nói đến đây hắn dừng một chút đành phải nói ra ngọc bích này cũng đích thật là có một cái tên khác. Nã Vân trưởng lão vừa nói như vậy, coi như không biết khối ngọc bích này đại nhân vật, hoặc là chưa từng thấy qua khối ngọc bích này người, cũng hoàn toàn tin tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Bát Thất Đạo Quân tại trở thành Vô Địch Đạo Quân trước đó, liền đã cùng Tam Thiên Đạo có thâm hậu nguồn gốc, bởi vì Bát Thất Đạo Quân người hộ đạo chính là Tam Thiên Đạo thủy tổ, Đạo Tam Thiên. Cho nên, hiện tại xuất thân Tam Thiên Đạo Nã Vân, trưởng lão chính miệng thừa nhận khối ngọc bích này tồn tại vậy liền đích thật là không có bất cứ vấn đề gì khối ngọc bích này chính là do bát thất đạo quân hậu nhân nhờ vả lão sơn dương đấu giá sư trầm chậm, chậm nói khối ngọc bích này chỉ có thể coi là gửi đấu giá nó cũng không phải là thuộc về động đình phường chi bảo đối với lão sơn dương đấu giá sư lời nói này nã vân trưởng lão cũng không dám gật bừa hắn không từ gãy mất lão sơn dương đấu giá sư mà nói nói ra bát thất đạo quân hậu nhân chính là tại chúng ta trong tam thiên đạo lời này vừa ra mọi người cũng đều nhìn phía nã vân trưởng lão cũng có thấp giọng nghị luận một chút thần tuấn thiên quả thật là bát thất đạo quân nhi tử nha có đi theo chính mình trưởng bối mà đến người trẻ tuổi nghe được nã vân trưởng lão một câu nói như vậy cũng nhịn không được nói thầm một tiếng thần tuấn thiên một cái kinh tuyệt thiên hạ danh tự chính là một đời vô song thiên tài đây là ngũ thiếu quân một trong càng là đạo tam thiên đệ tử thân truyền càng có nghe đồn nói hắn chính là bát thất đạo quân nhi tử bất luận là cái nào thân phận đều đầy đủ là kinh tuyệt thiên hạ, uy hiếp thập phương. Bát Thất Đạo Quân rất nhiều hậu nhân, đích thật là tại Tam Thiên Đạo. Lão Sơn Dương Đấu Giá Sư cũng không phủ nhận Nã Vân Trưởng lão nói, nói ra, nhưng Bát Thất Đạo Quân cũng không vẻn vẹn có chính thất hậu nhân, hắn tại Vô Lượng Sơn cũng là có hậu nhân, có tỉ mỉ xác thực ghi chép, tại cái kia Vô Lượng Sơn lạc anh phái. Thôi được, cũng được. Đối với Lão Sơn Dương Đấu Giá Sư lời như vậy, Nã Vân Trưởng lão cũng chỉ đành khoát tay áo thừa nhận lão sơn dương đấu giá sư lời như vậy cũng có một chút đại nhân vật cười một tiếng bởi vì có nghe đồn nói bát thất đạo quân chính là thời điểm tuổi nhỏ lưu luyến bụi hoa là một người rất là phóng đáng hình hài cho nên ở đời sau có không ít nghe đồn nói bát thất đạo quân có không ít hậu đại tại hắn trở thành đạo quân đằng sau cũng không ít người nhận cha đương nhiên trong đó có thật có giả nhưng tỉ như nói lão sơn dương đấu giá sư nói tới vô lượng sơn lạc anh phái cái này cũng đích thật là đạt được bát thất đạo quân chỗ thừa nhận, tại bát thất đạo quân thời điểm tuổi nhỏ, đích thật là cùng vô lượng sơn lạc anh phái nữ trưởng môn có hạt xương tình duyên, sinh ra một con, cho nên, về sau một đoạn này hạt xương tình duyên là đạt được bát thất đạo quân thừa nhận, cũng chính bởi vì vậy, trừ chính thất bên ngoài, như vô lượng sơn lạc anh phái cũng bị cho rằng là bát thất đạo quân hậu nhân. Đương nhiên, khối ngọc bích này không phải vô lượng sơn lạc anh phái chỗ gửi đấu giá, chuyện này chỉ có thể nói là, nào đó một vị Bát Thất Đạo Quân hậu nhân chỗ gửi đấu giá, mà hậu nhân này có thể cầm được ra Bát Thất Đạo Quân năm đó bảo vật, cái này cũng tại một cái nào đó phương diện đầy đủ đi bằng chứng, thật sự là hắn là Bát Thất Đạo Quân hậu nhân. Ngọc bích này có huyền diệu gì chỗ? Ở thời điểm này cũng có người nhịn không được hỏi. Vị này lão sơn dương đấu giá sư ho khan một tiếng, chậm chậm nói, khối ngọc bích này nó còn có một cái tên, có lẽ đây mới là nó chân chính danh tự. Hư Không Ngọc Bích. Không biết vị nào đại nhân vật thấp giọng nói ra, Hư Không Ngọc Bích. Vừa nghe đến cái tên này, quản chi không biết khối ngọc bích này người, hoặc là chưa thấy qua khối ngọc bích này người, quản chi là không biết nó bất luận cái gì lai lịch, vừa nghe đến hư không hai chữ, liền ngay trong chớp mắt này người được không giống với khí tức. Đúng, Hư Không Ngọc Bích. Lão Sơn Dương đấu giá sư nói ra, một khối ngọc bích không phải do bát thất đạo quân chỗ mở, cũng không phải do bát thất đạo quân chỗ tạo, hắn chỉ là thời điểm tuổi nhỏ đoạt được. Nhưng là, đối với hắn cả đời, rất có bi ích, nghe đồn nói, bát thất đạo quân cả đời tạo hóa, có điều ngộ ra thời điểm, vô cùng có khả năng được từ tại khối ngọc bích này trợ giúp. Từ chỗ nào mà? Tại thời khắc này, có một vị khác đại nhân vật nhịn không được hỏi. Trên thực tế, mọi người trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có đáp án, nhưng là, lại như cũ nhịn không được hỏi một chút. Hư không bí cảnh. Lão Sơn Dương đấu giá sư cũng không giấu giếm, thật lòng trả lời nói ra, theo chúng ta động đình phường khảo hạch, khối ngọc bích này, đích thật là đến từ hư không bí cảnh, ngọc bích này có thể thấy được hư không, có thể cảm giác đại đạo. lão sơn dương đấu giá sư thốt ra lời này đi ra, liền để không ít người tâm thần chấn động, không khỏi bình phong bình phong hô hấp. hư không bí cảnh, đây là cực ít người có thể nói tới tồn tại, hoặc là cũng là cực ít người có khả năng mà biết địa phương, quản chi thế nhân đều biết cái tên này, nhưng là đối với hư không bí cảnh hiểu rõ, chính là lác đác không có mấy thế nhân biết vậy chỉ bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi liền xem như vô địch đạo quân đã từng là muốn nhập hư không bí cảnh nhưng là chân chính có thể vào người vậy lại không nhiều vậy cần các loại cơ duyên xảo hợp nói như vậy bát thất đạo quân thời điểm tuổi nhỏ đích đích xác xác là từng tiến vào hư không bí cảnh có một vị đại nhân vật nhịn không được hỏi dạng này truyền thuyết không ít người hậu thế nghe đồn qua nhưng là không thể nào đi khảo hạch nhưng là hiện tại từ khối này hư không ngọc bích mà nói bát thất đạo quân thật liền có khả năng là từng tiến vào hư không bí cảnh ra giá, giá bao nhiêu ở thời điểm này có đại nhân vật có chút không kịp chờ đợi hỏi hư không ngọc bích khối ngọc bích này chính là do bát thất đạo quân cầm qua mà lại đối với ngộ đạo có trợ giúp thật lớn nhưng là có lẽ vào giờ phút này đối với một vài đại nhân vật mà nói nó chân chính giá trị không phải bắt nguồn từ bát thất đạo quân mà là bắt nguồn từ hư không bí cảnh hư không bí cảnh đây là rất nhiều người muốn đàm luận chi mà không được địa phương nghe đồn nói nơi đó như tiên cảnh đồng dạng là thật là giả không có ai biết khục lão sơn dương đấu giá sư ho khan một tiếng nói ra người bán không cần tinh bích chỉ cần hư không tệ ba nghìn mai hư không tệ giá bắt đầu hư không tệ ba nghìn mai hư không tệ giá bắt đầu nghe nói như thế không ít đại nhân vật lập tức hai mặt nhìn nhau đối với dạng này yêu cầu trong lúc nhất thời để không ít đại nhân vật cũng không biết nên nói như thế nào tốt lúc này có đại nhân vật liền không khỏi nói ra nhất định phải hư không tệ sao? Đạo quân tinh bích không thể. Hoặc là hối đoái mặt khác bảo vật đâu. Đạo quân binh khí thế nào? Không có ý tứ. Lão Sơn Dương đấu giá sư lắc đầu, nói ra, người bán chỉ định muốn hư không tệ, mặt khác đều không cần, chỉ cần hư không tệ. Lời này không để cho không ít đại nhân vật cũng không khỏi nói thầm một tiếng, có đại nhân vật không khỏi nói thầm, nhất thời nửa khắc, đi đâu đụng hư không tệ đi, cũng không nhất định có thể đụng đạt được. Cũng có một cái khác đại nhân vật lắc đầu, Nói ra, hư không tệ trên thế gian lưu thông vốn là rất tốt, một viên hư không tệ vốn là một kiện chân bảo vậy. Đi đâu đi đụng nhiều như vậy hư không tệ. Hư không tệ là món hàng gì tệ đâu? Có theo đại nhân vật mà đến vãn bối nhịn không được hỏi. Quản chi là xuất thân từ đại giáo cương quốc đệ tử, hoặc là một cái nào đó đại nhân vật đệ tử, đều không nhất định nghe qua hư không tệ. Nghe đồn nói, hư không tệ chính là đến từ hư không bí cảnh, nhưng không nhất định là tiền tệ. Có một vị đại nhân vật trầm chậm, chậm nói, nhưng một vị khác đại nhân vật thì là nói ra liền xem như hư không tệ không phải tiền tệ nhưng là nó nhưng cũng có chỗ dùng khác có nghe đồn nói đầy đủ hư không tệ có thể đi hối đoái một cái cơ hội hoặc là có thể đổi được tiến vào hư không bí cảnh cơ hội lời như vậy cũng làm cho ở đây người trẻ tuổi trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút chính là ngay cả đạo quân đều muốn tiến vào hư không bí cảnh nếu thật là có thể đổi một cơ hội nếu thật là có thể đi vào hư không bí cảnh quản chi chính là một cái đại tạo hóa. Cũng từng có khó lường đại nhân vật dự đoán, nếu là tiến vào hư không bí cảnh, dạng này đại tạo hóa, so tu luyện đến đạo quân công Pháp còn muốn càng tốt hơn. Dù sao, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc đặc biệt đạo quân truyền thừa mà nói, tu luyện đến đạo quân công Pháp, không tính là đặc biệt khó sự tình, dù sao, mỗi một cái đạo quân truyền thừa, đều có một bộ phận đệ tử có thể tu được đạo quân công Pháp. Mà hư không bí cảnh liền không giống với lúc trước, ngay cả đạo quân đều muốn đi vào thế gian người có thể đi vào hư không bí cảnh lại là lác đác không có mấy cái này ta biết giản hàng rong nói thầm nghe đồn nói hư không tệ chính là năm đó những thế gia cổ lão kia mang ra đổ vật khiến cho nó lưu chuyển khắp trong nhân thế trong đó có các ngươi tứ đại thế gia một phần bên cạnh toán địa đạo nhân liếc nhìn nói ra mà lại các ngươi tứ đại thế gia đã từng cầm hư không tệ đi hối đoái qua không phải vậy lưu chuyển khắp thế gian hư không tệ thì càng nhiều một ít hư không tệ, đây là đồ tốt. Giản hàng rong hai mắt sáng lên, nói ra, nơi đó hoàn toàn chính xác thật là có thể hối đoái một ít gì đó, mà lại mười phần thần kỳ, đây không phải giữa phàm thế kỳ ngộ tạo hóa có thể sánh được. Hư không tệ, trên thực tế cũng không phải là hư không bí cảnh chỗ lưu thông tiền tệ, nhưng là, nó nhưng lại có một cái thế nhân cũng không phải là hiểu rất rõ tác dụng, mà giản hàng rong đã từng bởi vì cơ duyên, biết những chuyện này. Chỉ bất quá, quản chi hắn là có cơ duyên như vậy, có tạo hóa như vậy, cũng chưa từng từng chiếm được hư không tệ khục ở thời điểm này lão sơn dương đấu giá sư ho khan một tiếng nói ra cái này sao có thể nói một chút chúng ta động đình phường cũng có một chút hư không tệ còn giá cả nhìn chưa vị khách quý cần thiết số lượng cùng thời gian nếu là các vị khách quý muốn hối đoái hư không tệ có thể nắm chặt một chút nói không chừng sẽ rất nhanh không có hàng gian thương đối với lão sơn dương đấu giá sư lời như vậy có tuổi trẻ đệ tử không nhịn được thì thầm một tiếng hiện tại động đình phường đấu giá bảo vật lại còn mượn cơ hội sẽ trào hàng bọn hắn hư không tệ đây không phải gian thương là cái gì tốt hiện tại bắt đầu do ba nghìn hư không tệ giá bắt đầu ở thời điểm này lão sơn dương đấu giá sư trầm giọng nói mỗi một lần đuổi giá thêm một trăm so với vừa rồi kiếm thương đạo quân kiếm pháp đấu giá mà nói khối này hư không ngọc bích đấu giá tựa hồ đang về số lượng lộ ra càng tốt hơn dù sao đạo quân kiếm pháp giá bắt đầu dù sao cũng là mấy trăm ngàn lên, hơn nữa còn là đạo quân tinh bích. Cứ việc hư không ngọc bích chính là lấy ba nghìn hư không tệ giá bắt đầu, mỗi một lần đuổi giá cũng chỉ là lấy 100 là lên. Nhưng, ở đây đại nhân vật vẫn là rất là coi chừng. Nguyên nhân rất đơn giản, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bát hoang đi ra không ít đạo quân, mà lại tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bát hoang tất cả đại đạo quân truyền thừa tích lũy xuống đạo quân tinh bích, chính là một bút vô cùng to lớn số lượng. Về phần hư không tệ liền không giống với lúc trước, nó không phải bát hoang chỗ lưu chuyển tiền tệ, cho nên, hư không tệ trên thế gian tồn lượng vô cùng hy hữu ít, liền xem như có người muốn, vậy cũng không nhất định có thể cầm ra được. 3.100 Ở thời điểm này, xuất thân từ tam thiên đạo nã vân trưởng lão dẫn đầu báo giá. 3.200 Một vị xuất thân từ thế gia cổ lão đại nhân vật cũng chậm chậm báo giá. Nã vân trưởng lão lập tức nói, 3.300 3.400 Còn có một vị xuất thân từ đạo quân thế gia đại nhân vật cũng không khỏi theo. Nhưng là, nã vân trưởng lão lập tức báo giá nói ra, 3,500, 3,600. Vị kia xuất thân từ thế gia cổ lão đại nhân vật không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn báo ra một cái giá. 3,700. Nã vân trưởng lão lập tức đuổi giá, không chút do dự. 3,800. Ở thời điểm này, báo giá là ngươi tới ta đi, mặc dù nói, đối với thế nhân mà nói, hư không tệ chính là lưu chuyển cực ít, tại trên thị trường, cũng là cực ít có thể nhìn thấy hư không tệ vật như vậy, nhưng là đối với quái vật khổng lồ một dạng truyền thừa bọn hắn cũng là góp nhặt có một ít hư không tệ giống như tam thiên đạo chân tiên giáo hoặc là những thế gia cổ lão kia viễn cổ truyền thừa bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là góp nhặt hư không tệ huống chi nếu như không có đầy đủ hư không tệ cũng là có thể tự động đình phường trong tay hối đoái ra một chút hư không tệ đến vậy chỉ bất quá là giá cả để cho người ta đau lòng thôi mà lại hư không ngọc bích món đồ này cũng làm cho không ít đại giáo cương quốc nghĩ đến chi nó đối với không ít đại giáo cương quốc mà nói, so đạo quân công pháp hoặc là đạo quân bảo vật còn muốn hấp dẫn người. Dù sao, đạo quân công pháp cũng tốt, đạo quân bảo vật cũng được, không ít đạo quân truyền thừa đều là có. Nhưng mà, cái này đến từ hư không bí cảnh vô thượng chi bảo, lại chỉ lần này một kiện, đương nhiên là mười phần chân quý, đương nhiên là để không ít người muốn tìm mà có được. bốn. Ở thời điểm này, cạnh tranh khối này hư không tệ, chỉ còn lại có tam thiên đạo cùng thế gia cổ lão kia đại nhân vật quản chi tam thiên đạo não vân trưởng lão hay là thế gia cổ lão đại nhân vật, bọn hắn báo giá đều là hết sức cẩn thận, không có cái gì hào khí có thể nói. Mỗi một lần báo giá, đều là hoàn mỹ trăm gia tăng, sẽ không một hơi tăng đến một nghìn. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, trong tông môn của mình chỗ góp nhạt hư không tệ có hạn, liền xem như có thể hướng động đình phường hối đoái. Nhưng là, một hơi báo giá trên trời mà nói, vạn nhất đổi không ra hư không tệ đến, vậy liền thật là đem tông môn mặt mũi đều mất hết, cũng là đem chính mình mặt mũi cho mất hết. Cũng chính bởi vì vậy, một tiếng này Ngọc Bích đấu giá thời điểm, mọi người tăng giá đều là hết sức cẩn thận. Đang đấu giá thời điểm, xuất thân từ Tam Thiên Đạo Nã Vân trưởng lão đối với người khác báo giá, chính là cắn chặt không thả. Mọi người cũng nhìn ra được, Nã Vân trưởng lão đối với khối này hư không ngọc bích chính là nhất định phải được bộ dáng, cái bộ dáng này cũng liền để không ít đại nhân vật minh bạch, lần này Nã Vân trưởng lão lần này là hướng về phía hư không ngọc bích mà đến. Nã Vân trưởng lão chính là đại biểu cho Hoành Thiên Vương, vậy liền mang ý nghĩa, Tam Thiên Đạo Hoành Thiên Vương đối với khối này hư không ngọc bích là nhất định phải được. Có một ít đại nhân vật tinh tế suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Hoành Thiên Vương lần này đối với khối ngọc bích này đích thật là có khả năng nhất định phải được, dù sao người trong thiên hạ đều biết, Tam Thiên Đạo thủy tổ đạo 3000, chính là năm đó Bát Thất Đạo quân người hộ đạo. Có thể nói, Bát Thất Đạo quân cùng Tam Thiên Đạo có thâm hậu không gì sánh được nguồn gốc mà khối này hư không ngọc bích chính là từ trong tay bát thất đạo quân lưu chuyển ra đến tam thiên đạo vậy cũng nhất định biết khối này hư không ngọc bích chỗ huyền diệu cho nên tam thiên đạo hoành thiên vương là đối với hư không ngọc bích nhất định phải được năm nghìn tám trăm cuối cùng khi khối này hư không ngọc bích trình diện năm nghìn tám trăm thời điểm liền rốt cuộc không có người cùng giá mà cái giá tiền này chính là do nã vân trưởng lão chỗ báo ra tới trong lúc nhất thời mọi người cũng đều không khỏi ngừng thở dù sao cái này giá cả Đối với không ít đại nhân vật mà nói, đã không cách nào đi tiếp nhận, bởi vì mọi người đổi không ra nhiều như vậy hư không tệ. Chúng ta muốn hay không cũng báo một chút giá cả. Ở thời điểm này, giản hàng rong có chút như tên trộm nói, nhìn một chút hư không ngọc bích, cũng nhìn một chút nã vân trưởng lão, không khỏi nói thầm. Chúng ta lên chỗ nào tìm nhiều như vậy hư không tệ. Minh tổ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, nếu là ở viễn cửu thời điểm, có lẽ còn có thể có một ít hư không tệ. Hiện tại chúng ta tứ đại thế gia, đều đã không có cái này góp nhặt minh tổ lời nói này đến không sai tại xa xôi trước kia bọn hắn tứ đại thế gia tuyệt đối là có được nhiều nhất hư không tệ thế ra một trong nhưng là về sau cũng đều bị tử tôn hậu đại chỗ đã xài hết rồi ha ha có công tử tại nha giản hàng rong cười hì hì nói lại nói hư không ngọc bích cùng chúng ta tứ đại thế gia nói không chừng có không nhỏ nguồn gốc đâu công tử nói có phải không mặc dù không có bao nhiêu tác dụng lý thất dạ cười cười nói ra cũng không phải là không thể nào báo báo giá. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền lập tức chọc giận nã vân trưởng lão, hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói, đây là đại hội đấu giá, lại chỗ nào là trò đùa, không phải vỗ chơi, nếu là không bỏ ra nổi nhiều như vậy hư không tệ, vậy coi như không phải đùa giỡn. 10.000 Ngay tại nã vân trưởng lão đối với Lý Thất Dạ khó chịu thời điểm, Lý Thất Dạ ở thời điểm này chậm rãi duỗi ra một cái ngón tay, hời hợt nói ra, ta ra 10.000 hư không tệ. 10.000 hư không tệ nghe được lý thất dạ lời như vậy tất cả mọi người ở đây đều lập tức xôn xao trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mới mở miệng còn kém không nhiều đem hư không ngọc bích tiêu thăng đến nhanh gấp đôi độ cao dạng này báo giá đó cũng là quá bất hợp lý đi đây quả thực là không hợp thói thường đến cực điểm ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé khối ngọc bích này vốn là lấy hư không tệ làm giao dịch mà lại hư không tệ tồn lượng cực ít quản chi là thực lực hùng hậu không gì sánh được đại giáo cương quốc, chỗ góp nhặt hư không tệ số lượng cũng là có hạn. Cho nên tại vừa rồi đấu giá thời điểm, bất luận là xuất thân tam thiên đạo não vân trưởng lão, hay là xuất thân thế gia cổ lão đại nhân vật, đối với khối này hư không ngọc bích đấu giá đều là cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám miệng lớn tăng giá, cũng đều là hoàn mỹ chăm đi lên thêm. Vốn là bị cạnh đến 5.800 mai hư không tệ khối ngọc bích này, đã là để những đại nhân vật khác bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, bởi vì dạng này giá cả, đã vượt xa khỏi rất nhiều đại giáo cương quốc hư không tệ góp nhặt số lượng, nếu như lại cạnh xuống dưới, bọn hắn căn bản chính là hối đoái không ra nhiều như vậy hư không tệ. Mà lại, liền xem như động đỉnh phường có nhất định số lượng hư không tệ hối đoái, nhưng là, một khi đấu giá được nhất định giá cả đằng sau, chỉ sợ hư không tệ giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó, dạng này một khối hư không ngọc bích, chỉ sợ là vượt xa bản thân nó giá trị, đây đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, đó chính là không thể thừa nhận dạng này giá cả hiện tại lý thất dạ ngược lại tốt vốn là hào hào cạnh đến năm nghìn tám trăm giá cả hắn mới mở miệng liền trực tiếp là đem giá cả bão tố đến mười nghìn đây quả thực điều nhanh muốn tăng gấp đôi cho nên khi lý thất dạ báo ra mười nghìn giá cả đằng sau tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây dại khi kịp phản ứng đằng sau không ít đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó xôn xao ra hỏa này là điên rồi đi có đại nhân vật không khỏi vì đó nói thầm một tiếng cũng có thế hệ trẻ tuổi đệ tử nhịn không được nhìn thấy lý thất dạ Nói ra, đây quả thật là có tiền không có chỗ sai sao? Một hơi liền bão tố đến 10.000, lại bại ra cũng không phải dạng này bại ra đi, dạng này một khối hư không ngọc bích, thật là đáng giá dạng này một cái giá tiền sao? Đây là muốn cùng tam thiên đạo làm khó dễ. Cũng có đại nhân vật không khỏi trầm chậm, chậm nói. Ở thời điểm này, cũng có đại nhân vật cảm thấy, khả năng lý thất dạ cũng không phải là muốn khối này hư không ngọc bích, càng nhiều khả năng, chính là cùng tam thiên đạo làm khó dễ. Ngươi! khi vừa nghe đến lý thất dạ dạng này báo giá thời điểm nã vân trưởng lão lập tức sắc mặt khó coi đến cực điểm trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới tại vừa rồi thời điểm tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí đấu giá cái này trừ cái này đích xác là bởi vì hư không tệ cực kỳ thưa thớt bên ngoài ở đây các đại nhân khác vật cũng đều tại cẩn thận từng ly từng tí khống chế giá cả để miễn cho vừa mở cục dạng này hội đấu giá liền khiến cho giá cả liều mạng tràn ra dù sao tất cả mọi người liều mạng lại đấu giá khiến cho giá cả thật to tràn ra bảo vật bản thân giá trị vậy liền tất cả mọi người không có chiếm được chỗ tốt gì cuối cùng động đình phường mới thật sự là bên thắng cho nên tại vừa rồi đấu giá thời điểm các đại nhân vật cũng đều chậm rãi tạo thành một cái ăn ý mọi người cũng vẻn vẹn tại nhỏ nhất biên độ đi tăng giá để tránh tạo thành ác tính đấu giá hiện tại lý thất dạng ngược lại tốt mới mở miệng thiếu chút nữa đem giá cả tăng vọt gấp đôi cái này cỡ nào là điên rồi đây quả thực là ác tính đấu giá cái này không chỉ có là nã vân trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, ở đây không ít đại nhân vật trong lòng cũng không khỏi nói thầm một tiếng, có chút khó chịu. Dù sao, nếu như là lý thất dạ mở một cái đầu, tạo thành ác tính đấu giá mà nói, như vậy, đối với ở đây bất cứ người nào mà nói, đó đều không phải là một chuyện tốt. Nã vân trưởng lão sắc mặt càng khó coi hơn chính là, lúc đầu, hắn đem giá cả cạnh đến 5.800 mai hư không tệ thời điểm, đây đã là nắm chắc phần thắng, những đại nhân vật khác cũng đều bắt đầu lùi bước không còn dám cùng hắn đấu giá. Có thể nói, nã vân trưởng lão là, rất có lòng tin tại 5.800 giá cả như vậy cầm xuống khối này hư không ngọc bích. Kể từ đó, hắn không chỉ có là cầm xuống khối này hư không ngọc bích, càng quan trọng hơn là, hắn đem giá cả khống chế đến thấp nhất. Có thể nói, đây là một trận 10 phần hoàn mỹ cạnh tranh. Hiện tại lý thất dạ mới mở miệng, trực tiếp đem giá cả bão tố đến 10.000 thời điểm. Vậy liền lập tức đem ván này hoàn mỹ cạnh tranh đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mà lại, nã vân trưởng lão cũng có thể là liền đem này mất đi khối này hư không ngọc bích. Hẳn là tiên nghiệm một chút tư cách. Ở thời điểm này, có một vị xuất thân từ đạo quân truyền thừa đại nhân vật mở miệng, đưa ra yêu cầu. Ở thời điểm này, có không ít đại nhân vật bắt đầu ở cử thị Lý Thất Dạ, hoặc là cố ý đi xa lánh Lý Thất Dạ. Bởi vì Lý Thất Dạ tại ván này đấu ra phía trên, bão tố giá bão tố quá không hợp thói thường, lập tức phá hủy mọi người đấu giá ăn ý, khiến cho vật phẩm đấu giá giá cả lập tức tiêu thăng, đến một cái không hợp thói thường giá cả như vậy ác tính đấu giá đây đối với ở đây bất luận một vị nào đại nhân vật mà nói đều không vui nhìn thấy đối với ở đây đại nhân vật mà nói bọn hắn đều muốn lấy nhất lợi ích thực tế giá cả đấu giá được mình muốn bảo vật cho nên dưới loại tình huống này ở đây bất luận một vị nào đại nhân vật cũng không nguyện ý nhìn thấy bất luận cái gì ác tính đấu giá tình huống cho nên ở thời điểm này không ít đại nhân vật có một cái ý niệm trong đầu muốn đem lý thất dạ trục xuất trận này trên đấu giá hội trừ bỏ lý thất dạ con sâu làm dầu nồi canh này. Đúng, hẳn là nghiệm một chút tư cách, nếu không, tất cả mọi người có thể loạn báo giá. Một vị khác đại nhân vật cũng duy trì dạng này quan điểm. Mặc dù nói, ở đây đại nhân vật, đều là người có thân phận có địa vị, đều là uy danh hiển hách, có thể nói, ở đây đại nhân vật cũng đều là yêu quý chính mình lông vũ, sẽ không lung tung đấu giá. Mà lý thất dạ liền không nói được rồi. Hắn ngay cả tham gia hội đấu giá thư mời đều không có, người như vậy, bất luận là thực lực hay là tài lực, đều là đáng giá đi hoài nghi. Trong lúc nhất thời, ở đây đại nhân vật cũng không khỏi nhìn qua lý thất dạ, tất cả mọi người muốn nghiệm chứng lý thất dạ tài lực. Người báo giá 10.000 hư không tệ, như vậy, chí ít cũng phải xuất ra 5.000 đến thế chấp đi. Thừa dịp tất cả mọi người đối với lý thất dạ có ý kiến thời điểm, nã vân trưởng lão trầm chậm, chậm nói. Ở thời điểm này, nã vân trưởng lão cũng là muốn áp chế lý thất dạ, dù sao, tại trong thời gian ngắn nhất này, muốn gom góp 5.000 hư không tệ, đối với bất luận một vị nào đại nhân vật mà nói, đều là mười phần khó khăn sự tình. Cho nên, nã vân trưởng lão cường điệu thế chấp, chính là muốn đem lý thất dạ từ trong một ván đấu giá này đuổi ra ngoài. Không phải liền là mười nghìn hư không tệ nha. Lý thất dạ còn chưa mở lời, giản hàng rong liền đã kêu gào nói, công tử chúng ta, là có tiền, chút tiền lẻ này đáng là gì, thiên địa hết thảy chư bảo. Ta công tử cũng là tiện tay nhặt ra, mười nghìn hư không tệ, còn không vào công tử chúng ta pháp nhãn, chỉ là tiền trinh, Dùng đến khẩn trương như vậy à? Cứ như vậy một chút xíu nhỏ hội đấu giá, cũng cần thế chấp, các ngươi cũng quá xem thường công tử chúng ta. Không, không đúng, là các ngươi quá nghèo, ngần ấy tiền trinh, đều không bỏ ra nổi đến, sợ xịt đấu giá không dậy nổi, nhất định phải thế chấp không thể. Giản hàng rong dạng này ác miệng, vậy thật là đem ở đây không ít đại nhân vật tức giận đến không nhẹ. Ngồi ở bên cạnh Minh tổ tức tức giận, vừa bất đắc dĩ, hắn đều muốn gọi giản hàng rong nói ít vài câu. Dù sao, 10.000 hư không tệ, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc truyền thừa mà nói, dạng này số lượng, đều gọi được là một món khổng lồ. Nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ở thời điểm này, có người tuổi trẻ không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng nói ra, nếu có thể gấp bội bão tố giá, đó chính là hẳn là xuất ra nhất định số lượng đến làm thế chấp, để miễn cho nói miệng không bằng chứng, nhiễu loạn đấu giá trật tự. Không sai, lão hù cũng duy trì thế chấp, Kể từ đó, liền có thể phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến hành ác tính đấu giá. Có một vị xuất thân từ cổ thế ra đại nhân vật gật đầu nói. Một vị khác biến mất chân thân đại nhân vật cũng nói, hư không tệ có thể chính là cực kỳ hãn hữu đồ vật, hẳn là có thế chấp. Đối với ở đây đốt đốt mức bách chứ vị đại nhân vật, lý thất dạ cũng nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi, thần thái bình tĩnh chỗ nhưng. Khục! Ngay lúc này, vị kia tại cửa vào lúc xuất hiện qua động đình, phường lão giả lại một lần nữa xuất hiện đang đấu giá hiện trường hắn nhìn qua ở đây tất cả đại nhân vật, khom khom thân, nói ra, Lý Công Tử đấu giá uy tín hạn mức, chính là do Động Đình Phường chấp nhận, Lý Công Tử uy tín hạn mức, chính là vô thượng hạn. Chư vị khách quý đối với Lý Công Tử uy tín hạn mức nếu là có lo lắng, vậy Động Đình Phường lấy Lý Công Tử uy tín hạn mức, thế chấp lên 5.000 hư không tệ. Tại vị lão giả này vừa dứt lời xong đằng sau, liền để môn hạ đệ tử khiêng ra một cái cổ dương, cổ dương vừa mở ra, hư không quang mang phun ra nuốt vào, giống như tại cổ trong dương chứa hư không thời gian một dạng, nhìn kỹ, bên trong chỗ trang phục lộng lẫy, chính là một viên một viên hư không tệ, mỗi một mai hư không tệ đều là trồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá mặt trầm tịch vừa đưa ra. Động đình phường nguyện ý vì lý thất dạ gánh chịu uy tín hạn mức, vậy liền để bất luận kẻ nào không lời nào để nói, càng khiến người ta chấn động theo chính là, động đình phường cho ra uy tín hạn mức chính là vô thượng hạn, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, như vậy lễ đãi, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ bát hoang đều không có mấy người đi động đình phường cũng đích thật là có uy tín hạn mức mà nói dù sao không phải ai đều sẽ cả ngày mang theo nhiều tiền tài như vậy đi ra ngoài nếu như tại tham gia đấu giá thời điểm trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như thế tiền tài thời điểm chỉ cần người này có đủ thực lực hoặc là có đầy đủ xuất thân động đình phường đều có thể cho ra đối phương một cái uy tín hạn mức lấy làm cho đối phương có thể sớm thanh toán đấu giá thời điểm cần có tiền tài hiện tại động đình phường cho lý thất dạ mở ra vô thượng hạn uy tín hạn mức thoáng một cái nói ở đây tất cả đại nhân vật đều nói không ra nói tới ở đây bất luận một vị nào đại nhân vật đều khó có khả năng đạt được động đình phường dạng này uy tín hạn mức nói cách khác khi động đình phường cho lý thất dạ mở ra vô thượng hạn uy tín hạn mức thời điểm vậy liền mang ý nghĩa bất luận đập vật phẩm gì bất luận lý thất dạ cạnh ra như thế nào giá cả vậy cũng là hợp lý mà lại không cần đi hoài nghi lý thất dạ thanh toán năng lực bởi vì có động đình phường cho hắn xác nhận Ai, ngần ấy tiền trinh, khiến cho long trọng như vậy. Lý thất dạ nhìn thoáng qua làm thế chấp năm nghìn hư không tệ, không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, hời hợt. Lý thất dạ nhẹ như vậy tô lại nhạt viết, vậy liền để ở đây đại nhân vật cũng không khỏi vì đó lúng túng, trong lúc nhất thời chậm bất quá bầu không khí tới. Ở thời điểm này, nã vân trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng là lại không thể làm gì, giờ này khắc này, lý thất dạ đích đích sắc sắc là lấy ra vàng dòng bạc trắng, quản chi là do động đình phường cho lý thất dạ sách mượn bảo hộ nhưng cái này cũng đích đích xác xác là tại lý thất dạ danh nghĩa trong lúc nhất thời ở đây tất cả đại nhân vật cũng nói không ra nói đến mọi người yêu cầu lý thất dạ nhất định phải xuất ra thế chấp hiện tại lý thất dạ đích đích xác xác là lấy ra thế chấp cái này khiến tất cả mọi người là không lời nào để nói mười nghìn mai hư không tệ còn có cao hơn sao ở thời điểm này lão sơn dương đấu giá Sơn luôn luôn có thể bắt lấy thời cơ mười nghìn mai hư không tệ còn có báo giá sao lão sơn dương đấu giá sư lại gọi một lần trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi nhìn qua nã vân trưởng lão hiện tại chỉ có thực lực cùng lý thất dạ đấu giá cũng chỉ sợ sẽ là tam thiên đạo chân tiên giáo truyền thừa như vậy mà bây giờ cần có nhất khối này hư không ngọc bích chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt nã vân trưởng lão nã vân trưởng lão thật sâu hô hấp một tiếng đối với lão sơn dương đấu giá sư nói ra xin mời cho ta chậm một chút thời gian chúng ta thương lượng một chút có thể hay không Lão Sơn Dương đấu giá sư nhìn qua tại chúng khách nhân, nói ra, chư vị khách quý, mọi người có hay không dị nghi. Ở đây không ít đại nhân vật nhìn nhau một chút, cuối cùng, ở đây đại nhân vật đều gật đầu đồng ý, cho phép nã vân trưởng lão thương lượng một chút. Đối với ở đây đại nhân vật mà nói, tất cả mọi người không thời gian đang gấp, dù sao tới tham gia trận này đấu giá, mọi người có đều là thời gian, càng quan trọng hơn là, vào giờ phút này, ở đây đại nhân vật đều không có đi tham gia cho một vòng này, bán đấu giá dự định liền xem như vừa rồi muốn cùng Nã Vân trưởng lão cạnh tranh đại nhân vật, tại giá cả tiêu thăng đến 10.000 đằng sau, bọn hắn đều đã triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Cho nên, hiện tại không có người nào đi cạnh tranh một vòng này đấu giá, đối với ở đây đại nhân vật mà nói, không có bất kỳ cái gì lợi ích liên quan, bọn hắn không có cái gì lý do không đồng ý, huống chi, mọi người cũng nghĩ nhìn xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút Nã Vân trưởng lão đại biểu Hoành Thiên Vương, đến tột cùng là có như thế nào tài lực. Công tử đâu? Ở thời điểm này, lão sơn dương đấu giá sư cũng là trưng cầu lý thất dạ ý kiến dù sao lý thất dạ mới là sau cùng một cái người báo giá nếu như lý thất dạ không đồng ý nã vân trưởng lão thỉnh cầu cũng là không chỗ hữu dụng lý thất dạ chỉ là nở nụ cười nhàn nhạt nói ra đi thôi con người của ta luôn luôn đều là trung hậu thuần lương rộng mà đợi người lý thất dạ đáp ứng này mới khiến nã vân trưởng lão thở dài một hơi nha đường đường tam thiên đạo ngần ấy tiền trinh đều không làm chủ được ta nhìn nha dạng này hội đấu giá hay là không cần tham gia đi, cái này dù sao không phải người nghèo trò chơi. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong chính là phạm tiện, miệng đặc biệt độc, dùng lời đi ép buộc Nã Vân Trưởng lão một chút. Nã Vân Trưởng lão bị Giản Hàng Rong dạng này một ép buộc, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai mắt phun ra lửa giận đến, nếu là ngày trước xưa kia, hắn nhất định xuất thủ đem Giản Hàng Rong phá tan thành từng mảnh, nhưng là, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Nã Vân Trưởng lão nuốt vào khẩu khí này, hướng người ở chỗ này gật đầu thăm hỏi một chút, sau đó rời tiệc. Không hề nghi ngờ, Nã Vân trưởng lão là muốn cùng Hoành Thiên Vương liên hệ, lấy hiệp đàm cuối cùng là không tiếp tục ra giá cạnh tranh khối này hư không ngọc bích. Sau một lúc lâu đằng sau, Nã Vân trưởng lão trở về tọa hạ, giờ này khắc này hắn có vẻ hơi khí định thần nhàn. 11.000. Tại thời khắc này, Nã Vân trưởng lão rốt cục báo ra giá tiền. Thấy một lần Nã Vân trưởng lão báo giá liền tăng 1.000, để ở đây đại nhân vật cũng không khỏi nhìn nhau một chút lấy được đại quyền hạn liền xem như thế hệ trẻ tuổi cũng nhìn ra đầu mối không nhịn được thì thầm một tiếng trước đó nã vân trưởng lão cũng đều là hoàn mỹ chăm đấu giá hết sức cẩn thận nhưng là hiện tại một đấu giá chính là một nghìn cái này nói rõ nã vân trưởng lão từ hoành thiên vương nơi đó lấy được cực lớn quyền hạn hoành thiên vương quả nhiên là thực lực hùng hậu tài lực kinh người có đại nhân vật không khỏi nói thầm một tiếng đấu giá lấy một nghìn lên vậy liền mang ý nghĩa Hoành thiên vương đối với khối này hư không ngọc bích nhất định phải được. Mà lại, hoành thiên vương có tài lực này cầm xuống khối này hư không ngọc bích. Cho nên, lấy được đại quyền hạn đằng sau, nã vân trưởng lão trong nội tâm cũng an định không ít. Cho nên, hắn trong khi nhìn quanh, có lãnh mâu bức người chi thế. 12.000 Lý thất dạ vẫn là khí định thần nhàn. Nã vân trưởng lão không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra. 13.000 14.000 Lý thất dạ y nguyên không nhanh không chậm. 15.000 Nã vân trưởng lão cũng không sợ Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. 16.000. Lý Thất Dạ hay là không nhanh không chậm đi theo giá cả. 17.000. Nã vân trưởng lão một ngụm báo giá. Xem ra, hắn lấy được rất lớn căn hạn. Hai vạn, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt thêm đến hai vạn. Cái này, nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi, giá cả bị đuổi tới hai vạn. Cái này lập tức để ở đây đại nhân vật cũng đều hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều cảm thấy đây là có điểm điên cuồng. Ngươi, Nã Vân trưởng lão giờ khắc này, hắn thật là đổi sắc mặt, hắn tự nhận là chính mình lấy được rất lớn quyền hạn, tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, mà Lý Thất Dạ lại một bộ đã tính trước bộ dáng, mà lại, báo giá hết sức kinh người. Còn cần không? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn Nã Vân trưởng lão một chút. Nã Vân trưởng lão giờ khắc này liền do dự, mặc dù nói hắn lấy được quyền hạn này, nhưng là, ở thời điểm này, ngay cả chính hắn đều cảm thấy, cái này đã vượt qua hư không ngọc bích bản thân giá trị. Được rồi, được rồi. Ở thời điểm này, giản hàng rong một bộ hảo tâm bộ dáng, nói ra, ta công tử, là có tiền. Ngươi hay là đừng cùng ta công tử tranh giành, tiết kiệm một chút tiền. Dù sao, giá tiền này, đã vượt ra khỏi ngọc bích bản thân giá trị. Ta công tử không giống với, là có tiền, nhiều tiền đến hốt hoảng. Cho nên, nhàn rỗi, tùy tiện mua chút đồ vật đuổi một chút. Trưởng lão ngươi không giống với A, ngươi dù sao cũng là thụ hoành thiên vương nhờ vả. Vạn nhất mua đến vật chỗ không đáng giá đồ vật, đây không phải lãng phí tiền nha lưu thêm ít tiền về sau xử lý đại sự giản hàng rong lúc nói lời này giống như một bộ vì muốn tốt cho người bộ dáng ha ha nói dễ nghe như vậy làm gì không phải liền là mua không nổi nha ở bên cạnh toán địa đạo nhân cũng tham gia náo nhiệt hắc hắc cười một tiếng nói ra dù sao cùng công tử so sánh tất cả mọi người là người nghèo một điểm nhỏ tiền đối với công tử tới nói đó chính là chín châu mất sợi lông sự tình bất quá nha đối với nã vân trưởng lão tới nói đây chính là một món khổng lồ, ta nhìn nha, hay là bớt đi tâm thôi, đừng mua, tiết kiệm một chút tiền, lưu cho hoành thiên vương dưỡng lão. Toán địa đạo nhân cùng giàn hàng rong hai người kẻ sướng người họa, cái này lập tức đem nã vân trưởng lão tức giận đến thổ huyết, hai mắt phun ra lửa giận hừng hực, hận không thể đem hai người bọn họ người phá tan thành từng mảnh. Hai tiểu tử này, chính là lắm mồm. Có ở đây đại nhân vật cũng đều nhịn không được nói ra. Đổi lại là bất cứ người nào ra sân. Cũng chịu không được giản hàng rong cùng toán địa đạo nhân dạng này châm chọc, hận không thể là phiến mấy người bọn hắn bạt tay mạnh, cái này đã coi như là nhẹ, không đem bọn hắn nghiền xương thành cho, cái kia tốt đã là một loại nhân từ. 21.000 Nã vân trưởng lão phẫn nộ tới cực điểm, nhưng là, hay là đè ép ép nộ khí, không có quên chính mình việc cần phải làm, dù sao, hiện tại không có cái gì so cầm xuống khối này hư không ngọc bích quan trọng hơn. 30.000 Lý thất dạ hời hợt, nở nụ cười. 30.000 khi Lý Thất Dạ báo ra giá cả như vậy thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó một mảnh xôn xao. Quản chi tất cả mọi người ở đây thấy qua việc đời, ở đây đại nhân vật đều trải qua sóng gió, nhưng là, y nguyên bị Lý Thất Dạ dạng này báo giá bị kinh ngạc một chút. Nếu như nói, mặt khác vạn cổ vô song đồ vật, vậy còn tốt, nhưng là, cái này hư không ngọc bích, lập tức liền bị đã tăng tới lên giá gấp 10 lần, giá cả như vậy, thật sự là quá bất hợp lý, đổi lại là bất luận kẻ nào, đều cảm thấy không đáng cái giá này càng quan trọng hơn là hư không tệ bản thân liền là cực kỳ chân quý hy hữu thế gian còn có số lượng cực ít dùng ba mươi hư không tệ đi đổi khối này hư không ngọc bích tại trong lòng rất nhiều người mặt đều cảm thấy đây là mười phần không có lời sự tình ai ra cái giá này đều sẽ để cho người ta cảm thấy đây là bại gia tử tiểu tử này là điên rồi sao có đại nhân vật không nhịn được cô nói một vị khác đến từ thế gia cổ lão đại nhân vật liền không khỏi kỳ quái nói chẳng lẽ khối này hư không ngọc bích thật là có quý trọng như vậy sao thật là đáng giá cái giá tiền này sao? Lý thất dạ báo ra 30.000 giá cả, cái này hoàn toàn chính xác thật là để cho người ta hoài nghi, nếu như lý thất dạ không phải điên rồi, đó chính là khối ngọc bích này đáng giá nhiều tiền như vậy, hoặc là khối ngọc bích này có mọi người không biết giá trị. Ngươi, trong lúc nhất thời, nã vân trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, lập tức bão tố đến 30.000, cái này đã có chút vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng, cái giá tiền này thật sự là quá cao, cao đến quá đáng. Nếu như nói, nếu để cho chính hắn đi bỏ tiền cạnh tranh khối ngọc bích này, quản chi chính hắn thật có nhiều như vậy hư không tệ. Nã vân trưởng lão, cũng giống vậy cảm thấy khối ngọc bích này không đáng số tiền này. Chỉ bất quá, hắn là thụ hoành thiên vương nhờ vả, mà lại, hoành thiên vương đối với khối ngọc bích này là nhất định phải được. Mặc kệ khối ngọc bích này đến tột cùng là thế nào giá trị, nhưng là, đối với hoành thiên vương dạng này quét ngang thiên hạ, uy danh hiển hách tồn tại mà nói, hắn đối với khối ngọc bích này nhất định phải được, nếu là bị người cướp đi, hắn là khó mà nuốt được khẩu khí này. Tục ngữ nói, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Trong lúc nhất thời, nã vân trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi, chán cũng không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh, trong nội tâm cũng đều không khỏi dãy dụa do dự. 30.000 A, nếu như ngươi già không dậy nổi cái giá tiền này, coi như xong. Ở thời điểm này, giản hàng rong lại miệng tiện, như tên trộm nói, ta nhìn nha, tam thiên đạo gần nhất đích thật là nghèo đến có thể, 30.000 hư không tệ đều muốn hành hạ như thế do dự, cái này chỉ sợ là sấn không lên tam thiên đạo địa vị, cũng sấn không lên hoành thiên vương thân phận. Nhìn xem công tử chúng ta ra, 30.000 liền 30.000, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Giản hàng rong miệng này mặc dù độc, nhưng là, mọi người cũng đều thấy được, lý thất dạ báo 30.000 giá cả, đích đích sắc sắc là khí định thần nhàn. Ở thời điểm này, ở đây đại nhân vật cũng không khỏi nhìn phía nã vân trưởng lão, mọi người cũng đều chờ lấy nã vân trưởng lão tỏ thái độ giờ này khắc này, hư không ngọc bích đã là bão tố đến 30.000 hư không tệ, từ ở đây đại nhân vật xem ra, khối này hư không ngọc bích mặc dù là chân quý không gì sánh được, nhưng là, nó cũng không đáng giá 30.000 hư không tệ, dù sao, hư không tệ cũng là cực kỳ hy hữu đồ vật, 30.000 mai, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, đều là một bút vô cùng to lớn số lượng, mà lại, nói không chừng có được cái này 30.000 mai hư không tệ, còn có thể hối đoái ra một vài thứ đến tỷ như nói, một chút từ trong hư không bí cảnh lưu truyền tới đồ vật các loại. Đương nhiên, ở thời điểm này, cũng có một chút đại nhân vật cho là, riêng là lấy thực lực mà nói, nã vân trưởng lão khẳng định là không bỏ ra nổi cái này 30.000 hư không tệ, nhưng là, phía sau hắn Hoành Thiên Vương chỉ sợ là có thực lực này. Dù sao, Hoành Thiên Vương làm đạo tam thiên tọa hạ lục đại thiên vương một trong, đã từng là chìm nổi trăm ngàn vạn năm, đã từng là quét ngang thiên hạ, có được không có gì sánh kịp thực lực, cũng giống vậy là có được hùng hậu không gì sánh được tài lực. Ở thời điểm này, tại trước mắt bao người, Nã Vân trưởng lão cũng là sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. 30.000 hư không tệ, đó đã là đạt đến quyền hạn của hắn, có thể nói, quản chi là sau lưng của hắn Hoành Thiên Vương, 30.000 hư không tệ cũng giống vậy là đạt đến cực hạn. Giá trên trời như vậy, đổi lại là Nã Vân trưởng lão chính mình, đó nhất định là không nỡ lấy ra đấu giá khối này hư không ngọc bích, nhưng là, hắn là thụ Hoành Thiên Vương nhờ vả, nếu là hắn không có cầm xuống khối này hư không tệ, vậy liền không cách nào hướng Hoành Thiên Vương giải thích. Nhưng mà, lấy 30.000 độ cao giá cả đập xuống khối này hư không ngọc bích mà nói, điều này cũng làm cho hắn khó mà hướng Hoành Thiên Vương giải thích nha. Huống chi, tại trước mắt bao người, Nã Vân trưởng lão chính là đâm lao phải theo lao, trước đó, cùng chư vị đại nhân vật cạnh tranh, nếu là bại bởi chư vị đại nhân vật, trong lòng cũng có thể dễ chịu một chút, cũng có thể bước từng chiếm được một đạo khảm này. Hiện tại nếu là bại bởi Lý Thất Dạ, cái này để nã vân trưởng lão trong lòng có chút qua không được một đạo khảm này, đặc biệt là tại vừa rồi, giản hàng rong bọn hắn châm chọc khiêu khích, chính là đối với bọn hắn tam thiên đạo một loại nhục nhã, nếu như hắn bắt không được khối này hư không ngọc bích, đó chính là tương đương chính mình muốn ngạnh sinh sinh đem vừa rồi nhục nhã nuốt xuống bụng, nếu là hắn đập xuống khối này hư không ngọc bích, ít nhất là thở một hơi, để bọn hắn tam thiên đạo rất có tài đại khí thô chi thế, tại trên giá cả đè xuống lý thất dạ, vậy cũng là một loại mở mày mở mặt. Tại cái này đâm lao phải theo lao thời điểm, Nã vân trưởng lão sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng, hắn quyết tâm, không thèm đếm xỉa, cắn răng một cái, kêu giá nói, 31.000. Liền cái giá này, lại cao hơn giá liền không đáng, một lần cuối cùng báo giá. Ở thời điểm này, nã vân trưởng lão cũng coi là cho mình một câu trả lời thỏa đáng, cũng coi là cho mình xuống thang lời xã giao. Hắn đặt ra 31.000 giá cả như vậy, cái này cũng đầy đủ hiển lộ rõ ràng bọn hắn tam thiên đạo thực lực, cũng đầy đủ hiển lộ rõ ràng ra hoành thiên vương tài lực trình diện 30.000 giá cả, hắn còn theo một lần, đem hư không ngọc bích giá cả đỉnh đi lên, cái này cũng đầy đủ nói rõ bọn hắn tam thiên đạo, hoành thiên vương có được cấp bậc này tài lực, tại dạng này tài lực phía dưới, thử hỏi ở đây bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc đại nhân vật, chỉ sợ cũng không dám tiếp nhận giá cả này. Cho nên, hắn tiếp nhận hạ cái giá tiền này, cái này đã đầy đủ nói rõ quyết tâm của hắn cùng tài lực, nếu như nói, lý thất dạ lại tiếp tục đấu giá. Như vậy, cái này cũng đại biểu cho hắn tận lực, nói rõ cách khác, Hư Không Ngọc Bích tối đa cũng đã làm cho 31.000 giá cả. Cho nên, nghe được Nã Vân trưởng lão dạng này báo giá đằng sau, ở đây đại nhân vật cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, đương nhiên, nếu như tiếp đó, Nã Vân trưởng lão không còn báo giá, do lý thất dạ cạnh đến khối này Hư Không Ngọc Bích, chỉ sợ rất nhiều đại nhân vật hướng về phía Nã Vân trưởng lão một câu nói kia, cũng cảm thấy Nã Vân trưởng lão là làm ra lựa chọn chính xác, dù sao, vượt qua cái giá này đằng sau, Hư Không Ngọc Bích liền triệt để tràn ra bản thân nó giá trị ai sẽ nguyện ý vì đắt như thế tràn giá đi mua đơn đâu. Tại thời khắc này, cũng không ít đại nhân vật đều nhao nhao quay đầu đi, nhìn phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, 31.000, thành giao, nã vân trưởng lão không tầm thường, 3.000 giá bắt đầu giá cả, có thể cạnh đến 31.000, không tầm thường, không tầm thường, để cho người ta bội phục, bội phục. Tam thiên đạo, quả nhiên là khí đại tài thô, khí đại tài thô. Nói, vỗ tay. Ngươi, lý thất dạ thốt ra lời này đi ra nã vân trưởng lão lập tức sắc mặt đỏ lên một ngụm cổ lỗ là phun ra ngoài trong chớp mắt này hắn cảm giác mình bị lý thất dạ đào một cái hố sâu bị chôn vào trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây cũng đều hai mặt nhìn nhau không ít đại nhân vật tại thời khắc này đều cảm thấy nã vân trưởng lão bị lý thất dạ hố lý thất dạ lời nói ca ngợi này theo đạo lý tới nói hẳn là làm cho đến hư không ngọc bích nã vân trưởng lão sau khi nghe là thể xác tinh thần thư sướng mới đúng dù sao cũng là xả được cơn giận, có thể mở mày mở mặt. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói ra dạng này ca ngợi lời nói đến, cũng làm người ta cảm giác có một loại hố chết người không đền mạng cảm giác. Vốn là giá khởi đầu 3.000 hư không ngọc bích, cuối cùng lại vỗ ra 31.000 giá cả, tăng vọt giá gấp 10 lần, cái này đích xác là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Ngay từ đầu, Lý Thất Dạ báo giá quả quyết lưu loát, mà lại... Không giống nã vân trưởng lão bọn hắn ngay từ đầu rất cẩn thận hoàn mỹ chăm đấu giá, hắn mới mở miệng, chính là cao đấu giá, cái này không chỉ là để nã vân trưởng lão, chính là tất cả mọi người ở đây đều cho rằng, lý thất dạ đây là đối với khối này hư không ngọc bích nhất định phải được, cũng chính bởi vì ảo giác như vậy, khiến cho nã vân trưởng lão đối với đấu giá là cắn chặt không thả. Nhưng, tại vừa rồi nã vân trưởng lão cạnh ra 31.000 hư không tệ giá cả thời điểm, lý thất dạ những lời này, liền trong nháy mắt để cho người ta cảm thấy, từ đầu đến cuối, lý thất dạ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đập xuống khối này hư không ngọc bích chẳng qua là cố ý đem nã vân trưởng lão giá cả kéo cao thôi, cho nã vân trưởng lão đào một cái hố to, tại trên giá cao, đem nã vân trưởng lão cho chôn sống. Báo ra 31.000 cái giá tiền này trong một chớp mắt, nã vân trưởng lão đã không có đường lui, giá trên trời như vậy giá cả, nã vân trưởng lão coi như không cam tâm, đó cũng là muốn sống sinh sinh tại trên giá tiền này đem khối này hư không ngọc bích, nuốt vào. Giờ khắc này, nã vân trưởng lão bị tức đến thổ huyết, lúc đầu hắn có thể dùng 5800 giá cả cầm xuống khối này hư không ngọc bích, nhưng là cuối cùng lại bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh làm cho dùng 31000 giá trên trời cầm xuống khối này hư không ngọc bích, này làm sao không đem Nã Vân trưởng lão tức giận đến thổ huyết đâu. 31000 hư không tệ, thành giao. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chưa lại đấu giá, ở đây cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đấu giá, lão sơn dương đấu giá sư gõ trùy, Nã Vân trưởng lão chỉ có thể lấy giá trên trời như vậy. Nuốt vào khối này hư không ngọc bích, ở thời điểm này, Nã Vân trưởng lão liền xem như muốn đổi ý, đó đều đã không được. 31.000 hư không tệ, mua khối này hư không ngọc bích. Ở đây không ít đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó cười khổ một cái, cũng đều cảm thấy, dạng này tràn giá thật tại là quá cao, cuối cùng Nã Vân trưởng lão bị hố đến tại dạng này giá cao vị tiếp nhận khối này hư không ngọc bích. Nếu là đổi lại những người khác lấy giá cả như vậy cạnh tranh hư không ngọc bích, chỉ sợ sớm đã bị người chế giễu là kẻ ngu. Nhưng là, lúc này Nã Vân trưởng lão đều đã bị tức đến thổ huyết cũng không có người đi chế diễu hắn, trong nháy mắt này, liền có không ít người cảm thấy, nã vân trưởng lão, đó cũng là đủ đáng thương, rõ ràng là 5.800 liền có thể đập xuống khối này hư không ngọc bích, cuối cùng lại bị làm cho lấy 31.000 giá trên trời như vậy, nuốt vào khối này hư không ngọc bích. Nhìn xem thổ huyết ngất đi nã vân trưởng lão, không ít người cười khổ, lắc đầu, cũng không khỏi đồng tình nã vân trưởng lão, lần này, nã vân trưởng lão thật là bị lý thất dạ hố chết mà lại là nã vân trưởng lão là chính mình cam tâm tình nguyện nhảy xuống dạng này trong hố to mặt đi cái này không bị chôn sống mới là lạ ai cái này khó trách ai đây chính mình nhảy vào trong hố còn vì chính mình đắp lên bùn đất đây cũng là chính mình chôn sống chính mình nha giản hàng rong ác miệng kia lại mở miệng lắc đầu một bộ thương hại bộ dáng nếu như nã vân trưởng lão còn không có ngất đi nhất định sẽ bị giản hàng rong lời như vậy tức giận đến lại một lần nữa thổ huyết thậm chí có thể là thổ huyết bỏ mình Nã vân trưởng lão bị hố đến thảm hại như vậy, ở đây đại nhân vật cũng đều không khỏi lưu lại một cái tâm nhãn. Phía sau đấu giá, tất cả mọi người phải cẩn thận lưu ý lý thất dạ, nhìn hắn là có hay không chính là cố ý đập xuống, không có khả năng bị hắn hố chết chôn sống. Kiện thứ ba vật phẩm đấu giá Ở thời điểm này, kiện thứ ba vật phẩm đấu giá bị đã bưng lên, mở ra, chính là một cái hòm thuốc, cổ hương cổ sắc, trong hòm thuốc nở rộ lấy 10 cái cái bình, cái này 10 cái cái bình đều là lấy viễn cổ huyền ngọc chỗ điêu khắc mà thành mỗi một chiếc lọ đều là liền thành một khối, xem xét liền biết chính là do hoàn chỉnh viễn cổ huyền ngọc điêu khắc thành. Riêng là bình ngọc như vậy, đó đều đã rất chân quý. Nhưng là, chân quý nhất không phải cái này 10 cái bình ngọc, khi bình ngọc như vậy đặt ở mọi người trước mặt thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được, 10 cái bình ngọc đều có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, mà lại, cái này một cỗ sóng nhiệt chính là thao thao bất tuyệt, tựa như là thủy triều một dạng, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, tựa hồ, Tại trong từng cái bình này chính là thịnh trang cái này đến cái khác núi lửa một dạng, tựa hồ ở thời điểm này, trong bình núi lửa muốn bạo phát, cuồn cuộn nham tương muốn từ trong bình ngọc tràn đầy đi ra đồng dạng. Cái thứ ba vật phẩm đấu giá, chính là thần long cốc hỏa long chân nhân để lại Hỏa Long đan, 10 bình Hỏa Long đan, cũng là đương kim trên đời Hỏa Long chân nhân cuối cùng để lại Hỏa Long đan, cái này 10 bình Hỏa Long đan đều là Hỏa Long chân nhân đan dược tốt nhất, bất luận là luyện đan chi công hay là dược liệu lựa chọn sử dụng, đều là cực phẩm chi cấp. Ở thời điểm này, lão Sơn Dương đấu giá sự êm tai nói: "Hỏa Long chân nhân Hỏa Long đan, 10 bình." Vừa nghe đến lời như vậy, ở đây đại nhân vật đều nhao nhao nhìn qua cái này 10 bình Hỏa Long đan. Hỏa Long chân nhân Hỏa Long đan chính là thế gian nhất tuyệt. Mặc kệ là thế nào đại nhân vật, đều không thể không nhận người sự thật này. Hỏa Long chân nhân chính là thần long cốc khó lường luyện đan đại tông sư, cả đời lấy luyện Hỏa Long đan mà xưng tuyệt thiên hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio hỏa long chân nhân tự tay luyện hỏa long đan. Cũng có đại nhân vật nhìn xem 10 bình hỏa long đan này, hai mắt sáng lên. Trên thực tế, lớn bao nhiêu người cũng đã biết cái này hỏa long đan đấu giá. Chỉ bất quá, 10 bình hoàn chỉnh hỏa long chân nhân luyện hỏa long đan. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đích thật là một loại dụ hoặc hỏa long đan. Chính là thần long cốc kỳ diệu thần đan, từng để cho người trong thiên hạ truy đuổi. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì cầu một bình hỏa long đan mà không được. Nhưng là, hiện tại có ước chừng 10 bình hỏa long đan trọng yếu nhất chính là hỏa long chân nhân luyện hỏa long đan hỏa long chân nhân chính là một vị luyện đan đại tông sư thậm chí có người xưng là có thể nói có thể cùng dược đế so sánh vai tồn tại nếu là nói lấy luyện đan chế dược mà nói hỏa long chân nhân không xưng là khoáng cổ thước kim tồn tại dù sao tại luyện đan chế dược phía trên hỏa long chân nhân tạo nghệ còn không tính là vạn cổ độc bộ nhưng là vẻn vẹn luyện hỏa long đan mà nói như vậy hỏa long chân nhân liền đích đích sắc sắc coi là vạn cổ độc bộ hỏa long chân nhân luyện đi ra hỏa long đan có thể xưng vạn cổ không người có thể thớt liền xem như hỏa long đan cái này một vị thần đan người sáng lập tại hỏa long đan luyện tạo phía trên cùng hỏa long chân nhân so sánh tựa hồ cũng có thể là kém một hai cho nên hỏa long chân nhân luyện hỏa long đan có thể xưng vạn cổ tuyệt thế vậy ở thời điểm này lão sơn dương đấu giá sự êm tai nói ra hỏa long đan kỳ diệu tin tưởng ta không cần nhiều lời mọi người cũng đều biết nó có thể bồi bản cố nguyên trọng yếu nhất chính là, nó chính là có thể phòng tàu hỏa nhập ma, đồng thời, quản tri cướp có phòng nhập ma, y nguyên có thể đốt nói, một lần nữa giấy lên đại đạo hy vọng, tu luyện về tốt. Hỏa long chân nhân luyện hỏa long đan, bất luận là tại trên phẩm chất, hay là về dược hiệu, đều tại thần long cốc bất luận một vị nào luyện đan sư phía trên, cũng có thiên hạ bất luận cái gì ngang nhau công hiệu thần đan phía trên. Lão Sơn Dương đấu giá sư lời như vậy, mọi người cũng đều biết, trên thực tế, ở đây đại nhân vật, đều biết thần long cốc hỏa long đan, đặc biệt là hỏa long chân nhân luyện hỏa long đan vì sao người bình hỏa long đan này sẽ xếp tại đạo quân kiếm pháp phía trên sắp xếp ở trên hư không ngọc bích đâu ở thời điểm này có một vị người trẻ tuổi liền không nhịn được hỏi hỏi như thế ở đây những người trẻ tuổi khác cũng đều cảm thấy là có đạo lý cũng có người tuổi trẻ không nhịn được cô một tiếng dạng này hỏi một chút cũng đích thật là để một chút người trẻ tuổi cảm thấy kỳ quái đạo quân kiếm pháp chân quý của nó nó vô địch thế nhân đều biết hư không ngọc bích trừ đây là có thể thành tựu đạo quân bên ngoài, càng quan trọng hơn là, nó chính là cùng hư không bí cảnh có ngàn duyên vạn sợ quan hệ, có rất sâu nguồn gốc, nó có thể nói là chân quý không gì sánh được, có thể cả thế gian chỉ có một khối, cho nên, chân quý của nó, cũng có thể lý giải cùng tưởng tượng. Nhưng là, hỏa long đan, xếp tại đạo quân kiếm pháp, hư không ngọc bích trước đó, tự hồ, cẩn thận một suy nghĩ, có chút không đúng, cái này lại không phải vạn cổ độc nhất vô nhị thần đan đều là lại, thiên hạ có cùng loại với hỏa long đan dạng này thần đan, mà lại không chỉ có một loại. Hiện tại đem hỏa long đan xếp tại đạo quân kiếm pháp, hư không ngọc bích trước đó, tựa hồ là có như vậy một chút không thể nào nói nổi. Lão Sơn Dương đấu giá sư ho khan một tiếng, nói ra, thật là muốn nói ra như vậy một hai ba cái đạo lý đến, vậy cũng đích thật là có một hai ba cái đạo lý. Nói đến đây, Lão Sơn Dương đấu giá sư dừng một chút, nói ra, từ nhu cầu mà nói, hỏa long đan nhu cầu, đó là làm mười phần rộng lớn, cũng là nhiều tu sĩ cường giả cần, bất luận là thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài, hay là thế hệ trước vô song lão tổ, thậm chí đạo quân, cũng đều có thể nhu cầu hỏa long đan, đặc biệt là cái này do hỏa long chân nhân tự tay luyện hỏa long đan, nó phẩm chất, nó dược hiệu, là tất cả đồng loại thần đan không cách nào so sánh cùng nhau. Thốt ra lời này, bất luận là người trẻ tuổi, hay là đại giáo lão tổ, cũng đều nhìn nhau một chút, cũng đích thật là thừa nhận lời này. Hỏa long đan, Mặc dù có bồi nguyên cố bổn chi công, nhưng là, nó trọng yếu nhất tác dụng, hay là có thể phòng tàu hỏa nhập ma, có thể đốt đại đạo, quản chi tàu hỏa nhập ma có quáp hoán hoặc là đại đạo không chọn vẹn, hỏa long đan cũng có thể đem người cứu được, một lần nữa luyện đạo, dùng cái này di bị tàu hỏa nhập ma thiếu hụt. Đặc biệt là do hỏa long chân nhân luyện hỏa long đan, tại công hiệu này phía trên, uy lực càng lớn, hiệu quả càng tốt hơn, có thể nói là không có đồng loại thần đan có thể tương thất. Thử nghĩ một chút thiên hạ tu sĩ cường giả vô số bất luận một vị nào tu sĩ cường giả đại giáo lão tổ chính là vô địch đạo quân cũng có thể một ngày như vậy hơi không cẩn thận chính là tu đạo tẩu hỏa nhập ma như vậy ở thời điểm này nếu là có như thế mười bình hỏa long đan đó không hề nghi ngờ đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói chính là trên tu đạo hộ thân phù cái này sẽ có thể tại trong rất dài rất dài lâu thời gian có thể bảo đảm chính mình tu đạo sẽ không tẩu hỏa nhập ma cho nên, hỏa long chân nhân luyện hỏa long đan, cái này tại cái thời điểm, nó chỗ giá trị tồn tại, liền lập tức phát huy ra. Lão Sơn Dương đấu giá sư tiếp tục nói, mặc dù nói, chỉ cần thần long cốc phối phương vẫn còn, thần long cốc y nguyên còn có luyện đan sư, y nguyên còn có dược sư, hỏa long đan vẫn là không thiếu, y nguyên cũng có hỏa long đan lưu chuyển khắp trên thị trường. Nhưng là, thế gian còn có cái thứ hai hỏa long chân nhân sao? Cái này mười bình hỏa long đan, chính là Hỏa Long chân nhân sau cùng tác phẩm để lại, nếu là sử dụng hết 10 bình Hỏa Long đan này, như vậy thế gian không còn có Hỏa Long chân nhân luyện Hỏa Long đan. Lão Sơn Dương đấu giá sư lời như vậy nói chuyện, mọi người cũng đều cảm thấy có đạo lý, không nói trước cùng loại Hỏa Long đan mặt khác thần đan, chính là Hỏa Long đan bản thân mà nói, Thần Long cốc hàng năm cũng sẽ liên tục không ngừng cung cấp Hỏa Long đan. Nhưng là Hỏa Long chân nhân Hỏa Long đan, vậy liền không có, đây là Hỏa Long chân nhân cuối cùng 10 bình Hỏa Long đan đây cũng là hỏa long chân nhân sau cùng tác phẩm để lại bất kỳ người nào có thể có được cuối cùng này mười bình hỏa long chân nhân luyện hỏa long đan vậy liền mang ý nghĩa cả đời này tại trên tu đạo tẩu hỏa nhập ma phong hiểm là hàng đến thấp nhất nói xong lời cuối cùng lão sơn dương đấu giá sư ho khan một tiếng nói ra cái này mười bình hỏa long đan cũng không phải do chúng ta động đình phường nắm giữ cũng là người bán gửi đấu giá mà người bán yêu cầu là tương đối đặc biệt cho nên cũng là bởi vì nguyên nhân này đem nó xếp tại thứ ba thốt ra lời này, ở đây đại nhân vật cũng đều nhìn nhau. Một vị đại nhân vật cũng tò mò hỏi, người bán có nhu cầu gì đâu? Lão Sơn Dương đấu giá sư nói ra, giá bán yêu cầu, giá đấu giá lấy một tỷ thiên tôn tinh bích là giá bắt đầu điểm. Một tỷ thiên tôn tinh bích, nghe được lời như vậy, cũng không ít người trẻ tuổi vì đó hít một hơi lãnh khí, dạng này giá cả, chính là vô cùng to lớn số lượng. Đây là hỏa long chân nhân luyện hỏa long đan, cũng là thế gian cuối cùng 10 bình hỏa long đan, tác dụng của nó nó công hiệu không cần nói cũng biết một tỷ thiên tôn tinh bích chỉ là cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích cái này cũng không tính không hợp thói thường giá cả như vậy còn tại trong phạm vi hợp lý có một vị đại giáo vô song cường giả tán đồng giá cả như vậy lão sơn dương đấu giá sư ho khan một tiếng sau đó nói đích thật là cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích chỉ bất quá người bán có như vậy một chút nhu cầu chính là cái này tinh bích chỉ cần cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích không cần mặt khác bất luận cái gì tinh bích hối đoái tỉ như lấy đạo quân tinh bích chống đỡ chi chỉ cần cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích mà lại thiên tôn tinh bích phẩm chất yêu cầu là cao nhất không thể có chút nào tỉ vết tựa như dạng này thiên tôn tinh bích nói lão sơn dương đấu giá sư xuất ra một khối thiên tôn tinh bích đưa cho ở đây tất cả đại nhân vật quan sát ở đây đại nhân vật đương nhiên là nhìn qua thiên tôn tinh bích nhìn kỹ trước mắt khối này thiên tôn tinh bích bất luận là bao hàm hỗn độn tinh khí hay là tinh bích bản thân, lại hoặc là chế tạo tinh bích công nghệ, vậy cũng là nhất lưu, thậm chí là đỉnh lưu trình độ. Đây không phải bình thường cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích. Có đại nhân vật xem xét, nói ra, đây ít nhất là vạn thiên tôn thực lực như vậy thiên tôn đúc thành tinh bích. Tất cả đại nhân vật cẩn thận đi đánh giá một chút, cũng cảm thấy là có đạo lý. Yêu cầu như vậy cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói, vẻn vẹn lấy một tỷ thiên tôn tinh bích đi đấu giá, ở đây đại nhân vật chỉ sợ đều có thực lực này nhưng là nếu như lấy dạng này phẩm chất thiên tôn tinh bích đi trả tiền vậy liền không nhất định như vậy nhất định cần đi hối đoái ra càng nhiều như vậy cái kia tinh bích đến tại trên phẩm chất khống chế là cần rất cao yêu cầu đây là cần đầu nhập càng lớn tinh lực cùng tài lực giống như giá khởi điểm này nghiên cứu là một tỷ thiên tôn tinh bích làm giá bắt đầu nhưng là sau lưng nó ẩn chứa giá cả liền đã không phải một tỷ thiên tôn tinh bích cho nên yêu cầu như vậy không thể nghi ngờ là để cao cái này mười bình hỏa long đan bán đấu giá bậc cửa cái này kỳ quái vì cái gì không lấy đạo quân tinh bích giá cả mà hối đoái chi đâu hoặc là lấy kim thiên tôn vạn thiên tôn cấp bậc như vậy tinh bích mà đổi chi nhất định phải cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích mà cạnh chi có một cái thế ra đại nhân vật đã cảm thấy kỳ quái nói ra người bán vì cái gì nhất định cần cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích mà lại yêu cầu phẩm chất là cao nhất thiên tôn tinh bích đâu lời như vậy cũng làm cho không ít đại nhân vật trong lòng vì đó nghi hoặc cũng cảm thấy hiếu kỳ dù sao lấy tiền tệ giá trị bản thân mà nói khẳng định là đạo quân tinh bích giá trị cao nhất có thể nói chỉ cần ngươi có được đạo quân tinh bích bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc đều nguyện ý cùng ngươi hối đoái mà thiên tôn tinh bích giá trị của nó tại tiền tệ giá trị mà nói liền không cách nào cùng đạo quân tinh bích so sánh với nhưng là hiện tại gửi đấu giá hỏa long đan người bán lại vẫn cứ không tuyển chọn đạo quân tinh bích ngược lại lựa chọn cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích mà lại là đối với phẩm chất yêu cầu cực cao, dạng này kỳ lạ yêu cầu, vậy liền để người có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Mà lại, yêu cầu như vậy, để cho người ta có chút cảm thấy rất đặc biệt, tựa hồ có chút bỏ gốc lấy ngọn cảm giác. Cái này, cái này chúng ta động đình phường cũng không biết, cũng không tiện hỏi. Lão Sơn Dương đấu giá sư nói ra, thần Long Cốc, đây là muốn làm gì? Ngay cả Minh Tổ cũng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được nói ra, lấy thần Long Cốc tài lực mà nói, cũng không thiếu một tỷ thiên tôn tinh bích hỏa long chân nhân để lại hỏa long đan, lấy giá trị mà nói. Đối với hỏa long cốc mà nói, có lẽ tại một tỷ này tinh bích phía trên, vì cái gì thần long cốc muốn đem nó đấu giá. Hơn nữa, còn là nhất định phải cần một tỷ thiên tôn tinh bích, phẩm chất yêu cầu cực cao. Một tỷ cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích, một tỷ, số lượng như vậy nghe là 10 phần khổng lồ. Nhưng là, như hối đoái thành đạo quân tinh bích đến tính toán, mức lớn nhỏ, đó chính là lộ ra nhỏ rất nhiều rất nhiều, nhưng là... Đạo quân tinh bích càng thêm chân quý, cũng càng thêm ít có. Bất quá, lấy tinh bích bản thân mà nói, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, đạo quân tinh bích lưu thông tính sẽ càng tốt hơn, hoặc là nói, tại trên tiền tệ kích thước, đồng dạng giá trị tinh bích mà nói, đạo quân tinh bích giá trị hoặc là lưu thông tính sẽ cao hơn thiên tôn tinh bích. Tỷ như nói, ngươi có được nhất định mức đạo quân tinh bích, cùng ngang nhau giá trị thiên tôn tinh bích mà nói, nếu như ngươi muốn xuất ra là đi hối đoái hoặc là đi giao dịch, càng nhiều đại giáo cương quốc hoặc là tồn tại cường đại, sẽ càng thêm vui lòng đi hối đoái trong tay người đạo quân tinh bích. Mặc dù nói, thiên tôn tinh bích cũng giống vậy thông suốt, cũng là một loại mười phần lưu thông tiền tệ, nhưng là, nếu là vẻn vẹn lấy tiền tệ hối đoái mà nói, đạo quân tinh bích quý hiếm trình độ, đương nhiên là cao hơn tại thiên tôn tinh bích. Cho nên, nếu là hỏi một cái nào đó tu sĩ cường giả, nếu như hắn có thể được đến đạo quân tinh bích hoặc thiên tôn tinh bích, ở giữa là một lựa chọn, như vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả hoặc là môn phái truyền thừa đều sẽ lựa chọn đạo quân tinh bích, nhưng là, hiện tại người bán đem Hỏa Long chân nhân cuối cùng 10 bình Hỏa Long đan, lấy ra gửi đấu giá, đây là sau cùng 10 bình Hỏa Long đan, ăn vào về sau, thế gian không còn có Hỏa Long chân nhân Hỏa Long đan. Chân quý như thế Hỏa Long đan, lấy bất luận người nào góc độ mà nói, như vậy, muốn bán ra chân quý như thế thần đan, mà lại sở cầu chính là tiền tài, chỉ là muốn bán đi giá cao mà không phải đi hối đoái một loại nào đó bảo vật hoặc là quý hiếm, cho nên tại dạng này góc độ mà nói, dạng này gửi đấu giá, đương nhiên tốt nhất là lấy đạo quân tinh bích làm kết toán. Nhưng là hiện tại người bán lại cần lấy thiên tôn tinh bích làm kết toán, hơn nữa còn là cấp độ nhập môn tinh bích, cái này để rất nhiều người chăm bể không được kỳ giải. Ở đây đại nhân vật nghe được yêu cầu như vậy, trong lòng cũng là 10 phần buồn bực, thậm chí là hết sức tò mò, người bán cần dạng này phẩm chất thiên tôn tinh bích tới làm gì đâu? dù sao đồng dạng là cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích mà nói tại không có đặc thù cùng đại lượng nhu cầu phía dưới phẩm chất vô cùng tốt cùng phẩm chất đồng dạng cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích tại trên tiền tệ giá trị là không có cái gì tranh lệch nhưng là hiện tại người bán lại vẫn cứ cần một tỷ cực phẩm cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích lớn như thế số lượng nhu cầu hà khắc như vậy yêu cầu cái này khiến cho toàn bộ cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích bản thân giá trị liền bị kéo dài khoảng cách trong lúc nhất thời cũng không ít đại nhân vật trong lòng phòng đoán người bán muốn nhiều như vậy như vậy cấp độ nhập môn cực phẩm thiên tôn tinh bích dùng để làm gì minh tổ bọn hắn cũng không khỏi nói thầm vài tiếng cũng đang suy đoán người bán đây là muốn làm gì lý thất dạ nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười nói ra người ta cần xây một cái đan diêu thôi một cái có thể lâu dài luyện đan mà lại phẩm chất có thể khống chế có thể đại lượng sinh ra chất lượng tốt đan diêu xem ra người bán đã tụ tập đủ từng cái cấp độ cực phẩm tinh bích cũng liền thiếu thiên tôn tinh bích thôi dạng này đan diêu khả năng xây dựng sao minh tổ vừa nghe đến lời như vậy cũng là hết sức tò mò lấy hầm lò luyện đan cái này đích xác là cực kỳ hiếm thấy sự tình thậm chí có chút chưa bao giờ nghe thấy võ gia cũng coi là luyện đan thế gia tiên tổ cũng từng đi ra khó lường dược sư đi ra vô song luyện đan người tài ba nhưng là lấy hầm lò luyện đan chí ít tại bọn hắn võ gia trong ghi chép là không ai có thể làm được dù sao luyện đan chính là mười phần độ khó cao sự tình có chút thần đan một lò cũng liền chỉ có thể luyện một viên thôi đối với vô cùng chân quý thần đan quản chi là khó lường dược sư khống một lò đó đều đã là mười phần gian nan sự tình chớ nói chi là khống một hầm lò lý thất dạ cười cười không nói gì ở thời điểm này lão sơn dương đấu giá sư nhìn qua ở đây tất cả tân khách nói ra chư vị khách quý còn có cái gì nghi vấn sao ở đây đại nhân vật cũng đều nhìn thoáng qua không còn có đặt câu hỏi dù sao người bán muốn làm gì cái này cùng mọi người không quan hệ, hiện tại mọi người mong muốn lấy được, vậy chỉ bất quá là trước mắt 10 bình hỏa long đan này thôi. Mà lại, 10 bình hỏa long đan này, do động đình phường giữ cửa ải, do động đình phường phụ trách bán đi, như vậy, nó phẩm chất là tuyệt đối có thể bảo hộ. Hiện tại tất cả tân khách muốn nghĩ là, lấy như thế nào giá cả mới có thể đập xuống bình này hỏa long đan. Nếu tất cả mọi người không có nghi vấn, như vậy, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu, giá khởi đầu là 1 tỷ. Nói đến đây, Lão Sơn Dương đấu giá sư nói ra, bởi vì 10 bình Hỏa Long đan này cũng là Hỏa Long chân nhân sau cùng kiệt tác, cho nên mỗi một lần đấu giá lấy 100 triệu lên, lấy 100 triệu lên. Nghe được yêu cầu như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi xôn xao kêu một tiếng. Lấy 100 triệu lên là đấu giá, dạng này cạnh tranh thật sự chính là ít có, nhưng là cũng không ít đại nhân vật hai mặt nhìn nhau một chút, Hỏa Long đan như vậy hi hữu, mà lại đây là cuối cùng 10 bình, có lẽ giá tiền của nó sẽ sáng chế một cái độ cao mới. Cho nên, lấy 100 triệu lên làm đấu giá, đây cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận sự tình. Vậy thì bắt đầu đi, 100 triệu đấu giá, không cần tiểu ngạch đấu giá, đây cũng là chuyện tốt, không lãng phí lẫn nhau thời gian. Cũng có cổ hủ đại nhân vật không trầm được lên, thúc giục lão Sơn Dương đấu giá sư. Trên thực tế, mọi người cũng đều biết, tu đạo tẩu hỏa nhập ma, cái này không chỉ có chỉ có nhân tài trẻ tuổi sẽ có, trên thực tế, những lão tổ cường đại vô địch kia cũng giống vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù nói, tồn tại cường đại tàu hỏa nhập ma tỷ lệ nhỏ hơn người trẻ tuổi, nhưng là, thế hệ trước tồn tại, một khi tàu hỏa nhập ma, cả một đời tâm huyết, cả một đời khổ tu đó chính là mặc cho nước cuốn trôi, cho nên, thế hệ trước tồn tại sợ hơn tàu hỏa nhập ma. Cho nên, có 10 bình Hỏa Long đan hộ giá hộ hàng nói, thế hệ trước hay là nguyện ý tốn giá cao tiền đi đập xuống 10 bình Hỏa Long đan này, lấy ôn dưỡng đại đạo, lấy bảo đảm chính mình không tàu hỏa nhập ma. Vậy liền hiện tại bắt đầu, một tỷ giá bắt đầu. 100 triệu cạnh tranh. Lão Sơn Dương đấu giá sư bắt đầu kêu giá. Lão Sơn Dương đấu giá sư vừa dứt lời xong, ở một bên đã đợi lâu điếu miết lão tổ lập tức kêu lên, 1,1 tỷ, 1,2 tỷ. Vị kia cổ hủ đại nhân vật cũng lập tức đi theo kêu giá. 1.3 tỷ. Lúc này, ngay cả thiện dược đồng tử cũng theo đó kêu giá. Hắn là vì chủ tử mình chân tiên thiếu đế kêu giá. Dù sao, quản chi chân tiên thiếu đế là thiên phú vô song, cũng có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, quản chi tỷ lệ cực nhỏ cực nhỏ. Nhưng là, nếu là có thể có 10 bình hỏa long đan hộ giá hộ tống, mà lại tại trong phạm vi có thể tiếp nhận giá trị, làm sao lại không làm đâu? 1.4 tỷ. Có một cái thế gia của lão đại nhân vật cũng kêu giá. 1.5 tỷ. Các đại nhân khác vật cũng đều nhao nhao gia nhập trong trận kêu giá này. 1.6 tỷ. 1.7 tỷ. 1.8 tỷ. 1.9 tỷ. 2 tỷ. Trong thời gian ngắn ngủi từ 1 tỷ giá bắt đầu giá cả, tiêu thăng đến 3 tỷ, trong lúc nhất thời, cạnh tranh chẳng diện 10 phần lửa nóng. Dù sao, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả, bất luận là thế hệ trước tồn tại, hay là thế hệ trẻ tuổi, cũng có thể tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ, cho nên, chỉ cần trong phạm vi có thể tiếp nhận, ở đây đại nhân vật đều muốn đập xuống 10 bình hỏa long đan này, có 10 bình hỏa long đan hộ giá hộ tống, điều này cũng làm cho trong lòng bọn hắn càng thêm an tâm. Tại trong một vòng lại một vòng đấu giá này, mọi người ra giá đều là hết sức cẩn thận, Đều là 100 triệu 100 triệu tiến hành đấu giá, mà không phải trong nháy mắt vượt qua một tỷ. Dù sao, 100 triệu đấu giá, đó đều đã là 10 phần cao đấu giá, mà lại, ở đây bất luận cái gì đại nhân vật, cũng đều ôm cẩn thận thái độ đi đấu giá, bọn hắn đều không muốn ác tính đấu giá, đem bất luận một cái nào vật phẩm đấu giá đấu giá, được một cái 10 phần không hợp thói thường giá cả. Tại trong trận đấu giá này, ra giá 10 phần tích cực chính là có điếu miết lão tổ, còn có thiện dực đồng tử. Trừ cái đó ra, còn có một vị cổ hủ đại nhân vật. Thiện dược đồng tử chính là vì hắn chủ tử chân tiên thiếu đế đấu giá, chỉ cần giá cả đang trong phạm vi tiếp thụ, bọn hắn nhất định sẽ cầm xuống 10 bình hỏa long đan này. Đây cũng là chân tiên thiếu đế đang vì mình tu đạo hộ giá hộ tống. Về phần vị kia cổ hủ đại nhân vật, tựa hồ hắn tu đạo có chỗ vấn đề, cho nên, hắn mười phần muốn đem 10 bình hỏa long đan này đấu giá thắng. 3 tỷ. Khi 10 bình hỏa long đan này trải qua một vòng lại một vòng kịch liệt không gì sánh được đấu giá đằng sau, nó rốt cục bị chụp tới 3 tỷ giá tiền, trong lúc nhất thời, đấu giá đại nhân vật liền thiếu đi rất nhiều. Dù sao, khi giá cả so với đập giá tăng 3 lần đằng sau, nhu cầu đại nhân vật liền sẽ giảm mạnh, quản trị ở đây các đại nhân khác vật có thể xuất ra nổi cái giá tiền này, nhưng là, bọn hắn hay là cần lưu lại đầy đủ tài lực đi cạnh tranh mặt khác bảo vật. Ở trong quá trình này, điếu miết lão tổ một mực cắn chặt giá cả không thả, nhìn bộ dáng, hắn đối với người bình hỏa long đan này cũng là nhất định phải được, hắn đến có chuẩn bị tại 3 tỷ giá cả trước đó, điếu miết lão tổ tại đấu giá thời điểm, hay là lòng tin 10 phần, nhưng là, làm qua 3 tỷ giá cả đằng sau, điếu miết lão tổ cũng bắt đầu thần thái ngưng trọng lên, không hề nghi ngờ. 10 bình hỏa long đan này giá cả bắt đầu từ từ vượt qua hắn giới hạn chịu đựng. 4 tỷ. Cuối cùng, thiện dược đồng tử báo ra một cái giá cả cực cao, bầu không khí có chút động lại. Điếu miết lão tổ thần thái không khỏi rằng co, hắn sắc mặt ngưng trọng do dự mãi, liên tục nhấc tay, cuối cùng, hay là chán nản buông xuống. Qua 4 tỷ, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng, quản chi hắn muốn dãy dụa lấy, đụng đủ tất cả gia sản, đụng đủ tất cả tài lực đi đập xuống 10 bình hỏa long đan này, nhưng là, cái này cũng y nguyên để hắn có chút lực bất tòng tâm. Ở thời điểm này, thấy mình vô duyên hỏa long đan, chính mình tận lực, hắn cũng không khỏi thần thái ảm đạm, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đã là có chút bất đắc dĩ, lại là có chút đau lòng. 4,1 tỷ, ở thời điểm này, ngay cả lấy lại tinh thần não vân, trưởng lão cũng không khỏi gia nhập trong trận cạnh tranh này. Ở một bên minh tổ nhìn thấy chính mình lão hữu lần này thần thái, hắn cũng không khỏi quan tâm, thấp giọng hỏi thăm, nói ra, lão hữu rất nóng lòng cần 10 bình hỏa long đan này sao? Ai, còn không phải nhà ta tiểu tử kia? Điếu miết lão tổ không khỏi cười khổ một cái, dáng tươi cười đắng chát, nói ra, hắn thiên phú kia là không có vấn đề, chính là tu luyện xảy ra chút xóa, điếu miết lão tổ có một cái đệ tử thân truyền thiên phú cực cao tại lúc còn trẻ minh tổ từng gặp đối với hắn tán miệng không dứt cũng đều nhất trí cho rằng điếu miết lão tổ đệ tử thân truyền này tương lai hẳn là nhiều đất dụng võ điếu miết lão tổ đệ tử thân truyền này cũng đích thật là không để cho trường bối thất vọng tu đạo chính là đột nhiên tăng mạnh khiến cho tông môn chư lão đều đối với hắn gửi ở kỳ vọng cao chỉ tiếc điếu miết lão tổ đệ tử thân truyền chính là bởi vì tu đạo đột nhiên tăng mạnh một lòng cầu thành cuối cùng đạo hữu thiếu hụt xuất hiện tàu hỏa nhập ma tình huống may mắn tại tàu hỏa nhập ma thời điểm tông môn chư vị trưởng lão dốc hết toàn lực lúc này mới đem hắn cứu được trở về lúc này mới bảo vệ tính mạng của hắn cũng bảo vệ đạo cơ nhưng là bởi vì xuất hiện qua tàu hỏa nhập ma đạo hữu thiếu hụt cuối cùng khiến cho đạo hạnh của hắn bị hao tổn một mực đến nay điếu miết lão tổ cùng tông môn chư vị lão tổ đều phí hết tâm tư muốn chữa trị đệ tử thân truyền bị hao tổn đạo hạnh nhưng là, rất nhiều đan dược phục dụng, hiệu quả đều là tạm được. Lần này, Động Đình Phường chính là cử hành tư bí hội đấu giá, cái này khiến điếu miết lão tổ thấy được hy vọng, bởi vì, hỏa long chân nhân luyện hỏa long đan, chính là chữa trị tàu hỏa nhập ma tốt nhất thần đan, có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Nếu là có thể đập đến hỏa long đan, kể từ đó, điếu miết lão tổ đệ tử thân truyền liền có hy vọng, nói không chừng như vậy có thể cứu đến, lấy chữa trị bị hao tổn đại đạo. Cho nên, tại tông môn sau khi thương nghị, bọn hắn ly đảo có thể nói là dốc hết toàn lực, tụ tập đủ nhiều nhất tài sản, chính là vì đập xuống trước mắt 10 bình hỏa long đan này. Mặc dù nói, ly đảo cũng coi là một cái đại giáo truyền thừa, thực lực là cực kỳ hùng hậu, đặc biệt là tại cái này trăm ngàn vạn năm tích lũy phía dưới, ly đảo có được hết sức kinh người tài phú. Nhưng là, cùng tam thiên đạo, chân tiên giáo cùng với khác vô song đại giáo truyền thừa mà nói, vẫn là có cực lớn khoảng cách cho nên... Khi 10 bình hỏa long đan này giá cả chục tới 4 tỷ đằng sau, giá cả như vậy cũng đã là vượt qua ly đảo năng lực chịu đựng lại cưỡng ép chống đỡ xuống dưới chỉ sợ đối với toàn bộ ly đảo tài lực mà nói là có lòng không đủ lực liền xem như có thể nhưng cũng là thương cân động cốt sự tình huống chi toàn bộ ly đảo cũng không chỉ có như thế một người đệ tử vì một người đệ tử như vậy khiến cho toàn bộ tông môn thương cân động cốt đây cũng không phải là ly đảo chư vị lão tổ nguyện ý nhìn thấy mặc dù nói điếu miết lão tổ muốn dốc hết toàn lực đi đập xuống người bình hỏa long đan này muốn cứu đồ đệ của mình, nhưng là, ở thời điểm này, khi giá cả lên 4 tỷ thời điểm, hắn là hữu tâm vô lực, đã không cách nào lại cạnh tranh xuống đi. Ta vẫn là có một chút góp nhặt. Ở thời điểm này, Minh Tổ cũng nguyện ý dốc túi tương trợ, dù sao, bọn hắn hữu nghị có thể ngược dòng tìm hiểu trên vạn năm lâu, hắn cũng nguyện ý vì điếu miết lão tổ tận sức mọn. Võ Huynh Ở thời điểm này, điếu miết lão tổ cũng không khỏi vô cùng cảm kích, dù sao, đây đối với Minh Tổ mà nói, hắn là người ngoài, nhưng là, y nguyên nguyện y mở hầu bao tương trợ, dạng này tình nghĩa, có thể nói là thế gian không nhiều. 4.5 tỷ, đạt được minh tổ hết sức tương trợ đằng sau, điếu miết lão tổ lại giấy lên hy vọng, quản chi là hy vọng không lớn, nhưng là, hắn hay là cần phải đi thử một chút, nói không chừng còn có thể đập xuống người bình hỏa long đan này. 4.6 tỷ, nã vân trưởng lão cũng nghĩ cầm xuống người bình hỏa long đan này. Đương nhiên, không phải là vì chính mình, mà là vì phía sau hắn hoành thiên vương. 47 ức thiện dược đồng tử cũng theo sát lấy không thả, giá cả như vậy, đối với bọn hắn chân tiên giáo mà nói, vẫn có thể tiếp nhận. 4.8 tỷ. Một vị khác thế gia cổ lão đại nhân vật cũng là không buông tay, dù sao, đối với có được hùng hậu tài lực thế gia cổ lão mà nói, giá cả như vậy, cũng là có thể thừa nhận được. 5 tỷ. Cuối cùng, điếu miết lão tổ cắn răng một cái, báo ra 5 tỷ giá cả, quản trị hắn đạt được minh tổ dốc túi tương trợ đằng sau, đây đã là bọn hắn cao nhất giá tiền, rốt cuộc không chịu đựng nổi. 51. Thiện dược đồng tử không chút do dự báo một chút giá cả. 52. Nã vân trưởng lão cũng là theo sát phía sau. Ở thời điểm này, điếu miết lão tổ cùng minh tổ hai mặt muốn dò xét, quản chi tại thời khắc này, bọn hắn cuối cùng dốc hết toàn lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể chống lên hơn 50 ức giá cả, lại cao hơn, bọn hắn đã không cách nào lại chống lên. Lại thêm 300 triệu. Minh tổ cắn răng một cái, nói với điếu miết lão tổ, có thể nói, ở thời điểm này, minh tổ đã là dốc hết toàn lực, đây đã là hắn tất cả tài sản. 5,5 tỷ. Điếu miết lão tổ cắn răng một cái, báo ra sau cùng giá cả. Lúc này, hắn cũng tận toàn lực, báo ra giá cả như vậy đằng sau. Hắn cảm giác chính mình như là hư thoát một dạng. Dù sao, đây đã là năng lực lớn nhất. 56. Nã vân trưởng lão lập tức dưới báo giá cả mới. Nghe được dạng này báo giá đằng sau, điếu miết lão tổ không khỏi đắng chát cười một tiếng. Hắn biết, mình cùng 10 bình hỏa long đan này rốt cuộc vô duyên, hắn đệ tử thân truyền, cũng không có khả năng lần nữa đến hỏa long đan có thể nói vì mười bình hỏa long đan này hắn đã là lấy hết tất cả lực lượng đa tạ võ huynh đại ân đại đức ly đảo trên dưới vĩnh viễn khắc ghi trong lòng điếu miết lão tổ hướng minh tổ ôm quyền hành đại lễ mặc dù nói bọn hắn cuối cùng không thể cầm súng mười bình hỏa long đan này nhưng là minh tổ mở hầu bao tương trợ đây là cỡ nào nghĩa bạc vân thiên giữa cả thế gian lại có mấy cái bằng hữu có thể làm được dạng này hổ thẹn ta cũng không làm cái gì Minh Tổ nhẹ nhàng thở dài một cái. Cứ việc nói là nói như thế, nhưng là, đối với điếu miết lão tổ mà nói, Minh Tổ dạng này hữu nghị, thật sự là quá chân quý. 6 tỷ. Ở thời điểm này, Nã Vân trưởng lão, thiện dược đồng tử, thế gia cổ lão đại nhân vật, bọn hắn đấu giá đều tiến nhập gay cấn. 10 tỷ. Liền tại bọn hắn ba bên đấu giá tiến nhập gay cấn thời điểm, một cái thanh âm ung dung vang lên. Mọi người nhìn một cái mà đi, xem xét, mở miệng chính là Lý Thất Dạ, giờ này khắc này Lý Thất Dạ, chỉ là rất nhẹ tô lại nhạt viết báo giá cả mà thôi. 10 tỷ. Nghe được lý thất dạ dạng này hời hợt giá cả, ở đây không ít đại nhân vật đều hít một hơi lãnh khí. Lại là bão tố đến giá gấp 10 lần. Nghe được lý thất dạ dạng này báo giá, cái này đều để một vài đại nhân vật phàn nàn đứng lên, thậm chí không ít người đều lập tức cử thị lý thất dạ. Bởi vì, hai lần đấu giá, lý thất dạ đều là tại bão tố giá cả, đây quả thực là ác tính đấu giá. Tại trong một vòng này hỏa long đan đấu giá cục, bất luận là tài đại khí thô chân tiên giáo hoặc là thực lực hùng hậu tam thiên đạo, bọn hắn thiện dược đồng tử, nã vân trưởng lão, đấu giá đều là 100 triệu lại 100 triệu đi tăng giá, mỗi một bút đấu giá đều là khống chế tại thấp nhất đấu giá phạm chủ phía trên, bất kể như thế nào đập nhiệt hóa, đây cũng là làm tất cả tham gia đấu giá tân khách ở giữa ăn ý, hoặc là cũng có thể xưng là lý trí. Nhưng là, hiện tại lý thất dạ há miệng, liền trực tiếp đem giá cả bão tố đi lên trong nháy mắt chính là thành giá khởi đầu gấp 10 lần, như vậy ác tính đấu giá, này làm sao không để cho ở đây đại nhân vật vì đó cử thị đâu. Có thể nói, có lý thất dạ dạng này ác tính đấu giá, này sẽ khiến cho tất cả ở đây, tham gia bán đấu giá tân khách đều cảm thấy mình không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng có thể bị lý thất dạ nhắc dỗ dành giá cả. Ở thời điểm này, cứ việc tất cả đại nhân vật cũng không khỏi cử thị lý thất dạ, nhưng là, lại cầm lý thất dạ không thể làm gì, bọn hắn đã không có cách nào nói, Yêu cầu Lý Thất Dạ đi giao nộp tiền đặt cọc loại hình sự tình, bởi vì Động Đình Phường đã cho Lý Thất Dạ vô thượng hạn uy tín hạn mức, cái này đã không cần bất luận cái gì tiền đặt cọc, chỉ cần có Động Đình Phường làm đảm bảo, như vậy, Lý Thất Dạ tại trên tiền tài liền không có vấn đề gì. Hắn không phải là Động Đình Phường nắm đi, chính là đến lên ào ảo giá cả. Ở thời điểm này, có đại nhân vật không khỏi nói thầm nói một tiếng, không khỏi có chỗ hoài nghi. Dù sao, Lý Thất Dạ vừa lên đến, chính là muốn đem giá cả hướng gấp 10 lần lật cái này thật không khỏi để cho người ta hoài nghi lý thất dạ có phải hay không động đình phường nắm huống chi động đình phường còn cho lý thất dạ mở vô thượng hạn uy tín hạn mức dạng này hết thảy liền lộ ra như vậy khả nghi uy ngươi có phải hay không động đình phường nắm mặc dù nói đại nhân vật đều không tiện nói như vậy nhưng là một chút người trẻ tuổi liền không nhịn được đối với lý thất dạ kêu lên dù sao đối với một đại nhân vật mà nói nói lời như vậy chính là đối với động đình phường bất kính mà người trẻ tuổi có thể dùng tuổi nhỏ vô chi một câu đùn đỡ đi qua, ngươi cho là thế nào? Lý Thất Dạ chậm rãi nở nụ cười, thiện dược đồng tử không khỏi lạnh lùng nói, hành tích khả nghi, dụng ý khó do. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt nói ra, không tin, ngươi có thể vỗ một cái, ta lại không để ý mọi người tham gia đấu giá, ai giá cao, ai có được. Lý Thất Dạ lời này nghe một chút mau bệnh đều không có, nhưng là ở đây đại nhân vật cũng không khỏi nhìn nhau một chút đặc biệt là nã vân trưởng lão, trong lòng của hắn càng là đột ngột một chút. Dù sao, tại vừa rồi hắn ngay tại lý thất dạ trong tay bị thiệt lớn, bị lý thất dạ đào hố chôn sống. 10.1 tỷ. Thiện dược đồng tử lạnh lùng báo giá cả, hắn cũng không tin lý thất dạ còn dám cùng. Nã vân trưởng lão quan sát lý thất dạ một hồi, nhìn không ra manh mối gì, cũng đi theo báo giá, 10.2 tỷ. 20 tỷ. Lý thất dạ mí mắt đều không có nhắc một chút, hời hợt. 20 tỷ. Nghe được lời như vậy, Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, đều bị giá cả như vậy cho chấn động. Trong lúc nhất thời, đều hai mặt nhìn nhau. 20 tỷ. Giá cả như vậy, bất luận là minh tổ hay là điếu miết lão tổ, bọn hắn đều lập tức trợn tròn mắt. Giá cả như vậy, đích đích sắc sắc không cách nào đi tiếp nhận. Cái này đã hoàn toàn vượt qua 10 bình hỏa long đan này giá trị. Còn muốn cùng sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hời hợt nhìn chư vị một chút, đặc biệt là thiện dực đồng tử cùng nã vân trưởng lão. Trong lúc nhất thời, thiện dược đồng tử cùng nã vân trưởng lão đều là sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Bọn hắn coi là lý thất dạ cố ý hố bọn hắn, không còn dám kêu giá, nhưng là... Hắn không chút do dự, trong chớp mắt này, đem giá cả tiêu thăng đến 20 tỷ. Đây cũng chính là nói, thiện dược đồng tử bọn hắn chậm tay một chút xíu, lý thất dạ liền đem giá cả tiêu thăng đứng lên, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được giá cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 20 tỷ, trong thời gian ngắn ngủi, từ một tỷ giá khởi điểm bão tố đến hai mươi tỷ giá cả như vậy lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt càng khiến người ta mắt trợn tròn chính là lý thất dạ đấu giá phương thức là đặc biệt không hợp thói thường từ vài tỷ một bão tố đến chục tỷ sau đó lại từ chục tỷ lại bão tố đến hai mươi tỷ thế gian chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ áp dụng dạng này đấu giá phương thức nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lý thất dạ lại dùng dạng này đấu giá phương thức ở đây bất luận cái gì đại nhân vật mà nói lý thất dạ dạng này đấu giá phương thức chính là ác tính đấu giá vấn đề là tại dạng này tư bí trên đấu giá hội cũng không có nói không cho phép dạng này ác tính đấu giá trên thực tế bất kỳ cái gì một trận hội đấu giá đều cho phép ác tính đấu giá chỉ bất quá đối với rất nhiều tham gia hội đấu giá tu sĩ cường giả mà nói đặc biệt là loại bí thư hội đấu giá này mỗi một cái được thỉnh mời tham gia tân khách đều là có mặt mũi đại nhân vật đều là thực lực hùng hậu tồn tại mọi người tại giữa lẫn nhau đã có một loại ăn ý đều sẽ hợp lý đi đấu giá mỗi một vòng đấu giá cục, mà không phải đi ác tính đấu giá, lấy nhiễu loạn giá cả đấu giá. Nhưng là, tại dạng này một trận tư bí trên đấu giá hội, Lý Thất Dạ cũng đã, không chỉ một lần lấy ác tính đấu giá phương thức đảo loạn mọi người ăn y đấu giá. Ở thời điểm này, ở đây không ít đại nhân vật cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, quản tri có đại nhân vật đối với Lý Thất Dạ, dạng này ác tính đấu giá có ý kiến, thậm chí là khó chịu, nhưng là, cũng không phải là không cho phép Lý Thất Dạ dạng này đấu giá. Hừ ở thời điểm này thiện dược đồng tử nhịn không được lạnh lùng nói lấy ác tính đấu giá đến nhiễu loạn đấu giá người giáp tâm ra sao ở thời điểm này thậm chí có thế hệ trẻ tuổi đệ tử nhịn không được bồi thêm một câu nói nói ra ngươi có phải hay không nắm tùy ý ác tính đấu giá chính là cố ý đề cao vật phẩm đấu giá giá cả lời như vậy đương nhiên cũng sẽ gây nên ở đây không ít người cho là trước đó lý thất dạ chính là nâng lên hư không bích giá cả cuối cùng dẫn đến nã vân trưởng lão lấy không hợp thói thường giá cao mua hư không ngọc bích, khiến cho nã vân trưởng lão chính là người cầm ăn hoàng liên, có khổ khó nói. Hiện tại lý thất dạ lại một lần nữa xuất thủ, đem 10 bình hỏa long đan mang lên cao như vậy giá cả, cái này xác thực không khỏi để cho người ta hoài nghi, lý thất dạ có phải hay không trận này tư bí hội đấu giá nắm, hắn tồn tại, chính là cố ý nâng lên hỏa long đan giá cả. Chư vị xin mời nói quá lời. Đối với lời như vậy, lão Sơn Dương đấu giá sư liền không vui, Nói ra, Động Đình Phường chính là biển chữ vàng, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đập qua vô số vật chân quý, liền xem như so trận này đấu giá càng thêm bảo vật chân quý, cũng đều đã từng đấu giá qua, Động Đình Phường cần gì phải dùng bị ổi như thế thủ đoạn. Cái này cũng khó trách lão Sơn Dương đấu giá sư sẽ như thế không vui, dù sao, đây là quan hệ Động Đình Phường danh dự, nghiêm ngặt truy cứu tới, đây là có hủy Động Đình Phường danh dự, Động Đình Phường đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Tiểu bối vô chi, ngôn ngữ đắc tội, Xin hãy tha lỗi. Có đại nhân vật lập tức vì chính mình vãn bối cầu tình. Dù sao, quản chi động đình phường chỉ là làm một cái đại mại chàng. Ở đây đa số nhân vật cũng đều không muốn đi đắc tội động đình phường. Lão Sơn Dương đấu giá sư không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mặc dù là không tiếp tục truy cứu, nhưng cũng là biểu đạt bất mãn. Lý thất dạ ngược lại là cười cười. Thản nhiên nói là nắm cũng tốt, không phải nắm cũng được. Giá cả ngay ở chỗ này, vàng dòng bạc trắng. Nếu như ngươi không phục, có thể tiếp tục báo giá nếu như không có người báo giá, vậy chính là ta cạnh được. 20 tỷ, còn có những người khác ra ra sao? Lúc này, Lão Sơn Dương đấu giá sư cũng rất vừa lúc hỏi tới một câu. Ở thời điểm này, ở đây đại nhân vật cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, hỏa long đan chân quý, tất cả mọi người là nhất thanh nhị sở sự tình. Đối với ở đây đại nhân vật mà nói, coi như bọn hắn hiện tại không cần hỏa long đan, nếu là mình có thể có được 10 bình hỏa long đan này hộ giá hộ tống, như vậy, đối với tương lai tu đạo, sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ bất quá, hiện tại trước mắt cái này một cái mười bình hỏa long đan, đã chụp tới 20 tỷ giá cả, quản chi vẻn vẹn cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích, nhưng là, toàn bộ đều cần đỉnh cấp phẩm chất cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích, kể từ đó, nó chân thực giá cả, liền vượt ra khỏi 20 tỷ thiên tôn tinh bích. Ở thời điểm này, ở đây không ít đại nhân vật trong nội tâm cũng đều không khỏi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không khỏi từ bỏ, lúc này mười bình hỏa long đan này giá cả, đã là vượt ra khỏi 20 tỷ giá cả như vậy đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói đều không phải là một số lượng nhỏ đây đã là vượt xa khỏi người bình hỏa long đan này bản thân giá trị nha tam thiên đạo chính là đạo môn vô số tài lực vô song ba năm trăm ức vậy chỉ bất quá là tiền trinh thôi lúc này giản hàng rong tấm kia tiện miệng lại không tha người cười hì hì nói chân tiên giáo cũng không cần nhiều lời vạn cổ vô song nội tình liền xem như đạo quân tinh bích cũng là có thể tiện tay xuất ra ba năm chục tỷ đạo quân tinh bích chỉ là thiên tôn tinh bích, cái này lại đáng là gì, tiện tay chính là có thể cầm ra được. Nói đến đây, giản hàng rong rừng một chút, sau đó cười hì hì nói, hai vị có phải hay không cũng lại đấu giá một vòng, đem 10 bình hỏa long đan này giá cả đẩy lên 100 tỷ trở lên đi, dạng này mới trắng quan, 100 tỷ giá cả, dạng này mới xứng với hai vị thân phận. Nã vân trưởng lão cùng thiện dược đồng tử không khỏi sắc mặt khó coi, cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bọn hắn cũng nghĩ tại báo giá, nhưng là, 20 tỷ giá cả, đó thật là quá bất hợp lý, huống chi người, bọn hắn cũng giống vậy sợ sệt lý thất dạ là cố ý hố bọn hắn, tựa như vừa rồi hư không ngọc bích như thế, nếu như bọn hắn báo một cái giá cả cực cao, như vậy bọn hắn, chỉ có thể lấy cực cao giá cả tiếp nhận 10 bình hỏa long đan này, bọn hắn chẳng phải là lại ăn một lần ngậm bồ hòn. 20 tỷ giá cả, thành dễ. Cuối cùng, Lão Sơn Dương đấu giá sư gõ trùy, chính thức tuyên bố lý thất dạ. Lấy 20 tỷ giá cả mua 10 bình hỏa long đan này, 20 tỷ nha. Ở thời điểm này, ngay cả điếu miết lão tổ nhìn xem một màn này, há không cảm khái, lại là bất đắc dĩ, chỉ ít giá cả như vậy, là hắn không có cách nào lại tiếp nhận. Đối với hắn mà nói, hơn 5 tỷ giá cả, vậy cũng là bởi vì minh tổ dốc túi tương trợ, nếu như là cái này 200 ức giá cả, liền xem như bọn hắn ly đảo dốc hết gia tài, chỉ sợ cũng không có khả năng cầm được ra khổng lồ như vậy số lượng. Ở thời điểm này, lão Sơn Dương đấu giá sư liền đem 10 bình hỏa long đan giao cho Lý Thất Dạng mặc dù nói, Lý Thất Dạ còn không có là 10 bình hỏa long đan này trả tiền, nhưng là, Lý Thất Dạ có được động đình phường vô thượng hạn uy tín hạn mức, cho nên, hoàn toàn có thể không cần trước thanh toán bán đấu giá tiền, lấy trước đi 10 bình hỏa long đan này. 10 bình hỏa long đan này tới tay đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không có đi thêm nhìn một chút, vẻn vẹn đem nó đẩy lên điếu miết lão tổ trước mặt, nhàn nhạt nói ra, 10 bình hỏa long đan này, liền ban cho ngươi tử tôn đi. Cái gì? Khi Lý Thất Dạ đem 10 bình hỏa long đan này đẩy lên điếu miết lão tổ trước mặt thời điểm, không chỉ có là điếu miết lão tổ, minh tổ ngây dại, ở đây bất luận cái gì đại nhân vật, vào giờ phút này, cũng đều lập tức ngây dại, không khỏi kinh hãi quát to một tiếng. Đây, đây, đây là mở chơi biết đi. Có đại nhân vật sau khi lấy lại tinh thần, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất luận là 200 ức, hay là 10 bình hỏa long đan, đối với ở đây bất luận một vị nào đại nhân vật, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, đây đều là một bút khổng lồ số lượng hoặc là kinh thế thần đan. Ở đây bất kỳ một cái nào đại nhân vật cũng đều trải qua rất nhiều sóng gió, cũng đều có được rất nhiều bảo vật khó lường hoặc là kinh thế thần đan. Nhưng là, thử hỏi một chút ở đây bất kỳ một cái nào đại nhân vật, hoặc là hỏi một chút bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, có nguyện ý hay không tiện tay đem 20 tỷ thiên tôn tinh bích, hoặc là 10 bình hỏa long đan, đưa cho người khác, mà lại thậm chí có khả năng không có chút nào giao tình người. Đây là chuyện không thể nào. Bất luận là 20 tỷ Thiên Tôn Tinh Bích, lại hoặc là 10 bình Hỏa Long Đan, ở đây không có bất kỳ người nào sẽ tùy tiện đưa cho người khác. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại đem giá trị này 20 tỷ 10 bình Hỏa Long Đan, tiện tay đưa cho Điếu Miết lão tổ, cái này chuyện không thể tưởng tượng nổi, liền phát sinh ở trước mắt. Liền xem như Điếu Miết lão tổ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính hắn cũng đều lập tức choáng tại chỗ. Bất luận là bất luận kẻ nào, nói tại đưa hắn 10 bình Hỏa Long Đan, Điếu Miết lão tổ đều sẽ cho là đây chẳng qua là nói đùa sao, hoặc là nói là cố ý trêu chọc hắn. Nhưng là, hiện tại, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ chính là đem 10 bình hỏa long đan đẩy lên trước mặt hắn. Cho, cho ta đi. Ở thời điểm này, điếu miết lão tổ mới hồi phục tinh thần lại, hắn nói chuyện đều lưu loát. Quản trị điếu miết lão tổ trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng là, vào giờ phút này, hắn vẫn là chấn động không gì sánh nổi, thậm chí là rung động cho hắn tâm thần kịch đáng. Không cho ngươi, vậy còn có thể có ai? lý thất dạ hời hợt nói ra đồ đệ của ngươi không phải vừa vặn có muốn không cái này điếu miết lão tổ đều không thể diễn tả bằng ngôn từ giờ này khắc này tâm tình khi hỏa long đan vượt qua hắn tiếp nhận giá cả đằng sau hắn đã triệt để từ bỏ hắn cũng biết chính mình không bao giờ còn có thể có thể thu được cái này hỏa long đan nhưng là hiện tại hắn mong mà không được hỏa long đan lý thất dạ liền bày tại trước mặt hắn ta 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 chính là không thể báo đáp điếu miết lão tổ nói chuyện cũng không khỏi lắp bắp là một đời cường đại lão tổ hắn, giờ này khắc này, hắn vậy mà như là một vị vãn bối một dạng bằng hoàng sợ. Ta lại không có cần ngươi hồi báo. Lý thất dạ không khỏi nở nụ cười, hời hợt nói ra, 200 ức, ngươi có thể móc được đi ra sao? Dạng này hỏi một chút, cái này lập tức để điếu miết lão tổ không phản bác được. Lý thất dạ tiện tay liền đem giá trị 20 tỷ hỏa long đan đưa cho hắn, giá trên trời như vậy, bất luận là chính hắn hay là ly đảo, đều là trả không nổi cái giá tiền này, như vậy, bọn hắn còn có thể lấy như thế nào báo việc nhỏ mà thôi lý thất dạ nhẹ nhàng khoát tay áo nói ra cũng là một cái duyên phận thu cất đi minh tổ cũng mười phần rung động nhưng là khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm cũng không khỏi vì chính mình lão hữu cao hứng vội nói nếu là công tử ban tặng ngươi liền thu cất đi điếu miết lão tổ sau khi lấy lại tinh thần đại bái tại đất vô cùng cảm kích có bất kỳ cần lão phu cùng ly đảo địa phương công tử một tiếng phân phó ly đảo trên dưới nguyện sông pha khói lừa ở thời điểm này ở đây không ít đại nhân vật y nguyên có chút khó mà lấy lại tinh thần, bởi vì lý thất dạ thật đem 10 bình hỏa long đan đưa cho điếu miết lão tổ, mà không phải một bình hoặc là một viên. 10 bình hỏa long đan, 20 tỷ giá trị, đây là khổng lồ cờ nào số lượng, thậm chí đối với rất nhiều tồn tại mà nói, đây là một món khổng lồ. Bất luận là 10 bình hỏa long đan, hay là 20 tỷ giá cả, đối với ở đây bất cứ người nào tới nói, vậy cũng là giá trên trời đồ vật, vật như vậy, đừng nói là đưa cho người xa lạ, liền xem như đưa cho chính mình thân bằng hảo hữu, hoặc là đồ đệ của mình, chỉ sợ đều sẽ do dự, thậm chí là không chịu. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại tiện tay đem 10 bình Hỏa Long đan đưa cho Điếu Miết lão tổ, thủ bút lớn như thế, ở đây bất cứ người nào đều làm không được, thậm chí có thể nói, giữa cả thế gian không có mấy người có thể có như thế lớn thủ bút, nếu có lớn như vậy thủ bút người, chỉ sợ là đương kim vô thượng cự phách, như là đạo tam thiên một dạng tồn tại. Liền xem như đã lấy được 10 bình Hỏa Long đan Điếu Miết lão tổ hắn tâm thần cũng vẫn là kịch đáng không ngừng. Đây hết thảy giống như giống như nằm mơ, nhưng là, nó lại lại vẫn cứ là sự thật. Lý thất dạ đích đích xác xác là đem cái này giá trị 20 tỷ hỏa long đan, đưa cho mình. Phải biết, hắn cùng Lý thất dạ, chính là không thân chẳng quen. Từ gặp Lý thất dạ đến bây giờ, vậy chỉ bất quá là chào hỏi một tiếng thôi. Nhưng, hắn lại là đem 10 bình hỏa long đan đưa cho mình, hỏa long chân nhân hỏa long đan. Chuyện như vậy, bất luận là quá khứ, hay là tương lai, hắn nghĩ cũng không dám suy nghĩ, so nằm mơ cũng còn không chân thực, đây quả thực là ý nghĩ hão huyền. Hiện tại, Lý Thất Dạ đích đích xác xác đưa cho hắn 10 bình Hỏa Long Đan, Hỏa Long chân nhân luyện Hỏa Long Đan, tay hắn nắm Hỏa Long Đan thời điểm, đều có thể cảm nhận được trong bình truyền lại tới sóng nhiệt. Đại ân như vậy đại đức, đối với điếu miết lão tổ tới nói, có thể nói là phấn thân toái cốt cũng khó khăn báo, cái này cũng khiến cho điếu miết, lão tổ một lần lại một lần đối với Lý Thất Dạ đại bái, lấy hành đại lễ, đối với Lý Thất Dạ đại ân như vậy, có thể nói là vô cùng cảm kích. Khi tất cả mọi người cảm xúc cũng còn không có khôi phục như cũ thời điểm kiện thứ tư vật phẩm đấu giá rốt cục được bưng lên tới. Đây là một gốc tiên thảo, cây này tiên thảo trồng tại bảo bồn phía trên, đương nhiên, vừa nhìn gốc tiên thảo này cũng không phải là từ trong chậu báo này bồi giá trị đi ra, mà là cây này tiên thảo là từ một chỗ nào đó cấy ghép tới. Cây này tiên thảo trồng bảo bồn chính là hiện lên á màu xám, nhìn tựa như là từ thời đại viễn cổ truyền thừa xuống chậu xanh một dạng mười phần có một loại cổ lão cảm nhận, mà lại, mặt ngoài thô giáp kia, cho người ta một loại có thể khơi thông thiên địa tinh khí cảm giác. Mà lại trồng trọt tiên thảo bùn đất cũng đều là mười phần coi trọng, nó là lấy đất dày tử nê, lấy trầm uyên sữa hoa chỗ đổ vào mà thành, cho nên, dạng này ướt át bùn đất lại phát ra một cỗ nhàn nhạt thiên hoa thanh hương riêng là dạng này bùn đất đồ đần đều biết bất phàm đây là bồi dưỡng tiên thảo chi bùn trồng ở bào bồn phía trên tiên thảo cũng không cao ước chừng có bốn tốc độ cao thôi cũng không tươi tốt thưa thớt, chỉ có chín chiếc lá. Cả cây tiên thảo, nhìn có chút yếu đuối, mà lại, chín mảnh thưa thớt lá cây tựa như là sẽ theo gió tàn lụi một dạng. Gốc tiên thảo này nhánh cỏ, chính là màu xanh nhạt, nhìn mười phần thông thấu, tựa như là dùng ngọc thạch hết sức chân quý chỗ điêu khắc một dạng. Mà chín mảnh thưa thớt lá cây, chính là màu tím đen, nhìn tựa như là lấy chìm kim tử ngọc đúc thành một dạng, liền xem như chín chiếc lá này là thưa thớt, nhưng nó lại hết sức có phân lượng, cho người ta một loại chịu nặng cảm giác, giống như chín chiếc lá này rơi vào trong nước nhất định sẽ chìm đến đáy nước mà kỳ diệu nhất chính là chín chiếc lá này diệp lạc là không giống với mỗi một đầu diệp lạc hình thái đều hoàn toàn khác biệt nhưng là đồng dạng chính là chín chiếc lá diệp lạc đều là kim hoàng giống như là từng đầu thật nhỏ tơ vàng thêu tại trên chín chiếc lá này mà lại thêu ra khác biệt đồ án càng thần kỳ là từng đầu diệp lạc thật nhỏ này nó màu vàng óng rất lóa mắt nó lại phát ra từng sợi kim quang giống như là mỗi một đầu màu vàng diệp lạc cũng giống như có sinh mệnh một dạng nó đã như đại đạo đạo văn một dạng lưu chuyển lại hình như là từng đầu hoàng kim long một dạng rong chơi bay lượn tùy thời đều có thể phá lá mà ra nhìn mười phần thần kỳ để cho người ta không khỏi vì đó thán phục một tiếng khi dạng này diệp lạc tản ra từng sợi hào quang màu vàng thời điểm hào quang màu vàng chiếu ánh đến không trung tùy theo liền sẽ tản mát hóa thành một chút xíu hoàng kim hạt ánh sáng mỗi một điểm điểm hoàng kim hạt ánh sáng vương vãi xuống giống như là theo gió chập trờn đồng dạng tựa hồ có tiên tung muốn ẩn muốn hiện kỳ diệu như vậy cảnh quan để bất luận kẻ nào đều sẽ nhìn mà than thở liền xem như người ngu đi nữa vừa nhìn đều có thể biết đây là tiên thảo vậy không phải cái gì cỏ dại diêu tiên thảo nhìn thấy cây này tiên thảo thời điểm ở đây liền có đại nhân vật lập tức nhận ra lai lịch của nó sợ hãi than một tiếng đây chính là diêu tiên thảo trong lúc nhất thời từng cái đại nhân vật đều mở to hai mắt nhìn trước mắt cây này diêu tiên thảo nhìn xem diêu tiên thảo thần kỳ cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch diêu tiên thảo đây là một gốc không biết có bao nhiêu người cầu chi mà không được tiên thảo diêu tiên thảo tiếp thiên địa hàm đại đạo đây là vô song tiên thảo vậy tại trăm ngàn vạn năm đến nay không biết có bao nhiêu vô song hạng người muốn tìm một gốc diêu tiên thảo mà không được diêu tiên thảo tiếp thiên địa hàm đại đạo đổi một câu nói nó chính là tại ngươi tu hành đại đạo thời điểm tại từ một cảnh giới đột phá đến một cảnh giới khác thời điểm, đối mặt với bình cảnh thời điểm, nó có thể dẫn độ huyết khí thông hướng trong một cảnh giới khác, cho nên, có người nói, Diêu Tiên Thảo chính là đột phá cảnh giới, đột phá bình cảnh kiếp nổ. Đương nhiên, cũng không phải là có Diêu Tiên Thảo, liền có thể mang ý nghĩa có thể 100% đi đột phá cảnh giới dạng này, đi đột dạng này bình cảnh, nhưng là, nó lại đích đích sắc sắc có dạng này một cái công hiệu, nó có thể đích thật là đề cao thật lớn đột phá một cảnh giới, đột phá một cái bình cảnh tỷ lệ cho dù đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, từ bất kỳ một cái nào cảnh giới đến một cảnh giới khác, cũng có thể tồn tại bình cảnh, nhưng là, cũng không phải là nói bất kỳ một cái nào bình cảnh đều là không cách nào đột phá, chỉ bất quá có chút bình cảnh là cần dài đằng đẵng thời gian. Mà diêu tiên thảo thật sự là quá chân quý, quá thưa thớt, hoàn toàn không cần thiết bất kỳ một cái nào bình cảnh đều sử dụng diêu tiên thảo, quản chi là cử thế vô song đại nhân vật cũng là như thế, huống chi, coi như người muốn, cũng không có nhiều như vậy diêu tiên thảo. Giữa cả thế gian, Diêu Tiên Thảo chính là lác đác không có mấy. Cho nên, đối với cử thế vô song hạng người mà nói, quản chi là có được Diêu Tiên Thảo, đều sẽ giữ lại không cần, có lẽ, một ngày nào đó đạt đến chính mình nhất không cách nào đột phá cảnh giới thời điểm, mới sẽ sử dụng Diêu Tiên Thảo, lấy nhờ vào đó trợ chính mình một chút sức lực. Ở thời điểm này, hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm trước mắt Diêu Tiên Thảo. Bởi vì ở đây đại nhân vật, đều là hai đôi mắt trợn trừng lên, đều là nhìn chằm chằm trước mắt gốc này Diêu Tiên Thảo. Ở đây đại nhân vật đều là thực lực thập phần cường đại, có lẽ bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi đột phá nào đó nhất cảnh giới. Đối với bọn hắn mà nói, muốn đột phá bọn hắn muốn leo lên cảnh giới đỉnh cao, đây chính là có không nhỏ khó khăn, coi như bọn hắn không cần Diêu Tiên Thảo, nhưng là phía sau bọn họ nào đó một vị vô địch vô song lão tổ, khả năng cần Diêu Tiên Thảo. Đây là đại thành Diêu Tiên Thảo, cửu diệp quy chân. Có một vị đến từ viễn cổ tiên giáo đại nhân vật xem xét gốc này Diêu Tiên Thảo, không khỏi sợ hãi thán phục nói: không sai đây là đại thành diêu tiên thảo cửu diệp quy chân mà lại trải qua chúng ta động đình phường ôn dưỡng đằng sau cây này diêu tiên thảo dược lực đã là không có bất kỳ cái gì tạp chương lão sơn dương đấu giá sư nói ra đại thành diêu tiên thảo có một vị đến từ thế gia cổ lão đại nhân vật không khỏi nói thầm một tiếng nói ra ta còn tưởng rằng lần này bán đấu ra chính là diêu tiên thảo mầm non xem ra vậy liền không giống với lúc trước đại thành diêu tiên thảo ở đây bất luận một vị nào đại nhân vật đều hiểu giá trị của nó bởi vì đại thành diêu tiên thảo vậy liền mang ý nghĩa cây này diêu tiên thảo là có thể đã hái thức phục không cần thời gian đi chờ đợi đợi dù sao một gốc chưa thành thục diêu tiên thảo nó dược lực có hạn phát huy được hiệu quả cũng hữu hiệu cho nên như vẻn vẹn một gốc diêu tiên thảo mầm non hoặc là chưa thành thục diêu tiên thảo cần chờ đến nó trưởng thành là thành thục chỉ thiếu mấy vạn năm bao nhiêu hơn mười vạn năm thậm chí càng lâu hiện tại trước mắt cây này đại thế diêu tiên thảo vậy liền không giống với lúc trước, chỉ cần có cây này diêu tiên thảo, liền không cần chờ đợi, lập tức có thể phục dụng. Đại thành chi thảo, có được không gì sánh được khó khăn, lên trời khó khăn vậy. Có một vị cổ tổ đồng dạng đại nhân vật, nói ra, các ngươi động đình phường, gì từ có được vậy. Cái này cũng khó trách mọi người coi là động đình phường chỗ bán đấu ra chính là, diêu tiên thảo mầm non, bởi vì đại thành diêu tiên thảo nó là rất khó hái, bởi vì nó sẽ bỏ chạy, mà lại, thường thường vừa ra đất, liền có thể chết héo, cần cực kỳ nghịch thiên vô song thực lực, cần phải có lấy cực kỳ vô song thủ đoạn, lúc này mới có thể đem đại thành diêu tiên thảo cấy ghép tới, bằng không mà nói, coi như người phát hiện đại thành diêu tiên thảo, không phải có được mà lập tức phục dụng, nó vô cùng có khả năng liền lập tức chết héo. Nhưng là, hiện tại động đình phường, vậy mà lấy ra một gốc rất sống động đại thành diêu tiên thảo đến, giá trị của nó, liền lập tức không giống với lúc trước. Dù sao, đại thành diêu tiên thảo, đây là không cần chờ đợi, bất kỳ cái gì thời khắc, bất kỳ người nào đều có thể phục dụng, đặc biệt là hiện tại liền muốn xông phá bình cảnh vô song hạng người mà nói, lấy được cây này diêu tiên thảo, liền có thể lập tức phục dụng. Càng quan trọng hơn là, cây này đại thành diêu tiên thảo, động đình phường đã cấy ghép tốt, nó cũng sẽ không lại chết héo, coi như mình đạt được cây này đại thành diêu tiên thảo đằng sau, cũng không lập tức phục dụng, vậy cũng có thể từ từ trồng, một mực trùng đến đâu một ngày cần thời điểm, lại phục dụng. Đây là chúng ta động đình phường bồi thực nhanh 50.000 năm diêu tiên thảo lão sơn dương đấu giá sư chậm chậm nói đây là từ cổ xưa chi địa cấy ghép tới trải qua chúng ta động đình phường dốc lòng chăm sóc phía dưới rốt cục đại thành lão sơn dương đấu giá sư mặc dù là thuận miệng một câu nhưng là có thể minh bạch người đều có thể tưởng tượng quá trình cấy ghép cùng bồi nạp này là cỡ nào khó có thể đem diêu tiên thảo cấy ghép tới chính là rất có thực lực sự tình ủng hộ kênh qua linh .com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé diêu tiên thảo tiếp thiên địa hàm đại đạo như vậy tiên thảo không biết bao nhiêu đại nhân vật cầu chi mà không được huống chi đây là đại thành diêu tiên thảo trong lúc nhất thời hai đôi mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm diêu tiên thảo đặc biệt là nào đó một số đã tu hành đạt tới bình cảnh đại nhân vật càng là một đôi mắt nhìn chằm chằm không thả giá khởi đầu bao nhiêu ở thời điểm này có đại nhân vật đã có chút không kịp chờ đợi hỏi lão sơn dương đấu giá sư ho khan một tiếng nói ra đây là đại thành diêu tiên thảo thật là chân quý, giá khởi đầu là 3 triệu, cạnh tranh giá là một vạn lên, đạo quân tinh bích. 3 triệu đạo quân tinh bích giá bắt đầu. Nghe được lời như vậy, ở đây cũng có người tuổi trẻ không khỏi kêu một tiếng. 3 triệu đạo quân tinh bích làm giá khởi đầu, cái này đích xác là một bút cao không gì sánh được giá cả. Thậm chí đối với rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc mà nói, được xưng tụng là một món khổng lồ. Dạng này giá khởi đầu, có thể nói, lập tức liền đã đem không ít đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả chặn ở ngoài cửa. Dù sao, dạng này môn khảm, đã cao đến một chút đại nhân vật, đại giáo cương quốc không cách nào đạt tới trình độ. Cái này quá bất hợp lý đi. Có một vị người trẻ tuổi nghĩ mãi mà không rõ, nói thầm, đạo quân vô địch kiếm pháp mới 300.000 làm giá khởi đầu. Vì cái gì dạng này một gốc diêu tiên thảo chính là 3 triệu, chẳng lẽ dạng này một gốc diêu tiên thảo, so đạo quân vô địch kiếm pháp còn muốn chân quý sao? Có thể là nói như vậy. Bên cạnh một vị trưởng bối nói ra, đạo quân vô địch kiếm pháp, phóng nhãn thiên hạ, không có mấy trăm quyển chỉ sợ cũng có mấy chục bản. Thốt ra lời này, thế hệ trẻ tuổi đệ tử ngẫm lại, cũng cảm thấy đúng, thiên hạ hôm nay, đạo quân truyền thừa cũng đích thật là không ít, một chút đạo quân truyền thừa, cũng đích đích xác xác là có được đạo quân kiếm pháp hoặc những công pháp khác. Như vậy tính toán đến, đạo quân kiếm pháp số lượng, chỉ sợ so thế gian chỗ tồn tại Diêu Tiên thảo còn nhiều hơn. Huống chi, đây là đại thành Diêu Tiên thảo. Vị trưởng bối này ho khan một tiếng, nói ra, đạo quân kiếm pháp mặc dù là vô địch nhưng trung quy là tử vật đối với một vị cường đại cảnh giới nào đó tồn tại mà nói đặc biệt là có năng lực đi mua sắm diêu tiên thảo cường giả mà nói bọn hắn cũng không thèm khát đạo quân kiếm pháp mà nhưng không có diêu tiên thảo huống chi nếu là diêu tiên thảo có thể làm cho một vị vô song thiên tài đột phá trở thành một đời đạo quân lại chỗ nào sẽ thiếu khuyết đạo quân kiếm pháp đâu tương lai nhất định có thể sáng chế vô song đạo quân kiếm pháp thốt ra lời này ở đây cảm thấy Diêu Tiên thảo giá cả thực sự quá bất hợp lý, người trẻ tuổi tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy là có đạo lý. Ở đây đại nhân vật không ít là xuất thân từ đạo quân truyền thừa, bọn hắn cái nào không phải tu luyện một hai cửa đạo quân công pháp, thậm chí có khả năng chính bọn hắn sáng tạo công pháp cũng có thể xưng vô địch vậy. Nhưng là, bọn hắn sở tu luyện đạo quân công pháp cũng tốt, chính mình sáng tạo vô địch công pháp cũng được, nếu như nói, vào lúc này, bọn hắn ở vào bình cảnh trạng thái, những này vô địch công pháp không cách nào trợ bọn hắn đột phá, nhưng mà, Diêu Tiên Thảo lại có khả năng trợ bọn hắn đột phá dạng này bình cảnh, cho nên, đối với những đại nhân vật này mà nói, Diêu Tiên Thảo giá trị không thể nghi ngờ là không tại Đạo Quân kiếm pháp phía trên. Huống chi, Diêu Tiên Thảo một khi để một vị hạng người vô địch đột phá bình cảnh, tấn thăng đến một cảnh giới khác, đạt được chỗ tốt, chính là so đơn nhất đạt được Đạo Quân kiếm pháp không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Ở thời điểm này, cũng không ít tuổi trẻ bối phận cũng là lập tức minh bạch vì sao đại biểu cho chân tiên thiếu đế thiện dược đồng tử nhất định phải đạt được diêu tiên thảo không thể đây là chân tiên thiếu đế cần thiết đây cũng không phải là nói là có được diêu tiên thảo chân tiên thiếu đế liền có thể trở thành một đời vô địch đạo quân nhưng là có được diêu tiên thảo đích thật là tăng lên chân tiên thiếu đế trở thành đạo quân tỷ lệ nếu như nói chân tiên thiếu đế trở thành đạo quân đằng sau hắn nhất định có thể sáng chế càng nhiều đạo quân công pháp vậy liền không chỉ có chỉ có một môn đạo quân kiếm pháp đơn giản như vậy cho nên cẩn thận đi cân nhắc đối với ở đây bất kỳ một cái nào đại nhân vật mà nói đặc biệt là đối với những đạo quân kia truyền thừa mà nói diêu tiên thảo giá trị tại đạo quân kiếm pháp phía trên bao nhiêu đạo quân truyền thừa đều là có một hai cửa đạo quân công pháp nhưng là nhưng lại có người nào đạo quân truyền thừa có được diêu tiên thảo đâu đặc biệt là đại thành diêu tiên thảo đấu giá bắt đầu ba triệu giá bắt đầu lão sơn dương đấu giá sư nói ra bốn triệu khi lão Sơn Dương đấu giá sư vừa dứt lời xong thời điểm, thiện dược đồng tử liền lập tức vượt lên trước một câu, một hơi liền báo ra 4 triệu giá cả. Mới mở miệng liền đem giá cả tăng vọt 1 triệu, cái này lập tức để người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, thiện dược đồng tử làm như vậy, vậy đơn giản chính là ác tính đấu giá, cái này cùng vừa rồi lý thất dạ làm sự tình, có cái gì khác biệt đâu, làm sao vừa lên đến, chính là ác tính đấu giá. Có đại nhân vật đều bất mãn, không nhịn được thì thầm một tiếng. Mặc dù, ở đây đại nhân vật đều là tài đại khí thô, nhưng là, làm đại biểu cho chân tiên thiếu đế thiện dược đồng tử, cũng không sợ ai, thậm chí không có nhún nhường ý tứ. Thiện dược đồng tử chỉ là hướng mọi người không người, nói ra, tiên thảo này, chúng ta thiếu đế muốn tìm, cho nên, còn xin chư vị lão tổ dơ cao đánh khẽ. Thiện dược đồng tử lời như vậy, người ở chỗ này không lên tiếng, ngay từ đầu, có rất nhiều đại nhân vật đều coi là, lần này bán đấu giá, đây chẳng qua là mầm non, hoặc là cách đại thành còn rất xa diêu tiên thảo. Tất cả mọi người không nghĩ tới là đại thành diêu tiên thảo, cho nên, hiện tại là đại thành diêu tiên thảo, ai sẽ đi nhún nhường thiện dược đồng tử đâu. Liền xem như sau lưng của hắn đại biểu cho chân tiên thiếu đế, khi lợi ích du quan thời điểm, ai lại sẽ nhượng bộ đâu. 405 triệu. Ở thời điểm này, có một vị không lộ chân thân đại nhân vật báo giá. 4,1 triệu. Vị kia hái cúc đông ly hạ đại nhân vật cũng báo giá. 4,2 triệu. Trượng Thiên lão tổ báo giá, 4,3 triệu. Một vị khác xuất thân từ đạo quân truyền thừa đại nhân vật báo giá, 5 triệu. Ở thời điểm này, Nã Vân trưởng lão lập tức báo một cái giá tiền cao hơn. Khi Nã Vân trưởng lão báo ra giá cả như vậy thời điểm, cũng làm cho không ít người nhìn nhiều một chút, Nã Vân trưởng lão phía sau là Hoành Thiên Vương, nhưng là không nên quên, Tam Thiên Đạo còn có một vị tuyệt thế vô song thiên tài, Thần Tuấn Thiên, đây là cùng chân tiên thiếu đế nổi danh ngũ đại thiếu quân một trong. Nếu như nói, chân tiên thiếu đế muốn vấn đỉnh đạo quân vị trí, thần tuấn thiên sao lại không phải đâu. Cho nên, chân tiên thiếu đế muốn đến gốc này đại thành diêu tiên thảo, như vậy, thần tuấn thiên cũng giống như vậy không phải không thể. Một hơi, liền giá cả lên 5 triệu, cái này để thiện dược đồng tử sắc mặt biến đổi. Tại vừa rồi, hắn hướng mọi người hành lễ ân cần thăm hỏi, chính là muốn mời chư vị lão tổ nhường một bước, dễ dùng đến bọn hắn thiếu chủ có thể được diêu tiên thảo. Đây là bán cho bọn hắn chân tiên giáo một cái thể diện, bán cho bọn hắn chân tiên thiếu đế một cái thể diện, nhưng là, hiện thực lại lập tức hung hăng quất hắn một bạt tai, cái này cũng đích thật là để thiện dược đồng tử sắc mặt hơi khó coi, dù sao, dạng này một bạt tai quất tới, ai cũng không dễ chịu. Tất cả mọi người không có coi hắn là làm một chuyện, cái này có thể để trong lòng của hắn dễ chịu sao? 6 triệu. Thiện dược đồng tử trong nội tâm cũng là đặc biệt khó chịu, cũng không nhịn được đem giá cả bão tố đi lên. 6,3 triệu. Có không lộ chân thân đại nhân vật cũng không chút khách khí, không có bởi vì thiện dược đồng tử đại biểu cho chân tiên thiếu đế, cũng không có bởi vì chân tiên giáo nguyên nhân, như vậy nhượng bộ, hay là cắn chặt giá cả. 6,4 triệu. Mặt khác có đại nhân vật báo giá. Trong lúc nhất thời, giá cả cắn rất chặt, ở đây đại nhân vật, đều muốn có được, mặc kệ là vì chính mình mà có được, vẫn là vì chính mình đệ tử thiên tài mà có được, bọn hắn đều cắn chặt giá cả, rất có không phải chi không thể chi thế. 6,5 triệu. 6,8 triệu. 7 triệu. 10 triệu. Cuối cùng, giá cả bị trình diện 10 triệu, đạo quân tinh bích, khi báo đến cái giá tiền này thời điểm, cũng đích thật là để người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dù sao, giá cả như vậy, thật sự là rất đáng sợ, đối với không ít đại nhân vật mà nói, giá cả như vậy, có chút khó mà chống đỡ. Mà lại, báo ra 10 triệu, chính là thiện dược đồng tử, không hề nghi ngờ, thiện dược đồng tử đã bày ra không thể không cần tư thế, tựa hồ đang nói cho tất cả mọi người ở đây, mặc kệ các ngươi ra dạng gì giá cả bọn hắn thiếu chủ chân tiên thiếu đế liền không phải là muốn bắt lại cây này đại thành diêu tiên thảo không thể một nghìn năm triệu nã vân trưởng lão cũng không nhượng bộ báo ra giá cả như vậy tất cả mọi người không biết lúc này nã vân trưởng lão là đại biểu cho hoành thiên vương muốn bắt lại cây này diêu tiên thảo hay là đại biểu cho tam thiên đạo vô song thiên tài thần tuấn thiên nhưng là mặc kệ là đại biểu cho ai tất cả mọi người thừa nhận nã vân trưởng lão là có thực lực này đi cạnh tranh dù sao, tam thiên đạo, bất luận là thực lực hay là tài lực, cũng sẽ không yếu tại hôm nay chân tiên giáo. 10,5 triệu. Có một vị đến từ đông Hoàng viễn cổ thế gia đại nhân vật báo ra giá cả. Vị đại nhân vật này rất ít báo giá, nhưng là, bây giờ lại báo ra một cái rất cao giá cả. Là vì ngũ dương hoàng sao. Nhìn thấy vị đại nhân vật này báo giá, cũng có một số người không nhịn được thì thầm một tiếng. Bởi vì viễn cổ thế gia này là đại lực duy trì ngũ dương hoàng, mà ngũ dương hoàng cũng là thần tuấn thiên, Chân tiên thiếu đế bọn hắn cạnh tranh đạo quân vị trí cường đại đối thủ, nhưng là vị đại nhân vật này chưa làm bất kỳ giải thích gì, chỉ là yên lặng báo giá thôi. 11 triệu, Thiện Dược đồng tử không dừng tay, mà lại mỗi lần báo giá đều sẽ tràn ra một cái rất cao giá cả. 11,3 triệu. Nã Vân trưởng lão cũng là đuổi sát không buông, tại trong quá trình báo giá này, Lý Thất Dạ không có hứng thú đi quan sát, chỉ là ở một bên mà xem thôi, vẻn vẹn nở nụ cười. Mặc dù là như vậy, cũng có một chút đại nhân vật không khỏi nhiều ngắm lý thất làm một chút bởi vì ở thời điểm này bất kỳ một cái nào đại nhân vật đều coi lý thất dạ là làm mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh dù sao lý thất dạ mỗi một lần báo ra tới giá cả đều là mười phần dọa người mà lại thường thường để cho người ta không tiếp nổi giá cả cho nên lý thất dạ không báo giá ngược lại là để không ít đại nhân vật thở dài một hơi mọi người cũng đều cảm thấy lý thất dạ đối với cây này đại thành diêu tiên thảo không có hứng thú giản hàng rong cũng biết Lý Thất Dạ đối với một kiện đồ vật cảm thấy hứng thú, mặt khác báo giá, vậy chỉ bất quá là tiện tay mà làm thôi. 20 triệu. Cuối cùng, thiện tài đồng tử báo ra một cái giá cao, báo ra dạng này giá cao đằng sau, hắn còn không khỏi ánh mắt hướng Lý Thất Dạ trên thân quét một chút. 20 triệu, khi giá cả như vậy báo ra đến đằng sau, ở đây các đại nhân khác vật cũng đều nhìn nhau một chút, có thể nói, đạt đến giá cả như vậy đằng sau, đây đã là để rất nhiều đại nhân vật bị loại. Bởi vì giá cả như vậy đã là cao đến rất nhiều đại nhân vật, rất nhiều đại giáo cương quốc không thể nào tiếp thu được, thậm chí là một chút đạo quân truyền thừa đều đã không chịu nổi giá cả như vậy, tại thời khắc này, liền thật là so nội tình thời điểm, khi 20 triệu đạo quân tinh bích đều có thể tiếp nhận thời điểm, đó đích đích xác xác là một cái quái vật khổng lồ đồng dạng truyền thừa. Không hề nghi ngờ, tại lập tức như Chân Tiên giáo, Tam Thiên đạo truyền thừa như vậy, mới có thực lực kia đi tiếp nhận, cái này cũng đích thật là hiện ra Chân Tiên giáo, Tam Thiên đạo nội tình. Ở thời điểm này, ngay cả thiện tài đồng tử kiểu người như vậy, đều có thể báo ra 20 triệu giá cả thời điểm. Cái này cũng đích đích sắc sắc có thể nhìn ra được, chân tiên giáo nội tình là đáng sợ cỡ nào. Mặc dù nói, thiện tài đồng tử đại biểu cho chân tiên thiếu đế, mà chân tiên thiếu đế có toàn bộ chân tiên giáo duy trì, nhưng là 20 triệu giá cả, lại chỗ nào là ai người đều có thể báo ra tới. Cho dù có một chút đại giáo cương quốc lão tổ muốn báo cái giá tiền này, đó cũng là không có tài lực này nha hiện tài đồng tử, chỉ là chân tiên thiếu đế tọa hạ một vị đồng tử, liền dám vì chính mình thiếu chủ báo lên giá trên trời như vậy, cái này mang ý nghĩa, chân tiên giáo đích đích sắc sắc là, có kinh người như thế tài lực đi tiếp nhận cái giá tiền này, mà lại, chân tiên thiếu đế hoặc là chân tiên giáo, cho thiện tài đồng tử quyền hạn, chỉ sợ tại 20 triệu mức phía trên, bằng không mà nói, thiện tài đồng tử cũng sẽ không báo ra giá cả như vậy. Nếu là vượt qua quyền hạn của mình, chỉ sợ thiện tài đồng tử cũng sẽ lo nghĩ. Nhưng là, hiện tại báo ra 20 triệu giá cả đằng sau, thiện tài đồng tử vẫn là rất là bình tĩnh, cái này có thể nhìn ra được, thiện tài đồng tử quyền hạn còn xa chưa đạt tới hạn mức cao nhất. Ở thời điểm này, những đại nhân vật khác cũng đều nhao nhao thối lui ra khỏi trận này đấu giá, dạng này cục đấu giá đấu giá, đây đã là bọn hắn thừa nhận không dậy nổi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người không chịu đựng nổi giá cả như vậy, vẫn có một ít đại nhân vật hoặc là viễn cổ truyền thừa, đạo quân truyền thừa y nguyên có thể chịu đựng nổi giá cả như vậy. Nhưng là, bọn hắn ở thời điểm này, cũng không khỏi vì đó do dự. Thôi, vị kia trượng thiên lão tổ do dự một chút, vốn muốn báo giá, nhưng là, hay là từ bỏ đấu giá, mặc dù nói, diêu tiên thảo là vô cùng chân quý, nhưng là, cái này đã vượt ra khỏi trong lòng hắn từ giá trị. Nếu như nói, 20 triệu đạo quân tinh bích, tại giá cả như vậy phía trên, có lẽ còn có mặt khác thần thảo đan dược có thể đi thay thế diêu tiên thảo, không cần thiết cùng chết tại diêu tiên thảo phía trên, 20 triệu giá cả lại hướng lên. Như vậy, cây này diêu tiên thảo, tràn giá cũng quá nghiêm trọng. Nã vân trưởng lão cùng vị kia đông hoang viễn cổ truyền thừa đại nhân, vật hai người bọn họ ngược lại là hữu tâm tiếp tục đấu giá, nhưng là, khi báo đến 20 triệu đằng sau, bọn hắn cũng không khỏi do dự một chút, thậm chí là nhìn nhau một chút. Đối với bọn hắn mà nói, đây cũng không phải là nói là không có thực lực này đi cạnh tranh cây này, đại thành diêu tiên thảo. Hai đại nhân vật này do dự chính là, đây mới là bán đấu giá kiện thứ tư vật phẩm đấu giá, phía sau còn có mặt khác vật phẩm đấu giá, mà lại cũng là không gì sánh được chân quý, nếu là đem như vậy giá trên trời đập xuống diêu tiên thảo mà nói, ở phía sau mặt khác vô cùng chân quý vật phẩm đấu giá bên trên, chỉ sợ chính mình cũng không đủ tài lực đi cùng với những cái khác đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế, cũng là có một ít đại nhân vật ôm ý nghĩ như vậy, ở phía trước vật phẩm đấu giá tiêu hao mặt khác đối thủ tài lực, khiến cho bọn hắn ở phía sau chân quý hơn, vật phẩm đấu giá bên trên không có tài lực đi đấu giá. Kể từ đó, vậy liền có thể thật to mà tăng lên chính mình sức cạnh tranh. Đương nhiên, ở đây không ít người cũng nhìn ra được, Nã Vân trưởng lão cùng vị này viễn cổ thế gia đại nhân vật, đối với Diêu Tiên thảo quyết tâm hay là rất lớn, mọi người cũng đều suy đoán, Nã Vân trưởng lão có thể là vì Tam Thiên Đạo vô song thiên tài thần tuấn thiên, đi cạnh tranh Diêu Tiên thảo, mà Đông Hoang viễn cổ thế gia đại nhân vật, có thể là là Đông Hoang không miện chi vương Ngũ Dương hoàng đi cạnh tranh Diêu Tiên thảo. Mọi người cũng đều có thể suy đoán, thần tuấn thiên cùng Ngũ Dương hoàng đều là hiện nay thiên cương trói mắt nhất thiên tài một trong cùng là ngũ thiếu quân một trong bọn hắn đều có vấn đỉnh đạo quân vị trí dã tâm nếu là bọn họ thật muốn chứng được đại đạo trở thành đạo quân có lẽ diêu tiên thảo đối bọn hắn có thể có thật to có ích thậm chí có thể làm cho bọn hắn leo lên đạo quân vị trí cho nên hiện tại đến xem tại tranh đoạt diêu tiên thảo đấu giá mà nói tới một mức độ nào đó có lẽ là chân tiên thiếu đế thần tuấn thiên ngũ dương hoàng ở giữa cạnh tranh Ba vị này tuyệt thế thiên tài, đều có vấn đỉnh đạo quân chi thế, có lẽ bọn hắn đều đối với Diêu Tiên Thảo nhất định phải được. Mà xem như đại biểu cho Chân Tiên thiếu Đế Thiện Dực Đồng Tử, cũng không có đi nhìn nhiều Nã Vân trưởng lão cùng vị này Viễn Cổ, thế ra đại nhân vật, tựa hồ hắn tự tin lấy quyền hạn của mình, nhất định có thể tại trong một vòng đấu giá này đánh bại Nã Vân trưởng lão cùng Viễn Cổ, thế ra đại nhân vật, hắn nhất định phải vì chính mình thiếu chủ cầm tới Diêu Tiên Thảo. Ngược lại, ở thời điểm này, Thiện Dực Đồng Tử là lo lắng lý thất dạ vào giờ phút này thiện dược đồng tử xem ra lý thất dạ tựa như là một người điên tùy tiện báo giá các loại ác tính đấu giá thậm chí có khả năng giống điên cuồng một dạng khắp nơi cắn người nhất làm cho người đáng sợ là tên điên như này lại tiện tiện có được động đình phường cho hắn vô thượng hạn uy tín hạn mức cái này khiến tên điên này liền có thể tùy tiện báo giá sẽ đem tất cả mọi người ở đây đều ép tới không thở nổi nhìn cái gì vậy khi thiện dược đồng tử hướng lý thất dạ trên thân quét qua thời điểm Lý thất dạ không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, nhưng là, giản hàng rong tựa như là một cái ác nô, trừng thiện rực đồng tử một chút, nói ra, chưa thấy qua việc đời sao? Chưa thấy qua công tử chúng ta dạng này tuyệt thế vô song, vạn cổ nhân vật vô địch sao? Cũng đúng, công tử chúng ta chính là vạn cổ vô địch, đông đảo chúng sinh, lại làm sao có thể so sánh, trước kia người lại làm sao có thể có tư cách thấy một lần? Giản hàng rong cái miệng này chính là tiện, nói chuyện lại độc lại tổn hại bất kỳ người nào nghe, đều sẽ cảm giác đến không thoải mái, nhưng là, những người khác nhưng lại không biết, giản hàng rong nói tới mỗi một câu nói, quản chi là lại khó nghe, lại đều hết lần này tới lần khác là sự thật, chỉ là tất cả mọi người không biết đây là sự thật thôi, đều cho rằng giản hàng rong nói chuyện quá phách lối, quá độc quá tổn hại. Thiện dược đồng tử lập tức liền sắc mặt đỏ lên, hắn làm chân tiên thiếu đế tọa hạ đồng tử, thân phận không thể coi thường, đừng nói là một tên tiểu bối. Người hầu, liền xem như đại giáo cương quốc lão tổ, nhìn thấy hắn vậy cũng là nhất định phải khách khách khí khí ai dám như vậy quát lên hắn nhìn tới không có gì thậm chí là trước mặt mọi người nhục nhã hắn cuồng vọng ác nô thiện dược đồng tử nhịn không được quát lớn chớ có miệng giao ấy ngôn chúng ta chân tiên giáo chính là vạn cổ vô song cự phách chủ ta chân tiên thiếu đế chính là tuyên cổ duy nhất thiên tài các ngươi sâu kiến cũng dám khẩu xuất cùng ngôn là là thật là sợ các ngươi chân tiên giáo giản hàng rong cười hì hì nói các ngươi chân tiên giáo thổi đến lại vang lên thì thế nào, hừ, nếu là chúng ta công tử xuất thủ, đây còn không phải là hôi phi yên diệt, còn phách lối cái gì kình. Ngươi, thiện dược đồng tử không khỏi sắc mặt đỏ lên, sắc mặt là hết sức khó coi, không khỏi nhìn hàm hàm giàn hàng rong. Thật vất vả, thiện dược đồng tử lúc này mới thở hồn hển một hơi, nói ra, khẩu xuất cùng ngôn, ai sẽ không, có bản lĩnh, cái kia nhìn thấy cái chân trương, chúng ta chân tiên giáo sợ người nào. Nha, thật sao, vì cái gì vừa rồi ta liền thấy ngươi sợ giản hàng rong không chỉ có là miệng độc ánh mắt của hắn cũng đích thật là rất độc hắn xem xét thiện dược đồng tử một chút nói ra vừa rồi ai báo giá thời điểm còn không phải vụng trộm hướng công tử chúng ta trên thân nhìn đi không phải liền là sợ chúng ta công tử xuất thủ nha chỉ sợ công tử chúng ta vừa báo giá các ngươi chân tiên giáo liền chơi con bê ngươi cũng liền đừng nghĩ đạt được diêu tiên thảo đi giản hàng rong một câu nói như vậy liền lập tức bóc thiện dược đồng tử nội tình cái này để thiện dược đồng tử lập tức sắc mặt đỏ lên đến như heo lá gan sắc một dạng. Đây đối với hắn mà nói, giản hàng rong lời như vậy, chính là đối với hắn một loại nhục nhã, cũng làm cho hắn một trận trột dạ. Ai sợ các ngươi? Thiện dực đồng tử không khỏi quát lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta chân tiên giáo, nội tình vô song, chân quý đếm mãi không hết, tinh bích như biển, vạn thế đều hao tổn chi không hết, chỉ là hạng người vô danh, lại làm sao có thể cùng chúng ta chân tiên giáo so tài lực dày. Mặc dù thiện dực đồng tử lời này không xuôi tai, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút nói khoác nhưng là nếu thật là cần co lại đến tình huống thực tế vậy cũng đích thật là không kém là bao nhiêu chân tiên giáo tài lực đích thật là có thể ngạo thị thiên hạ như chỉ là lấy tài lực mà nói dứt bỏ tất cả cố kỵ giữa cả thế gian nếu là chân tiên giáo mua không nổi đồ vật vậy rất có thể thế gian không còn có người có thể mua được nghe người ý tứ giống như không sợ công tử chúng ta xuất thủ giản hàng rong cười như không cười nhìn xem thiện dực đồng tử thần thái khiêu khích kia, không thể minh bạch hơn được nữa. Bị giàn hàng rong dạng này vô danh tiểu bối vẩy một cái hấn, cái này lập tức liền để thiện dược đồng tử không khỏi nhiệt huyết lập tức phun lên đầu. Hắn bật thốt lên nói ra, ai sợ ai, phóng ngựa tới, chúng ta chân tiên giáo cũng không phải thứ hèn nhát. Lời này cởi một cái miệng mà ra, sau khi lấy lại tinh thần, cái này để thiện dược đồng tử hối hận, hắn chính là trong lòng có chút kiêng kỵ lý thất dạ báo giá, nhưng là, hiện tại hắn nói tới đi ra ngoài, liền như là nước đã đổ ra, cũng không còn cách nào thu hồi lại. Vừa nói như vậy, ta cũng có điểm hứng thú. Một mực bên cạnh mắt lạnh xem lý thất dạ liền lộ ra nụ cười, nhàn nhạt nói ra, vậy liền nhìn ngươi lớn bao nhiêu quyền hạn, vậy ta nói giá, 30 triệu. Lý thất dạ lập tức vào cuộc, mà lại, mới mở miệng liền báo 30 triệu, cái này lập tức để những người khác đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là muốn tiếp tục đấu giá não vân, trưởng lão cùng viễn cổ thế gia đại nhân vật, cũng đều ngây ngốc một chút, hai mặt nhìn nhau, 30 triệu. Lý thất dạ mới mở miệng liền tăng 10 triệu, dạng này ác tính đấu giá, vậy đơn giản chính là khiến người khác không có cách nào chơi. Ngươi, lý thất dạ một ngụm báo 30 triệu, cái này cũng lập tức để thiện dược đồng tử sắc mặt đỏ lên, lập tức không trả lời được tới, dạng này đấu giá, căn bản là để cho người ta chơi không đi xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 30 triệu, lý thất dạ mới mở miệng, chính là bão tố đến 30 triệu, một hơi chính là tăng vọt 10 triệu, dạng này đấu giá, để bất luận kẻ nào đều chịu không được. Trước đó, liền xem như tài đại khí thô thiện dược đồng tử, hắn cũng nhiều nhất mấy trăm ngàn một triệu đi tăng giá, dạng này tăng giá, tại người khác xem ra, đó đều đã là thuộc về ác tính đấu giá. Nhưng là, giờ này khắc này, lý thất dạ mới mở miệng, chính là muốn tiêu thăng 10 triệu đấu giá, cái này khiến những người khác làm sao đi đấu giá, đây nào chỉ là ác tính đấu giá, đây quả thực là đoạt giá, một ngụm đem giá cả bão tố đi lên, những người khác căn bản là không có đến chơi cái này còn chơi con bê nha có thế ra cổ lão đại nhân vật cũng đều không khỏi nói thầm một hơi tiêu thăng ngàn vạn cái này đem tất cả mọi người từng bước một đấu giá đều hủy mọi người cũng đừng chơi để tiểu tử này trực tiếp báo cuối cùng giá cả được rồi cái này cũng đích thật là đạo lý tiểu tử này báo giá đấu giá cục mọi người đừng đùa được rồi cũng có đại nhân vật uy danh hiển hách bất đắc dĩ nói ra mọi người cũng cảm thấy là cái đạo lý mọi người chính là một chút xíu thẻ đánh bạc đi đấu giá, một vòng lại một vòng đi đấu giá, mà lại là cạnh tranh đến 10 phần kịch liệt, nhưng là, Lý Thất Dạ mới mở miệng, liền trong nháy mắt đem bọn hắn ở đây tất cả đấu giá đều cho đẩy ngã, thậm chí cho người ta không có bất kỳ cái gì cơ hội xoay người. Cái này để mọi người 10 phần bất đắc dĩ, mặc kệ mọi người làm sao đi cẩn thận, tận lực đi đem bán đấu giá giá cả ngăn chặn, không để cho nó tiêu thăng, nhưng là, chỉ cần là Lý Thất Dạ mới mở miệng, mọi người ở phía trước làm hết thảy cố gắng, hết thảy đấu giá, đều trở nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một mã một mã đấu giá, trong đó ưu thế cùng tâm huyết, trong chớp mắt này, là không còn sót lại chút gì. 30 triệu. Ở thời điểm này, bất luận là nã vân trưởng lão, hay là vị kia đông hoang thế gia cổ lão đại nhân vật, cũng đều không khỏi cười khổ một cái. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng đều chỉ có thể là từ bỏ. Dù sao, 30 triệu giá cả một tiêu thăng đứng lên, diêu tiên thảo dạng này tràn giá, liền để bọn hắn khó mà tiếp nhận huống chi nhìn lý thất dạ tư thế kia cái này tựa hồ vẻn vẹn lý thất dạ lên giá mà thôi chỉ cần ai dám cùng hắn đấu giá phía sau cũng có thể tùy thời tùy khắc tiêu thăng đứng lên ở đây đại nhân vật mọi người cũng đều đang suy đoán lý thất dạ lúc nào cũng có thể tiêu thăng ra một cái giá trên trời nhưng là nhưng không ai dám đi cùng lý thất dạ đấu giá vạn nhất lý thất dạ đem giá cả tiêu thăng đến nhất định giá vị đằng sau chính mình đi nhắc dỗ dành giá cả mà nói một khi lý thất dạ không còn đấu giá như vậy, chính mình liền sẽ lấy giá trên trời tiếp bàn. Trước đó, Nã Vân Trưởng Lão chính là bị Lý Thất Dạ hố chết. Ở thời điểm này, Nã Vân Trưởng Lão cùng viễn hoang thế gia cổ lão đại nhân vật đều từ bỏ. Duy nhất có khả năng đi đấu giá chính là thiện dược đồng tử. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều không khỏi nhìn về phía thiện dược đồng tử. Đương nhiên, nếu quả như thật lấy tài lực mà nói, chân tiên giáo vẫn đích xác là, có cơ hội kia có thể có thể đi đấu giá đối thủ. 30 triệu, muốn hay không tiếp đâu, ở thời điểm này, giản hàng rong tiểu tử này chính là cáo mượn oai hùm, nhướng mày, một bộ khiêu khích thiện dược đồng tử bộ dáng. Ở thời điểm này, thiện dược đồng tử chính là sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, 30 triệu, giá cả như vậy, đó đã là muốn ép về phía quyền hạn của hắn. Cuối cùng, thiện dược đồng tử cắn răng một cái, quát to một tiếng nói, 31 triệu. Ở thời điểm này, hắn cũng là không thèm đếm xỉa, tại chính mình trong vòng quyền hạn, đem giá cả bước đến cao nhất giá vị đi. 40 triệu, Tại thiện dược đồng tử vừa báo xong giá cả đằng sau, Lý Thất Dạ không đau không ngứa, hời hợt báo một cái giá. 40 triệu. Tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau, cũng đều cảm thấy chơi con bê, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tài lực, tựa hồ, đều bị Lý Thất Dạ đè xuống đất ma sát một dạng. Nơi nào có dạng này báo giá, đây là ác tính đấu giá. Ở thời điểm này, thiện dược đồng tử nhịn không được hét to một tiếng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mà giàn hàng rong liền xem xét thiện dược đồng tử một chút, bày ra khinh thường bộ dáng, nói ra, nha, đầu năm nay, đấu giá chạy ra ác tính đấu giá tới. Ai nói đấu giá lại không thể tiêu thăng giá trên trời đúng không? Ai quy định hội đấu giá có đấu giá hạn mức cao nhất? Cho tới bây giờ đều chưa từng có, làm sao? Cạnh không dậy nổi, vậy cũng chớ cạnh, dù sao, dạng này thổ hào chơi trò chơi, đây không phải như người loại này điều ti nghèo có khả năng có khả năng trò chơi. Giản hàng rong miệng này, lại độc lại tiện để cho người ta người đều muốn quất hắn mấy cái cái tát nhưng cái này lại vẫn cứ là sự thật ác tính đấu giá đó vẻn vẹn ở đây một chút khách quý ở giữa một loại ăn ý thôi đây cũng không phải là là cái gì văn bản rõ ràng quy định bất kỳ một cái nào đấu giá cục đều là cho phép bất kỳ giá trên trời phương thức đấu giá chỉ bất quá ở đây đại nhân vật đều là có mặt mũi mọi người cũng đều có giá trị cân nhắc cho nên mới sẽ đạt thành không tiến hành ác tính đấu giá ăn ý thôi nhưng là cái này cũng không đại biểu không thể lấy giá trên trời phương thức đi đấu giá. Hiện tại Lý Thất Dạ động một chút lại tăng vọt ngàn vạn giá cả, mặc dù là để ở đây không ít người trong nội tâm khó chịu, đều cảm thấy Lý Thất Dạ là làm ác tính đấu giá, nhưng là đây cũng là cho phép làm sự tình, mọi người khó chịu về khó chịu cũng là không lời nào để nói. Đây đã là 40 triệu, đây chính là đạo quân tinh bích nha. Có người không nhịn được thì thầm một tiếng, thế hệ trẻ tuổi thấp giọng nói ra. Tại vừa rồi, hắn đều đã là hao tổn ra 20 tỷ thiên tôn tinh bích, hiện tại lại ra tay 40 triệu đạo quân tinh bích, dạng này mức, chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ, cũng không có mấy cái đại giáo cương quốc có thể chịu đựng nổi đi, hắn có thể thanh toán khổng lồ như vậy vô song mức sao. Tu sĩ trẻ tuổi dạng này một tiếng nói thầm, cái này lập tức cũng làm cho một vài đại nhân vật hướng lý thất dạ nhìn lại, bất quá, đa số người cũng cảm thấy đây không phải vấn đề gì, dù sao có động đình phường làm đảm bảo. Mà ở thời điểm này, thiện dược đồng tử lại bắt lấy cơ hội, kêu to nói, lúc này, giá trên trời như vậy, vậy có phải hay không nên làm bảo đảm giá, có phải hay không cần nhất định thế chấp, chúng ta chân tiên giáo, lúc này là có thể lấy 20 triệu đạo quân tinh bích thế chấp, hắn có thể cầm ra được sao? Cái này nhất định phải là một cái phòng hoạn chưa xảy ra mới đúng. Ở thời điểm này, trên thực tế, lý thất dạ có thể hay không thanh toán không trọng yếu, mà thiện dược đồng tử chính là muốn cho lý thất dạ thiết một cái cửa khảm, bắt buộc lý thất dạ ở thời điểm này xuất ra 20 triệu hoặc là càng nhiều đạo quân tinh bích, đến làm thế chấp, dù sao, có một ít giá trên trời đấu giá cục, không phải lập tức kết toán, lấy một cái nào đó đại nhân vật hoặc là đại giáo cương quốc danh dự làm đảm bảo, đấu giá kết thúc về sau lại tiến hành kết toán. Đơn giản một câu nói, khả năng đa số đại nhân vật sẽ không tùy thân mang nhiều như vậy tinh bích, đặc biệt là con số trên trời dạng này một cái số lượng. Cho nên, ở thời điểm này, thiện dược đồng tử chính là cố ý làm khó dễ lý thất dạng vừa vặn bọn hắn đến có chuẩn bị đích thật là chuẩn bị đầy đủ tinh bích cho nên hắn mới dám đưa yêu cầu như vậy điểm này chư vị yên tâm tại lý thất dạ còn chưa mở lời thời điểm động đình phường lão nhân đó đã mở miệng nói ra lý công tử có được chúng ta động đình phường vô thượng hạn uy tín hạn mức thanh toán không cần bất kỳ lo lắng nào nếu là chư vị nhất định cần một cái thế chấp như vậy lý công tử có được động đình phường trí tôn hắc tinh tạp nói động đình phường lão nhân đem một tấm lóng lánh hắc tinh quang mang động đình phường thẻ tiền đặt ở lý thất dạ ngồi trên mặt bàn trí tôn hắc tinh tạp nhìn thấy cái này một tấm lóng lánh hắc tinh quang mang động đình phường thẻ tiền biết hàng đại nhân vật cũng đều không khỏi cười khổ một cái trí tôn hắc tinh tạp đây là động đình phường vô thượng thẻ tiền nói cách khác có được tấm thẻ này ngươi không chỉ có là có thể tại động đình phường tiến hành bất luận cái gì mua bán mà lại ngươi còn có thể dựa vào tấm trí tôn hắc tinh tạp này tại động đình phường cạnh lấy bất luận cái gì mức tinh bích chỉ cần ngươi uy tín hạn mức đầy đủ. Dạng này một tấm trí tôn hắc tinh tạp, chính là động đình phường cao nhất uy tín giá trị, nếu là vô thượng hạn uy tín hạn mức, vậy liền mang ý nghĩa, có thể điều động động đình phường tất cả tiền vốn cùng tài nguyên. Giờ này khắc này, động đình phường cho lý thất giả áp lên một tấm trí tôn hắc tinh tạp, vậy liền đã không còn cần nhiều lời, tấm trí tôn hắc tinh tạp này còn tại đó, vậy liền mang ý nghĩa lý thất giả đã thế chấp lên đủ nhiều tiền bạc, có thể tiến hành bất luận cái gì mua bán. Cho nên nói, khi dạng này một tấm trí tôn hắc tinh tạp bày ở trên mặt bàn thời điểm, Lý Thất Dạ có được động đình phường vô thượng hạn uy tín hạn mức, đây không phải một câu nói suông, hắn hoàn toàn chính xác thật là đầy đủ chi phối lấy đây hết thảy tiền vốn. Trí tôn hắc tinh tạp, có đại nhân vật giải, không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, tại một thời đại, động đình phường cũng phát không được mấy tấm, bây giờ lại cho họ lý một tấm, đây cũng quá bất khả tư nghị a. À. dù sao, phóng nhãn thiên hạ, có thể có được động đình phường hắc tinh thể tồn tại, chính là giải rác gần như không hiện tại động đình phường lại cho lý thất dạ một tấm hơn nữa còn là vô thượng hạn uy tín hạn mức đây là cỡ nào thủ bút nha động đình phường là đối với lý thất dạ cỡ nào tín nhiệm đơn giản tựa như người một nhà đồng dạng nhìn xem trên mặt bàn tấm trí tôn hắc tinh tạp này trong lúc nhất thời này để thiện dược đồng tử sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới trí tôn hắc tinh tạp thiện dược đồng tử đương nhiên nghe nói qua bởi vì bọn hắn chân tiên giáo liền có một tấm nhưng là, cái này không tại bọn hắn thiếu chủ chân tiên thiếu đế trong tay, là tại một vị kinh thế vô song cổ tổ trong tay. Hiện tại, động đình phường cho lý thất dạ đồng dạng một tấm trí tôn hắc tinh tạp, tại tấm trí tôn hắc tinh tạp này trước mặt, nếu như hắn lại nói cái gì tiền thế chấp loại hình mà nói, đó chính là chân đứng không vững. Thế nào, cái này có thể à, giản hàng rong nhíu mày, một bộ khinh bỉ bộ dáng nói ra, lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử, giống như cũng chỉ có các ngươi chân tiên giáo có tiền một dạng, thế gian này, người có tiền, nhiều đi. Ngươi, bị giản hàng rong dạng này một mạch, thiện dược đồng tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giản hàng rong nhàn nhã nói ra, 40 triệu, 40 triệu, muốn hay không, công tử chúng ta đã xuất 40 triệu, nếu như gọi không dậy nổi giá cả, vậy liền nhanh mau thả vứt bỏ. Giản hàng rong dạng này kêu gào mà nói, lập tức để thiện dược đồng tử sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Các ngươi là muốn cùng chúng ta chân tiên giáo làm khó dễ sao? tại cuối cùng thiện dược đồng tử liền toát ra một câu nói như vậy tới thiện dược đồng tử lời như vậy vừa nói ra thời điểm cũng làm người ta ghé mắt rõ ràng là đang đấu giá đấu giá tại thời khắc này lại đột nhiên ở giữa uy hiếp người đến cái này khiến ở đây không ít đại nhân vật vì đó khinh thường dù sao đối với đa số đại nhân vật mà nói đấu giá về đấu giá uy hiếp như vậy đối thủ lộ ra bị ổi cũng có mất thân phận địa vị của mình bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại có thể lý giải thiện dược đồng tử mà thôi cũng không phải là chân tiên giáo một cái nào đó đại nhân vật nói một cách đơn giản thiện dược đồng tử thân phận có thể lớn có thể nhỏ hướng lớn thảo luận chính là chân tiên thiếu đế thân tím hướng nhỏ thảo luận vậy chỉ bất quá là chân tiên giáo một tên tạp dịch thôi nếu là vẻn vẹn nói một tên tạp dịch tại chân tiên giáo trong loại quái vật khổng lồ này thiện dược đồng tử đại biểu không được bất luận kẻ nào thay thế biểu không được chân tiên giáo cho nên ở thời điểm này nếu là chân tiên giáo muốn vứt nổi thời điểm hoàn toàn có thể không thừa nhận thiện dược đồng tử đã nói qua về phần thiện dược đồng tử mà nói thân phận của hắn thì càng kỳ diệu đã có thể đại biểu cho hắn thiếu chủ chân tiên thiếu đế vậy cũng có thể ai cũng không có nghĩa là hắn đã có thể là chân tiên thiếu đế thân tín cũng là có thể một tên tạp dịch như vậy đối với một tên tạp dịch mà nói chính hắn vốn cũng không có thân phận gì cùng địa vị cho nên hắn nói cái gì cũng sẽ không có hại thân phận địa vị của hắn quản chi là hắn trêu chọc lăn lộn vậy cũng chưa chắc sẽ đem chân tiên giáo mặt mũi cho mất đi. Dù sao, một tên tạp dịch mà thôi, tại chân tiên giáo mà nói, lại có địa vị gì đâu, dạng này một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, lại chỗ nào sẽ đem chân tiên giáo địa vị cho ném đi. Nhưng là, khi thiện dực đồng tử thả ra dạng này uy hiếp ngữ thời điểm, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, lại không thể không đi kiêng kỵ, thiện dực đồng tử quản chi là một tên tạp dịch, nhưng trung quy là chân tiên thiếu đế thân tín, chỉ cần hắn tại chân tiên thiếu đế bên tai hóng hóng gió, tố khổ một chút, như vậy nói không chừng hắn liền lập tức mười phần có phân lượng cho nên suy nghĩ minh bạch điểm này đằng sau cũng có chút đại nhân vật lập tức liền thông thấu đây cũng là rất có thể vì sao chân tiên thiếu đế sẽ để cho thiện dược đồng tử đại biểu chính mình tới tham gia dạng này hội đấu giá nếu là đã xảy ra chuyện gì hoàn toàn có thể dùng hắn chẳng qua là một tên tạp dịch thôi lời nói lấp liếm cho qua mà thiện dược đồng tử thân phận nhưng lại có thể làm cho hắn cầm chân tiên giáo thần uy đến uy hiếp người khác như vậy một cái nhân tuyển đó thật là thật là khéo thế nào không chơi nổi vậy mà liền uy hiếp người ta giản hàng rong lại chỗ nào sợ thiện dược đồng tử uy hiếp xem xét thiện dược đồng tử một chút nói ra chân tiên giáo thì ngon nha chẳng lẽ ngươi còn muốn giá thấp ép mua hay sao mở miệng nhục nhã ta chân tiên giáo nói khoác mà không biết ngượng chửi bới thiếu chủ của ta chân tiên thiếu đế đây là vạn ác bất xá ở thời điểm này thiện dược đồng tử nhảy ra đấu ra chuyện này mở miệng liền cho lý thất dạ chụp mũ nói ra có chủ tâm cùng ta chân tiên giáo là địch đối với thiếu chủ của ta chân tiên thiếu đế tràn ngập ác ý, đây là nên giết. Các ngươi giờ này khắc này từ khó trở ra, vậy còn tới kịp, lại chấp mê bất ngộ, thiếu chủ của ta nhất định chém các ngươi, ta chân tiên giáo, tất diệt các ngươi cửu tộc. Thiện dược đồng tử trước mặt lời nói một đống lớn, chính là vì phía sau một câu làm cửa hàng, ý ở ngoài lời chính là đang uy hiếp lấy lý thất dạ bọn hắn, nếu là lý thất dạ còn muốn cùng hắn đấu giá, như vậy, bọn hắn chân tiên giáo nhất định chém giết lý thất dạ, tất diệt hắn cửu tộc ở đây đại nhân vật đều không phải là đồ đần, nghe chút thiện dược đồng tử nói lời như vậy, cũng lập tức nghe được ý ở ngoài lời. Đối với thiện dược đồng tử dạng này uy hiếp, có một số đại nhân vật vì đó khinh thường, nhưng là, tưởng tượng hắn cũng chỉ bất quá là tạp dịch, cũng không thể nói gì hơn, chẳng lẽ ngươi muốn cùng một tên tạp dịch so đo hay sao? Nhưng là, hết lần này tới lần khác dạng này một tên tạp dịch, nói chuyện lại là mười phần có phân lượng, mà lại không phải đe dọa chi tử. Thật là sợ a, à, hơi sợ giản hàng rong cười hì hì vỗ vỗ lồng ngực nhưng là một chút sợ sệt ý tứ đều không có hắn khinh thường nhìn xem thiện dược đồng tử nói ra ta ý của công tử không chơi nổi liền lăn trứng đừng lãng phí mọi người thời gian xem ra các ngươi chân tiên giáo thật là nghèo kết hủ lậu một cái không phải liền là mấy chục triệu sự tình nha dày vò khốn khổ đã hơn nửa ngày công tử nhà ta đều khinh thường cùng các ngươi nói chuyện bốn mươi triệu muốn hay không ở thời điểm này Lý thất dạ cũng phất phất tay, thúc giục lão Sơn Dương đấu giá sư. 40 triệu, không có cao hơn giá, liền gõ trùy. Ở thời điểm này, lão Sơn Dương đấu giá sư cũng hét to một tiếng. Thấy một lần thúc giục, trong lúc nhất thời, để thiện dược đồng tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, nói ra, 41 triệu. Đây đã là đến cực hạn của hắn, đã không cách nào lại cao, lại cao hơn. Hắn nhất định phải hướng mình thiếu chủ chân tiên thiếu đế đi xin mời quyền hạn. 50 triệu, Thiện dược đồng tử lời nói vừa rơi xuống, Lý Thất Dạ tùy ý vứt xuống một câu. Dạng này tùy ý, để thiện dược đồng tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, mười phần khó xử, thật giống như trước mặt mọi người lại một lần nữa bị Lý Thất Dạ hung hăng tát một cái. 50 triệu. Lão Sơn Dương đấu giá sư cũng đuổi một câu. Ở thời điểm này, thiện dược đồng tử đã không có quyền hạn này, hắn nói một câu, chờ một lát, ta xin mời. Hắn liền rời tiệc, không hề nghi ngờ, hắn muốn cùng chính mình thiếu chủ chân tiên thiếu đế xin mời cao hơn quyền hạn, hoặc là do chính mình thiếu chủ chân tiên thiếu đế định đoạt. 60 triệu. Rất nhanh, thiện dược đồng tử liền trở lại, xem ra, hắn lấy được một cái không tệ quyền hạn, lập tức cũng liền đem giá cả tiêu thăng lên 60 triệu, xuất thủ cũng là 10 phần hào khí. 60 triệu. Vừa nghe đến dạng này báo giá, người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Xem ra, chân tiên giáo đích thật là tài đại khí thô, đó thật là có cùng chết diêu tiên thảo ý tứ xem ra chân tiên giáo không chỉ là muốn cùng chết diêu tiên thảo ý tứ, càng quan trọng hơn là chân tiên thiếu đế có khả năng đạt được thiện dược đồng tử báo cáo đằng sau, không nguyện ý thua câu này khí, cho nên cũng là muốn cùng lý thất dạ liều một cái giá cao. ngươi rời tiệc thời điểm, lý công tử đã tăng mắc 100 triệu, chính mình đấu ra chính mình. lão sơn dương đấu giá sư đành phải dạng này bồi thêm một câu. ngươi ở thời điểm này thiện dược đồng tử không khỏi nhìn hầm hầm lý thất dạ, sắc mặt dùng khó coi đều không thể hình dung hắn thật vất vả cầm một cái cao hơn quyền hạn hắn cũng tự nhận là lấy hắn quyền hạn cao nhất giá cả có thể làm cho lý thất dạ biết khó mà lui nhưng là hắn còn vừa mới báo giá không đúng trên thực tế hắn còn không có báo giá thời điểm lý thất dạ đã lập tức đem hắn quyền hạn cho kéo phát nổ hắn còn tự nhận là quyền hạn của mình có thể đem lý thất dạ đánh bại thời điểm lý thất dạ lại mình cùng chính mình đấu giá giá cả liền kéo phát nổ quyền hạn của mình dạng này tư vị cảm thụ như vậy đây là để thiện dược đồng tử làm sao khó tiếp nhận cái này rất giống một cái tự nhận là có đột phá, thực lực điều tạc thiên người, vốn cho là mình có thể đem địch nhân của mình đè xuống đất ma sát, nhưng là, không nghĩ tới, còn không có ra sân, liền lập tức bị địch nhân cho đánh nổ, cảm giác như vậy, vậy đơn giản liền sẽ để người phát cuồng. Trong lúc nhất thời, thiện dược đồng tử nhìn chằm chằm lý thất dạ hai mắt cũng không khỏi đỏ bừng, nếu như ở thời điểm này, hắn có thể nhào tới, nhất định sẽ ăn lý thất dạ thịt, uống lý thất dạ máu, chính mình cho mình đấu giá. Ở đây đại nhân vật, cũng không khỏi cười khổ mười phần bất đắc dĩ đương nhiên trên đấu giá hội cũng không có nói không cho phép chính mình cho mình đấu giá dù sao đối với phòng đấu giá tới nói có thể kiếm lời càng nhiều tiền hợp quy hợp kỷ cớ sao mà không làm nhưng là giống lý thất dạ chính mình cho mình đấu giá một hơi liền kéo phát nổ hết thảy mọi người vậy liền để tất cả mọi người bất đắc dĩ ở thời điểm này bất kỳ người nào muốn cùng lý thất dạ đấu giá mặc kệ bọn hắn có như thế nào quyền hạn đều đã bị lý thất dạ kéo phát nổ thật giống như cùng địch nhân quyết đấu một dạng, chính mình cảm thấy mình chuẩn bị đầy đủ, thực lực cũng đủ mạnh, nhưng là, cuối cùng, liền suất chẳng cơ hội đều không có, cảm giác như vậy, nói nhiều biệt khuất liền có bấy nhiêu biệt khuất. 100 triệu, đây là điên rồi. Mọi người cuối cùng chỉ có thể đánh giá như thế, giá cả như vậy, đã là điên cuồng đến không có khả năng lại điên cuồng, mặc kệ là thế nào đại nhân vật, mặc kệ là thế nào không tầm thường tồn tại, hoặc là cái gì vô song truyền thừa, bọn hắn đều không thể dùng 100 triệu đi mua sắm một gốc Diêu Tiên Thảo, quản chi là đại thành Diêu Tiên Thảo, tràn giá này, thật sự là quá độc ác, chỉ có tên điên mới nguyện ý ra giá cả như vậy. Tên điên, cũng có một số người chỉ có thể là dạng này đi đánh giá Lý Thất Dạ. Nhưng, ngẫm lại, Lý Thất Dạ cũng rất giống đích thật là một người điên, mỗi một lần tham gia cạnh tranh, cuối cùng đều sẽ dễ như trở bàn tay đem đối thủ cho kéo bạo, căn bản chính là không có đối kháng chi lực. 100 triệu, muốn hay không? Ở thời điểm này, giàn hàng rong tiểu tử này, chính là một bộ tiểu nhân sắc mặt, cười hì hì nói với thiện dược đồng tử. Bất quá, nhìn các ngươi chân tiên giáo, cái này một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, chỉ sợ đem các ngươi chân tiên giáo vốn liếng đều lấy sạch, đều đụng không ra 100 triệu A, ngươi. Thiện dược đồng tử bị giàn hàng rong lời như vậy tức giận đến toàn thân run rẩy sắc mặt đỏ lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ừm, ta chính là đối địch với chân tiên giáo, làm sao? Lý thất dạ ở thời điểm này, mới cười cười hời hợt lời như vậy vừa nói ra ở đây đại nhân vật cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau dám ngay ở mặt của mọi người nói muốn đối địch với chân tiên giáo ngoan nhân như vậy chỉ sợ là không có mấy cái nhưng là giờ này khắc này lý thất dạ lại hời hợt nói ra ra hỏa này có đại nhân vật cũng không khỏi nhiều xem xét lý thất dạ một chút thấp giọng nói ra từ đâu tới lực lượng dù sao phóng nhãn thiên hạ dám đối địch với chân tiên giáo người đặc biệt là dám hướng chân tiên giáo tuyên chiến người, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Mọi người cũng đều không biết, lý thất dạ từ đâu tới lực lượng cũng dám nói lời như vậy. Tại thời khắc này, hiện dược đồng tử bị tức đến thổ huyết, toàn thân run rẩy, vẫn nộ đến thật lâu nói không ra lời. Một trăm triệu, thành giao. Cuối cùng, lão Sơn Dương đấu giá sư quát to một tiếng, gõ chùy. Tại thời khắc này, mọi người cũng đều trầm mặc, giá cả như vậy, đã không có cái gì tốt đi cạnh tranh. Món đồ kế tiếp, rất đặc biệt, Xem như giao đằng sau, lão sơn dương đấu giá sư chậm chậm nói, cái thứ này, đến từ một cái viễn cổ không gì sánh được truyền thừa, một cái gọi thất võ các truyền thừa. Thất võ các, vừa nghe đến lão sơn dương đấu giá sư lời này, cũng không ít ở đây tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút. Thất võ các, môn phái nào nha, chưa từng nghe qua, bọn hắn đồ vật làm sao lại xếp ở vị trí thứ 5 vật phẩm đấu giá đâu, chẳng lẽ so diêu tiên thảo còn chân quý sao? Có người tuổi trẻ không nhịn được cô nói trên thực tế đừng nói là người trẻ tuổi chỉ sợ là thế hệ trước nhận tại đối với thất võ các dạng này một cái truyền thừa đó cũng là mười phần lạ lẫm người nghe qua thất võ các cũng không nhiều nhưng là có thể tham gia cuộc bán đấu giá này đại nhân vật đều là uy danh hiển hách thanh chấn thập phương người bọn hắn không chỉ có là thực lực cường đại mà lại cũng là kiến thức uyên bác đã từng là du lịch thiên hạ giao kết thiên hạ bạn bè cho nên có không ít đại nhân vật nghe chút thất võ các dạng này một cái truyền thừa thời điểm cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút thất võ cát cái này thật là thực tồn tại truyền thừa này không chỉ có chỉ là một cái tên sao có đại nhân vật không khỏi hỏi thất võ cát đây tồn tại đi dù sao truyền thừa này danh tự đã truyền hồi lâu rất nhiều mà lại nghe đồn thất võ các tên chính là từ thuần dương đạo quân trong miệng truyền tới một vị khác cổ giáo đại nhân vật nói ra lấy thuần dương đạo quân vô song cái này nhất định là có nó truyền thừa vậy Thất võ các, bọn hắn sẽ xuất ra như thế nào đồ vật tới đấu giá đâu? Cũng có đại nhân vật không khỏi vì đó hiếu kỳ, kích động. Thất võ các đồ vật vậy mà lại lưu truyền tới, cái này thật là kỳ quái, cho tới nay, thất võ các không chỉ là một cái tên sao? Vì cái gì thất võ các đồ vật sẽ lưu truyền tới? Cũng có một vị thanh danh hiển hách đại nhân vật kỳ quái nói, "Thất võ các, đây là một cái rất thần kỳ truyền thừa, thần kỳ đến như thế nào tình trạng đâu? Thần kỳ đến có không ít hạng người vô địch." Vô Song tồn tại, đều nói qua dạng này một cái truyền thừa, nhưng là chưa từng có nghe ai nói qua, tại thế gian này gặp qua thất võ các hoặc là thất võ các đệ tử, thất võ các, mọi người không biết nó là thế nào một cái truyền thừa, cũng không biết nó là có như thế nào bộ dáng, càng không biết nó cường đại cỡ nào, chỉ ít thất võ các có bao nhiêu đệ tử, có như thế nào công pháp, thế gian không có ai biết, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng chưa từng có nghe nói qua thất võ, các có vị nào đệ tử xuất hiện ở trong nhân thế? giống như thất võ các vẻn vẹn tồn tại ở mọi người trên miệng nếu như nói là một cái cũng sớm đã hôi phi yên diệt truyền thừa hoặc là đã sớm trở thành lịch sử truyền thừa mọi người chưa từng gặp qua dạng này một cái truyền thừa hoặc là chưa từng gặp qua truyền thừa này đệ tử vậy cũng chẳng có gì lạ dù sao truyền thừa này đã diệt vong trở thành lịch sử nhưng là thất võ các cũng không có diệt vong nó cũng không có trở thành lịch sử từ các loại tình huống đến xem thất võ các vẫn là sừng sững tại trong nhân thế nhưng là, lại vẫn cứ kỳ quái cùng quỷ dị chính là, cái này một mực tồn tại ở trong nhân thế thất võ các, thế nhân nhưng xưa nay chưa từng gặp qua truyền thừa này, cũng không có gặp qua bất luận cái gì từ thất võ các đi ra đệ tử. Một cái y nguyên tồn tại ở trong nhân thế truyền thừa, thế gian chưa từng gặp qua nó tồn tại, cũng không có gặp qua nó bất kỳ đệ tử nào, loại môn phái truyền thừa này, đó đích thật là mười phần quỷ dị. Nếu là nói, một tiểu môn tiểu phái, chưa từng có bị người chú ý, hoặc là có đệ tử hành tẩu vu thế, không bị người chú ý vậy cũng có thể nói tới đi qua nhưng là thất võ các dạng này một cái truyền thừa tại trăm ngàn vạn năm đến nay lại từng bị một vị lại một vị tồn tại vô địch đề cập qua như cổ lão không gì sánh được thuần dương đạo quân vạn cổ vô địch ma tiên đạo quân thần diệu vô song vân nê thượng nhân vân vân từng cái uy chấn vạn cổ tồn tại đều đã từng đề cập tới thất võ các truyền thừa như vậy một vị truyền thừa có thể bị một vị lại một vị tồn tại vô địch đề cập như vậy, nó tuyệt đối không phải cái gì yên lặng vô danh tiểu môn tiểu phái, nhất định là có kinh thiên thực lực, hoặc là có thế nhân tưởng tượng không đến nội tình. Nhưng là, kỳ quái là, cái này bị một vị lại một vị tồn tại vô địch chỗ sách thất võ các, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, tất cả mọi người không biết nó là tồn tại dạng nào, cũng không có gặp qua thất võ các, càng không có gặp qua thất võ các đệ tử. Cái này lộ ra mười phần thần kỳ, thậm chí từng có rất nhiều người cho là thất võ các dạng này một cái truyền thừa vậy chỉ bất quá là hư cấu môn phái truyền thừa thôi phiêu miểu hư vô nhưng cũng có một số người mười phần khẳng định thất võ các khẳng định là tồn tại về phần vì sao thất võ các trăm ngàn vạn năm đến nay đều ẩn mà không xuất hiện đâu đó nhất định là có bí mật của nó hoặc là có nó gánh vác trách nhiệm chỉ bất quá những vật này là thế nhân không cách nào chạm đến thôi ở thời điểm này lão sơn dương đấu giá sư ho khan một tiếng nói ra có thể khẳng định vật này chính là do thất võ các truyền lại ra mà lại, Động Đình Phường cũng dám vì thế làm đảm bảo. Lão Sơn Dương đấu giá sư lời như vậy, cũng làm cho mọi người không tin đều được tin tưởng, Động Đình Phường lấy danh dự của mình làm đảm bảo, vậy liền mang ý nghĩa thất võ các đích đích sắc sắc là tồn tại, mà lại, hiện tại chỗ bán đấu giá đồ vật, đích thật là do thất võ các chuyển lại đi ra. Vậy các ngươi gặp qua thất võ các đệ tử sao? Có đại nhân vật đối với thất võ các tràn đầy hứng thú, đang hỏi lão Sơn Dương đấu giá sư nhưng là lão sơn dương đấu giá sư là mỉm cười không nói hắn cũng không có lộ ra mảy may có quan hệ với thất võ các bất kỳ tin tức gì có lẽ hắn cũng có khả năng đối với thất võ các là hoàn toàn không biết gì cả thậm chí có khả năng tiếp xúc thất võ các chính là động đình phường cường đại lão tổ cái này kỳ quái thất võ các truyền thừa như vậy giống như là cận tồn ở chỗ mọi người trên miệng lại có ai gặp qua thất võ các đâu cuối cùng có một vị thế ra nguyên tổ không nhịn được thì thầm một tiếng thất võ các, đích thật là tồn tại. Một vị đến từ đông hoang cổ thế gia thánh tổ trầm chậm, chậm nói, trên thực tế, thất võ các cùng không ít truyền thừa, đạo quân đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói đến đây, vị này đến từ đông hoang cổ thế gia thánh tổ nói ra, như thuần dương thế gia, truyền thuyết, cùng thất võ các cho tới nay đều duy trì liên hệ cùng vãng lai. Thật hay giả? Nghe được lời như vậy, có đại nhân vật cũng không khỏi hoài nghi. Vị này đến chỗ từ ở đông hoang cổ thế gia thánh tổ gật đầu, nói ra, việc này chỉ sợ là không thể giả, chỉ bất quá cũng không phải là ai cũng có thể tiếp xúc đến thất võ các. Nghe đồn nói, quản chi là thuần dương thế gia, cũng chỉ là chỉ có như vậy một hai vị cổ tổ mới có thể cùng thất võ các liên hệ. trừ cái đó ra, như vô cấu tam tông thiên đằng thành dạng này cổ lão không gì sánh được truyền thừa, cũng có thể cùng thất võ các có nào đó một tất cả liên hệ. vị này đến từ đông hoang thế gia cổ lão thánh tổ trầm chậm, chậm nói, nếu là thế gian thật sự có ai có thể biết thất võ các tường tình thuần dương thế ra thiên đàng thành truyền thừa như vậy có lẽ có thể biết một hai vậy không nói thất võ các liền xem như vô cấu tam tông thiên đàng thành truyền thừa như vậy hiện tại cũng sắp trở thành phiêu miểu hư vô một dạng tồn tại bọn hắn đều đã cực ít xuất hiện có một vị đại nhân vật không nhịn được thì thầm một tiếng mặc dù là nói như vậy nhưng bọn hắn tốt xấu cũng đích thật là uy chấn thiên hạ qua môn hạ đệ tử đã từng là hành tẩu thiên hạ nhưng là thất võ các không giống với từ đầu đến cuối đều không có lộ ra mặt một vị đại giáo lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy liền đi thuần dương thế gia hỏi một chút. Một vị khác cường bá lão tổ nói một câu nói như vậy, chí ít thuần dương thế gia hay là cùng thế gian có vãng lai. Thốt ra lời này, tất cả mọi người đáp không lên, trên thực tế, mọi người đều biết thuần dương thế gia đã quy ẩn, quản chi có một ít khó lường đại nhân vật hoặc là một cái nào đó, môn phái truyền thừa cùng thuần dương thế gia y nguyên có liên hệ, nhưng là, thử hỏi một chút, ai gan lớn đến đi thuần dương thế gia hỏi thăm? mặc dù có một câu nói là từ khi thuần dương thế gia quy ẩn đằng sau đông hoang là rắn mất đầu đông hoang không còn có đỉnh thủ nhưng là quản tri thuần dương thế gia không còn là năm đó chấp tể đông hoang thuần dương thế gia vẫn không có mấy người dám đi thuần dương thế gia lỗ mãng về phần vô cấu tam tông thiên đẳng thành truyền thừa như vậy coi như xong muốn đi bái phỏng cái kia cũng khó khăn có một vị cũng tới từ tại đông hoang đại nhân vật lắc đầu nói ra, hiện tại vô cấu tam tông, thiên đằng thành những truyền thừa cổ lão này, đều nhanh tiêu thanh nặc tích. Trên thực tế, mọi người cũng tò mò, không biết vì cái gì, bất luận là thuần dương thế gia hay là vô cấu tam tông, lại hoặc là thiên đằng thành những truyền thừa cổ xưa này, từng tại trong tuế nguyệt rất dài, uy hiếp thiên hạ, đặc biệt là tại cái kia hoang loạn thời đại, từng là chinh chiến thập phương, nhưng, về sau tại đột nhiên, đều nhất nhất quy ẩn. Tất cả mọi người không biết là những truyền thừa cổ lão này muốn từng cái quy ẩn, như tìm không thấy vô cấu tam tông, thiên đẳng thành, hoặc là không dám lên thuần dương thế gia, có lẽ còn có một cái truyền thừa có thể làm tham khảo. Vị kia đến từ đông hoang thế gia cổ lão thánh tổ trầm chậm, chậm nói, đó chính là bạch cốt giáo. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói ra, nghe nói, bạch cốt giáo tổ tiên, cũng chính là bạch cốt đạo quân, đã từng bái phỏng qua thất võ cát, thậm chí có thể là cầu trợ ở thất võ cát. Cái này có thể là, có ghi chép hoặc là đáng tin nhất người đã từng đi qua thất võ cát những người khác chỉ sợ là nghe đồn thôi vị này đông hoang thế ra cổ lão lão tổ mà nói cũng làm cho ở đây không ít người hai mặt nhìn nhau dạng này tân bí người biết cũng không nhiều nhưng là cái này rất có thể bạch cốt giáo chính là cùng thất võ các y nguyên duy trì liên hệ truyền thừa một trong cần phải bỏ gần tìm xa sao có một vị cổ tông đại nhân vật nói ra động đình phường không phải liền là cùng thất võ các có giao dịch nha động đình phường nhất định biết thất võ các một ít chuyện nha vị đại nhân vật này lời nói vừa rơi xuống không ít người đều nhao nhao hướng lão sơn dương đấu giá sư nhìn lại lời nói này phải là có đạo lý nếu thất võ các đem bảo vật giao cho động đình phường đấu giá như vậy cái này mang ý nghĩa động đình phường cùng thất võ các có liên hệ chí ít động đình phường khẳng định có người gặp qua thất võ các đệ tử vừa nghĩ như thế cũng liền để mọi người tràn ngập hiếu kỳ thất võ các đây cũng là như thế nào tồn tại đâu khục năm đó có người nhìn qua chính mình thời điểm lão sơn dương đấu giá sư ho khan một tiếng nói ra chư vị khách quý đối với nơi đây sự tình lão hủ là hoàn toàn không biết gì cả động đình phường cũng là hoàn toàn không biết gì cả động đình phường chỉ phụ trách đấu giá đồ vật mặt khác đủ loại hoàn toàn không biết đương nhiên động đình phường khẳng định là sẽ không nói ủng hộ kênh qua linh Halezy com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé bắt đầu đấu giá đi tại thất võ các bảo vật bị mang lên đến đằng sau có đại nhân vật cấp tốc không kịp đợi nói mọi người đối với thất võ các bảo vật đều là mười phần hứng thú dù sao đây là một cái một mực tồn tại ở trong truyền thuyết môn phái truyền thừa thậm chí có một ít đại nhân vật muốn từ thất võ các trong bảo vật khuy xuất một chút đầu mối muốn từ trong bảo vật như vậy để suy đoán thất võ các đến tột cùng là thế nào một cái truyền thừa thất võ các nha nâng lên thất võ các giản hàng rong liền không khỏi nói thầm ở nơi đó thời điểm nghe người ta đề cập tới tựa như là có một cái ảnh từ hội nghị cái gì thật là thần bí đồ vật xem ra ngươi ngược lại là biết không ít Lý thất dạ liếc giản hàng rong một chút. Giản hàng rong cười khan một chút, vội nói, ha ha, ta cũng là ngẫu nhiên nghe ngóng. Ngẫu nhiên nghe ngóng, chỉ là nghe một lỗ tai mà thôi, không có nghe quá nhiều, cũng chính là vèn vẹn nghe được một tí tẹo như thế. Lý thất dạ nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, nói ra, đi nhìn trộm người khác tân bí, đây chính là muốn chặt đầu. Nói đến đây, dừng một chút, lườm giản hàng rong một chút, nói ra, ngươi là lén lút đi nhìn trộm tân bí, đi nhìn trộm cấm kỵ đồ vật, coi chừng đầu khó giữ được lý thất dạ dạng này lời nói hời hợt cái này lập tức để giản hàng rong lưng phát lạnh trong nội tâm không khỏi vì đó lạnh bão tố bão tố run rẩy một chút vội nói không có chuyện kia không có chuyện kia nhỏ cũng là bởi vì duyên tạo hóa đạt được trời ban trong lúc ngẫu nhiên nghe một lỗ tai đây cũng không phải là ta cố ý nói đến đây giản hàng rong cũng là sốt ruột vội cho mình giải thích nói ra lúc kia ta tại địa phương kia cũng coi là đến lão thiên lọt mắt xanh nha chính là một như vậy không cẩn thận liền như thế đi vào ở nơi đó, tựa như là chuyện gì xảy ra. về sau có cái gì bóng ma loại hình đồ vật, có mấy cái cũ kỹ không gì sánh được tồn tại. đang thảo luận cái này cái gì loại hình, ta cũng chỉ mới vừa đi ngang qua, nghe một lỗ tai, không dám đi nghe mặt khác, ta thật không phải là cố ý. cái này vừa vặn đi ngang qua, cũng là có chút điểm xảo. lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười, lời như vậy, liền để dàn hàng rong có chút lúng túng, không khỏi gượng cười vài tiếng đương nhiên đây cũng không phải là bởi vì hắn có chủ tâm đi nhìn trộm hắn cũng đích thật là bởi vì có như vậy một cái tạo hóa cũng là có một chút trùng hợp tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới nhịn không được đi nghe lén một chút bất quá đó là một cái mười phần kinh khủng cảnh tượng hắn cũng không dám dừng lại thêm liền vội vàng mà chạy người nói bóng ma là một cái gì đại dương mênh mông loại hình sao hoặc là từ chỗ nào mà đến ở thời điểm này ngay cả toán địa đạo nhân cũng đều nhịn không được hỏi người thần côn này làm sao mà biết được. Giản hàng rong cũng không khỏi ngơ ngác một chút, hắn có thể có dạng này một cái nhân duyên hội tế, đó là bởi vì hắn hoàn toàn chính xác thật là đạt được một cái tạo hóa, vô ý ở giữa tiến vào một chỗ như vậy. Nhưng là, nhìn bộ dáng, toán địa đạo nhân cũng không có đạt được dạng này một cái tạo hóa, nhưng tự hồ cũng là hết sức rõ ràng. Giống như chỉ cho người biết một dạng. Toán địa đạo nhân khinh thường xem xét giản hàng rong một chút, có mấy phần ngạo nghễ, nói ra, tiểu đạo biết thiên cơ thời điểm, chỉ sợ ngươi còn không có xuất thế, ngươi tổ tiên còn tại chơi bùn. Đi, đi, đi. Giản hàng rong cũng bị toán địa đạo nhân làm phát bực, chừng toán địa đạo nhân một chút, nói ra, thổi cái gì ra châu đâu. Ngươi không phải liền là một cái giả danh lừa bịp thần côn thôi, ngươi tuyệt đối không có đến mà tiến chi tạo hóa. Nếu là có thể tiến vào cảnh này, ngươi cũng sẽ không nói lời như vậy. Vậy nhất định không phải chính ngươi biết được, nhất định là ai nói cho ngươi. Mắt chó coi thường người khác. Toán địa đạo nhân lạnh lùng nói, thế gian tân bí, vạn cổ lời đồn đại, thiên địa bí truyền, chúng ta thế ra biết, lại chỗ nào là các ngươi phàm phu tục tử có khả năng nắm giữ vậy. Như thế sự tình, đối với chúng ta thế ra mà nói, chính là việc nhỏ mà thôi. Hải chi biến, bóng ma tồn, lại là ngươi bực ngu xuẩn này có thể hiểu được. Khẩu khí thật lớn. Giản hàng rong liền không phục, lạnh lùng xem xét toán địa đạo nhân một chút, nói ra, ta ngược lại muốn xem xem ngươi ra châu thổi đến lớn bao nhiêu. Đã ngươi như vậy đã tính trước, vậy ngươi liền nói nói chuyện, ảnh từ hội nghị, đó là như thế nào một chuyện hừ 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 đừng nói ngươi không biết đó là một cái toán địa đạo nhân bị giản hàng rong một cái phép khích tướng liền không nhịn được há miệng liền nói nhưng là há miệng ra thời điểm hắn lập tức cảm thấy không đúng lập tức im miệng lấy lại tinh thần lạnh lùng lườm giản hàng rong một chút nói ra tiểu tử ngươi mơ tưởng lừa gạt ta đừng mơ mộng hão huyền ha <laughs> ha hắc cái gì lừa gạt ngươi nói ta nhìn ngươi là ra vẻ hiểu biết thôi cái gì thế gian tân bí cái gì vạn cổ lời đồn đại, cái gì thiên địa bí truyền, hắc, hắc, ra châu thổi đến phá thiên, kỳ thật cái gì cũng không biết. Giản hàng rong cố ý đi khích tướng toán địa đạo nhân. Trên thực tế, giản hàng rong vậy cũng vẻn vẹn vẻ nghe một cái lỗ tai thôi, hắn biết rõ không nhiều, cũng chỉ bất quá là ách ngồi đáy giếng mà thôi, hắn phát hiện, toán địa đạo nhân nhất định biết một ít gì đó, so với hắn biết được còn nhiều. Đương nhiên, đây không phải toán địa đạo nhân chính mình chỗ thăm dò đi ra, mà là bọn hắn thế gia lịch đại thần toán chỗ thôi diễn đi ra đồ vật, cho nên giản hàng rong muốn từ toán địa đạo nhân trong miệng moi ra một ít gì đó tới cái gì khoác lác toán địa đạo nhân lạnh lùng nói chỉ bất quá coi như muốn nói với ngươi ngươi cũng không hiểu thiên địa chi bí lại chỗ nào là ngươi bực này tiểu bối có khả năng nghe ngóng nha nghe hay là mười phần dọa người cái gì thiên địa chi bí giản hàng rong khinh thường nói ta nhìn ngươi chính là ra vẻ hiểu biết khoác lác thôi ngươi toán địa đạo nhân bị giản hàng rong tức giận đến sắc mặt đỏ lên nhưng là quản tri toán địa đạo nhân sắc mặt đỏ lên hắn cũng là ngậm miệng không nói giản hàng rong nghĩ hết biện pháp chính là muốn từ toán địa đạo nhân trong miệng moi ra một ít gì đó nhưng là bất luận giản hàng rong như thế nào giật dây toán địa đạo nhân như thế nào đi khích tướng toán địa đạo nhân nhưng là có một ít đồ vật khi không nên nói thời điểm toán địa đạo nhân vẫn là thủ khẩu như bình bởi vì toán địa đạo nhân xuất thân không tầm thường bọn hắn thế ra lấy xem bói mà văn danh thiên hạ biết thế gian một chút cấm kỵ là không thể nói những này cấm kỵ một khi nói ra thường thường sẽ gây họa tới tử tôn cho nên ở thời điểm này mặc kệ giản hàng rong thế nào đi bộ toán địa đạo nhân mà nói toán địa đạo nhân đối với một chút chuyện cấm kỵ đều là ngậm miệng không nói giản hàng rong căn bản là nảy ra bất động toán địa đạo nhân miệng cuối cùng cái này cũng khiến cho giản hàng rong hậm hực lầm bầm toán địa đạo nhân vài câu không thể làm gì ngay tại giản hàng rong cùng toán địa đạo nhân hai người bọn họ đang thấp giọng nói thầm thời điểm đấu giá đã là như hỏa như đồ tiến hành mà lại đấu giá giá cả chính là một vòng cao hơn một vòng ở sau đó trong đấu giá bảo vật chứ có thất võ các bảo vật bên ngoài tức có có viễn cổ đạo quân vô thượng đồ vật tuyên cổ mà xa tiên phẩm càng là có trong thời gian trường hà sở sinh đồ vật thậm chí có một kiện đồ vật chính là đến từ ma tiên đạo quân món đồ này xuất hiện có thể nói là đem toàn bộ đấu giá đều đẩy hướng cao trào ở thời điểm này không chỉ là đại biểu cho chân tiên thiếu đế thiện dược đồng tử chính là ở đây rất nhiều đại nhân vật đều là ra giá, giá trên trời đi cạnh tranh có thể nói, cái này một kiện lại một kiện kinh thế vật phẩm đấu giá thời điểm xuất hiện, đều có thể nói là kinh diễm vô song, bất luận một kiện nào vật phẩm đấu giá lưu truyền đến trong nhân thế, vậy nhất định sẽ kinh thế hãi tục, thậm chí là nhấc lên đào thiên sóng máu, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ cường giả sẽ vì bảo vật như vậy mà đẫm máu. Đương nhiên, tại món này lại một kiện vật phẩm đấu giá thời điểm xuất hiện, cái này đến cái khác đại nhân vật đều là cạnh gia giá cao, bọn hắn đều là có chuẩn bị mà đến. Huống chi, trước đó, Lý Thất Dạng ngay cả đập hai kiện bảo vật, trong đó có một kiện lại bị nã vân trưởng lão hướng đi tại trong 10 cái cạnh phẩm phía trước liền đã bốn kiện thất thủ tại rất nhiều đại nhân vật ngay từ đầu chưa cạnh được bảo vật cái này cũng không mất là một chuyện tốt bởi vì ở phía sau trong bảo vật đấu giá khiến cho ở đây đại nhân vật có được đầy đủ tiền vốn đi đấu giá kể từ đó tại trong một ván lại một ván đấu giá này khiến cho mỗi một kiện bảo vật đều cạnh ra một cái rất cao giá cả tại trong một ván lại một ván đấu giá này mỗi khi xuất hiện một lần độ cao mới giá cả thời điểm ở đây đại nhân vật cũng không khỏi vô ý thức ngắm lý thất dạ một chút bởi vì mọi người đều biết lý thất dạ ra hỏa này căn bản cũng không theo lý ra bài không cẩn thận kích thích hắn liền sẽ báo ra giá trên trời coi như cuối cùng lý thất dạ không có cạnh bên dưới một bảo vật như vậy bọn hắn chỉ sợ đều cần giá cao đi đón cuộn cho nên mọi người trong lòng đem lý thất dạ hung hăng đính tại ác tính đấu giá trên cây cột coi như khi ma tiên đạo quân đồ vật cạnh tranh thời điểm thiện dược đồng từ bọn hắn đều là mỗi báo một lần giá cả đều mười phần khẩn trương xem xét lý thất dạ một chút đều sợ lý thất dạ đột nhiên xuất hiện đi báo một cái giá trên trời mọi người cũng chầm chậm minh bạch chỉ cần không cầm những lời này đi kích thích lý thất dạ có lẽ lý thất dạ thật là sẽ không xuất thủ đấu giá cho nên tại mặt sau này mấy món bảo vật đấu giá thời điểm không ít đại nhân vật cũng đều cẩn thận từng ly từng tí không đi trêu chọc lý thất dạ khi từng kiện bảo vật đấu giá xong sau lý thất dạ đều không có xuất thủ điều này cũng làm cho mọi người trong lòng âm thầm thở dài một hơi xem ra lý thất dạ không có xuất thủ dục vọng này mới khiến trong lòng bọn hắn thoáng an một chút trên thực tế bất luận ngay từ đầu hỏa long đan hay là diêu tiên thảo đều không phải là lý thất dạ cần có đồ vật hỏa long đan vậy chỉ bất quá là cho điếu miết lão tổ một cái tạo hóa thôi về phần diêu tiên thảo đó thuần túy là nhìn thiện dược đồng tử không vừa mắt thuận miệng báo giá đem diêu tiên thảo đoạt lại tức chết thiện dược đồng tử mà thôi những việc này đều là lý thất dạ tiện tay mà làm hoàn toàn là không có bất kỳ ý nghĩ gì. Cho nên, phía sau xuất hiện một kiện lại một kiện bảo vật, bất luận là tuyên cổ tiên phẩm, hay là thời quang trường hà đồ vật, lại hoặc là đến từ ma tiên đạo quân đồ vật, lý thất dạ đều không có bất cứ hứng thú gì, cho nên, đều chẳng muốn đi nhìn nhiều. Cuối cùng, khi ma tiên đạo quân đồ vật cạnh song sau, tất cả mọi người không khỏi vì đó thở dài một hơi, đây là kiện thứ 9 bảo vật. Tốt, hiện tại còn lại cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, chư vị khách quý trước thở một ngụ, nghỉ ngơi một chút lão sơn dương đấu giá sư nói ra cuối cùng một kiện vật đấu giá sắp lên đến thời điểm tất cả đại nhân vật đều là có chút khẩn trương thậm chí tất cả mọi người đang tính toán lấy chính mình lực lượng đang tính toán lấy vốn liếng của mình trên thực tế tại mời mọi người tham gia trận này hội đấu giá trước đó động đình phường cũng đều thông qua khí chỉ bất quá động đình phường cũng vẻn vẹn thoáng thông khí mà thôi không có nói tỉ mỉ tốt chư vị khách quý cuối cùng một kiện vật đấu giá ra sân ở thời điểm này lão sơn dương đấu giá sư vỗ tay một cái động đình phường đệ tử đem cuối cùng một kiện vật đấu giá dơ lên đi lên cuối cùng một kiện vật đấu giá chính là lấy bảo dương chỗ phong từng đạo phong ấn khóa lại bảo dương riêng là dạng này phong ấn xem xét chỗ cấm hạ phong ấn người chính là thực lực mười phần cường hãn đáng sợ hạng người dạng này phong ấn một hơi là làm mấy đạo cái này có thể nghĩ trong bảo dương này bảo vật là cỡ nào đáng ngưỡng mộ nhìn xem dạng này bảo dương ở thời điểm này tất cả đại nhân vật cũng không khỏi ngừng thở hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm bảo dương này ở thời điểm này lão sơn dương đấu giá sư mở ra phong ấn mở ra bảo dương tại bảo dương thời điểm mở ra tựa như là nghe được ông một tiếng vang lên đồng dạng thời gian đều run rẩy một chút tại cái này thời gian run rẩy trong một sát na tất cả mọi người đều có một loại ảo giác chỉ trong nháy mắt tựa như là thời gian dừng lại một cái chớp mắt mà thôi vẻn vẹn một cái chớp mắt tùy theo lại trôi qua tất cả mọi người khôi phục bình thường dạng này một cái ảo giác làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau trong nháy mắt này tất cả mọi người cảm giác được dạng này ngắn nhất tạm thời điểm đình trệ chính là do món bảo vật này mang đến trong nháy mắt này tất cả đại nhân vật lại lấy lại tinh thần đều nhìn chằm chằm món bảo vật này món bảo vật này tản ra từng sợi quang hoa cái này từng sợi quang hoa như huyết sắc nhưng là cùng bình thường huyết sắc lại không giống với dạng này từng sợi quang mang tựa như là từ trong hồng ngọc vô cùng chân quý phát tán đi ra mỗi một sợi quang mang là như vậy thuần túy mỗi một sợi quang hoa là như vậy óng ánh sáng long lanh, mỗi một sợi quang mang là như vậy thấm nhẫm. dạng này từng sợi quang hoa phát ra mà đến, khiến người ta cảm thấy chính mình giống như bị một loại không nói được thời gian chỗ khoét đại một dạng, tựa hồ trong chớp mắt này, thời gian tựa như là sinh mệnh bắt đầu, tại thời khắc này chiếu vào người trái tim, tựa như là cho người ta một loại vĩnh hằng sinh cơ một dạng. ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều rơi vào món bảo vật này phía trên, món bảo vật này rất lớn, ước chừng có một cái dương lớn cao lớn có thể đủ tại người trưởng thành trước ngực, toàn bộ bảo vật chính là ngăn nắp. Toàn bộ bảo vật, ngoại thể chính là trong suốt như hổ phách, chỉ bất quá, tại cái này trong suốt như hổ phách ngoại thể, lại cho người ta một loại tựa như là thẩm thấu một loại không nói được quang hoa, một loại giống như cạn máu, nhưng lại có cạn máu loại kia không có cấp độ cảm giác, giống như dạng này ngoại thể hổ phách chính là một tầng lại một tầng chỗ đổ, mà thành một dạng, nhất làm cho người vì đó khiếp sợ là, tại dạng này một tầng lại trong một tầng hổ phách, lại là phong tồn tại một tiểu nữ hài không sai là phong tồn lấy một tiểu nữ hài nói một cách đơn giản đây là một tiểu nữ hài hổ phách mặc dù thuyết pháp như vậy không phải rất chính xác nhưng là không sai biệt lắm dạng này một cái ý tứ trước mắt món bảo vật này chính là phong tồn lấy một tiểu nữ hài hổ phách tiểu nữ hài này mặc một thân bảo váy nhưng là cái này một thân bảo váy kiểu dáng người phần cũ kỹ thậm chí là cũ kỹ đến ở đây đại nhân vật đều không có gặp qua dạng này kiểu dáng tựa hồ tiểu nữ hài này chính là từ trong một tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bị phong tồn xuống tới cho tới bây giờ mà lại dạng này một cái xa xôi tuế nguyệt cũng không phải là kỷ nguyên này có thể là tại trong một kỷ nguyên xa xôi không gì sánh được khác liền bị bảo quản lại tiểu nữ hài này không chỉ là trên người y phục kỳ cổ không gì sánh được mà lại từ cái này kỳ cổ không gì sánh được y phục đến xem chính là mười phần đắt đỏ đây không phải bình thường người ta có khả năng mặc y phục mà lại cái này người nhà bình thường hay là chỉ tu sĩ phổ thông người ta không phải phàm nhân người ta cũng liền mang ý nghĩa, dạng này một tiểu nữ hài, riêng là mặc liền có thể nhìn ra được, nàng là xuất thân từ một cái cường đại mà viễn cổ truyền thừa. Tiểu nữ hài này có thể nói là phấn trang trạm ngọc, cả người nhìn mười phần tinh mỹ, như trăng đồng dạng khuôn mặt nhỏ, nhìn xem tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng, mũi ngọc nho nhỏ hở ra kia, càng là có một loại nói không hết dị vực phong tình. Dạng này một tiểu nữ hài, mặc dù nhìn tuổi còn nhỏ, ước chừng cũng liền bảy, tám tuổi mà thôi, nhưng là, lại cho người ta một loại không nói được hoàng uy hoặc là nói là một loại bao trùm chi thế tựa hồ dạng này một tiểu nữ hài tại nàng ra đời thời điểm cũng đã là nhất định lấy bất phàm tựa hồ tuổi còn nhỏ nàng cũng đã là quân lâm thiên hạ chấp trưởng cản khôn dạng này một tiểu nữ hài ở trên người nàng cũng không có để lộ ra bất luận cái gì thuần thanh hoạt bát chi thế ngược lại là một loại không nói được uy nghiêm loại khí tức này cùng nàng niên kỷ là không hợp nhau kỳ quái nhất chính là dạng này một tiểu nữ hài vào giờ phút này sống hay chết còn không biết trên người nàng còn không có tản mắt ra bất luận cái gì kinh thiên động địa khí tức nhưng là tại cái này trong hổ phách nàng cũng đã có một loại bao trùm người khác khí thế cho người ta một loại mười phần cao quý cảm giác để cho người ta xem xét liền biết nhỏ như vậy nữ hài thân phận cao quý không tả nổi mà lại không phải tốt trùng u mê vô tri hoặc là ngây thơ còn trẻ con quý khí mà là một loại hồn nhiên trời sinh quý tộc tựa hồ có thể nàng tại trong cử chỉ liền có thể áp đảo người phía trên tựa hồ nho nhỏ niên kỷ cũng đã có thể chấp trưởng bát phương sát phạt cửu thiên dạng khí thế này tựa hồ đang bất kỳ một cái nào tiểu nữ hài trên thân cũng sẽ không xuất hiện mới đúng nhưng là loại khí tức này lại vẫn cứ xuất hiện ở dạng này một cái hồ phách tiểu nữ hài trên thân mà lại không có bất kỳ cái gì không ổn tựa hồ tại dạng này một tiểu nữ hài trên thân loại khí tức này chính là vừa đúng vừa nhìn thấy bảo vật như vậy thời điểm hoặc là nói là hồ phách tiểu nữ hài thời điểm ở đây không ít người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, quản chi trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng là, mùng một gặp, cũng sẽ ở trong nội tâm vì đó chấn động. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ cũng là một đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ hài này, ánh mắt của hắn giống như trong nháy mắt này xuyên thấu hổ phách, trong nháy mắt xuyên thấu tại tiểu nữ hài này trên thân. Nhỏ như vậy nữ hài, vừa nhìn, cho người ta một loại không nói được bí ẩn, nàng đến tột cùng là thế nào lai lịch, đến tột cùng là thế nào bị phong ấn ở ở trong đó mà lại tại cái này trăm ngàn vạn năm đi qua y nguyên duy trì hoàn hảo không chút tổn hại lý thất dạ ánh mắt trong chớp mắt này bị tiểu nữ hài này vững vàng hấp dẫn lấy trước đó một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá đều là mười phần kinh diễm thậm chí có thể nói là cả thế gian hãn hữu nhưng là lý thất dạ vậy cũng chẳng qua là tùy tiện nhìn một chút mà thôi nhưng là trước mắt tiểu nữ hài này hổ phách lại giống như là nam châm một dạng hấp dẫn lấy lý thất dạ ánh mắt thần côn ở thời điểm này giản hàng rong thấp giọng nói với toán địa đạo nhân người có hay không cho thứ này tính một quẻ là chết vẫn còn sống không biết toán địa đạo nhân lắc đầu giản hàng rong nháy nháy mắt nói thầm ngươi khẳng định là cho nàng tính qua một quẻ ngươi đừng nói không có tính ta nói nhảm cũng không tin giản hàng rong vậy cũng đích thật là bắt được toán địa đạo nhân nhược điểm biết hắn nhất định sẽ tính toán địa đạo nhân không khỏi trầm mặc một chút cuối cùng hắn đành phải thấp giọng nói ra coi không ra mười phần hỗn loạn ngươi không phải nói khoác nhà các ngươi truyền thuật bói toán như thế nào cử thế vô song sao giản hàng rong liền lập tức phép khích tướng nói ra như thế một cái nho nhỏ cô nương ngươi cũng coi không ra ta nhìn ngươi là học nghệ không tinh đi các ngươi thế gia thuật bói toán nói không chừng ngươi ngay cả gia lông đều không có học được đối với giản hàng rong dạng này phép khích tướng toán địa đạo nhân cũng không khỏi lườm hắn một cái có chút khinh thường nói ra ngươi biết cái rắm người biết phong ấn lại nàng là vật gì sao thứ này có thể ngăn cách hết thảy ngươi cho rằng ngươi muốn thăm dò liền có thể thăm dò nó còn có thể phong tuyệt thời gian thuật bói toán sẽ bị nó trong nháy mắt ngăn cách muốn coi như nó nói nghe thì dễ huống chi tiểu nữ hài này bản thân liền là còn mười phần hỗn loạn thời gian ngươi muốn chỉnh lý giải nó thời gian chỉ sợ không biết cần bao nhiêu thời gian cùng tinh lực toán địa đạo nhân đích đích xác xác là tính qua tiểu nữ hài này mặc dù nói hắn là có một ít đầu mối nhưng là thật là muốn suy diễn đứng lên đó không biết là muốn hao hết bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian cuối cùng hắn là từ bỏ bởi vì cái này không đáng hắn đi xem bói thôi diễn chi phí này quá nặng đi làm không tốt hắn dốc hết tâm huyết cuối cùng đem mạng nhỏ cho góp đi vào đây là tồn tại gì ở thời điểm này có một ít đại nhân vật cũng không khỏi thấp giọng giao lưu nhìn không ra từ tuổi thọ đến suy tính rất có thể không thuộc về kỷ nguyên này có một vị đại nhân vật xuất thân cổ lão gặp qua mười phần nhiều cổ vật thấp giọng nói ra từ loại này phục sức đến xem, là một cái cổ lão không gì sánh được niên đại, Đông Hoang có một ít thế gia cổ lão hoặc là ở niên đại này, giống vô cấu Tam tông truyền thừa như vậy, hẳn là có khả năng này. Có một vị đến từ Đông Hoang cổ thế gia đại nhân vật cũng gật đầu, nói ra, từng gặp một cái chân dung, hẳn là vô cấu Tam tông nào đó một vị viễn cổ chi tổ chân dung, có tương tự trang trí, nhưng là cụ thể là hay không, không dám xác định. Đây là tự phong hay là kẻ khác phong? Có người không khỏi suy nghĩ loại này phong bất luận là tự phong hay là kẻ khác phong chi phí này đều là không cách nào tưởng tượng có một vị tinh thông thời quang phong ấn đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu nói ra cái này không chỉ có là cần lực lượng cường đại vô cùng đi phong tồn càng là muốn hao hết vô cùng to lớn vật lực nhân lực cho nên bất luận tự phong hay là kẻ khác phong có một đại nhân vật nói ra có thể bị dạng này phong hạ đến đó nhất định là rất trọng yếu rất trọng yếu rất trọng yếu tồn tại không phải vậy người bình thường không có khả năng đạt được dạng này phong tồn lời như vậy tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý một cái có thể bị phong tồn trăm ngàn vạn năm thậm chí là vượt qua kỷ nguyên đây là cần tiêu hao bao nhiêu tài lực cùng vật lực một cái bình thường tu sĩ chỉ sợ không có khả năng bị dạng này bảo quản lại ở thời điểm này lão sơn dương đấu giá sư ho khan một tiếng nói ra kiện bảo vật này cũng là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá cho áp trục bảo vật này chính là do chúng ta động đình phường chỗ mua hàng nói đến đây lão sơn đầu đấu giá sư dừng một chút nói ra lai lịch chính là do một cái thế gia trưởng lão tại trong một mảnh hung địa đào móc đoạt được trải qua chúng ta động đình phường xem xét kiện bảo vật này bề ngoài chính là do cả thế gian cũng khó khăn đến thấy một lần thời huyết hổ phách chỗ phong về phần là nhân công chỗ phong hay là tự nhiên chỗ phong không xác định nhưng là nhân công chỗ phong tỷ lệ lớn hơn một chút nếu là tự nhiên chỗ phong đó chính là có thể nói là vạn cổ độc nhất thời huyết hổ phách có một vị đại nhân vật không nhịn được cô nói, riêng là dạng này một khối lớn thời huyết hổ phách, đều là vô cùng chân quý, có thể lại dùng vậy. Chỉ cần có thân phận tu sĩ cường giả, đặc biệt là thực lực thập phần cường đại thế hệ trước tồn tại, đều biết thời huyết hổ phách là ý vị như thế nào. Đối với rất nhiều sống một thế lại một thế lão tổ mà nói, thời huyết hổ phách đối với bọn hắn trình độ chân quý, là không có gì sánh kịp. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, có bao nhiêu lão tổ có thể từ thời đại xa xôi sống tiếp được, bọn hắn có thể sống xuống tới, cũng không phải là chính bọn hắn tuổi thọ dài bao nhiêu mà là bọn hắn mượn nhờ thời huyết thạch khử bụi phong chính mình để cho mình tiến vào trong ngủ say khó mà tỉnh lại nhưng là thời huyết thạch chính là cực kỳ chân quý một cái khó lường đại nhân vật muốn ngủ say thời đại này đến thời đại khác đó là cần tiêu hao đại lượng thời huyết thạch càng là cường đại tiêu hao thời huyết thạch liền càng trở nên kinh người tiêu hao như thế bình thường tiểu môn phái căn bản chính là chống đỡ không nổi tới chỉ cần những đại giáo cương quốc tài đại khí thô kia mới có thể chịu đựng nổi kinh thiên mức thời huyết thạch tiêu hao nhưng là liền xem như quái vật khổng lồ một dạng đại giáo cương quốc cũng không phải là vô hạn dừng tiêu hao thời huyết thạch tại trong quái vật khổng lồ đại giáo cương quốc cũng không ít lão tổ cuối cùng là bởi vì không chịu đựng nổi thời huyết thạch tiêu hao cuối cùng tọa hóa mà đi mà thời huyết hổ phách chân quý của nó đơn giản chính là không gì sánh kịp để hình dung bởi vì lấy phủ bụi mà nói thời huyết thạch là tiêu hao phẩm chỉ cần ngươi còn sống bị phủ bụi thời điểm sẽ một mực tiêu hao thời huyết thạch mỗi một cái thời đại, đều muốn tông môn của mình, đều muốn con cháu của mình hậu đại đi thay đổi thời huyết thạch. Mà thời huyết hổ phách liền không giống với lúc trước, dùng thời huyết hổ phách đi phong tồn, như vậy, nó là duy nhất một lần phong tồn, không cần đi tiêu hao những thứ đồ khác, thời huyết hổ phách một khi là đem ngươi phủ bụi đi lên, như vậy có thể đem ngươi phủ bụi đến vĩnh cửu. Về phần vĩnh cửu này là bao lâu, sẽ rất khó nói, bởi vì ai đều không rõ ràng hoặc là không có trải qua thời huyết hổ phách phong tồn. Tóm lại, chỉ cần bị thời huyết hổ phách phong tồn, liền có thể phủ bụi dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt thời huyết hổ phách có hai loại lai lịch một truyền thuyết chính là lấy tinh khiết nhất thời huyết thạch đi thối luyện nó tinh hoa cuối cùng được thời huyết hổ phách nhưng là loại thối luyện này chính là mười phần khó khăn cái này trừ cần cường đại vô địch tồn tại mới có thực lực kia đi thối luyện bên ngoài đồng thời còn cần rộng lượng thời huyết thạch đi thối luyện mà lại thối luyện không nhất định có thể thành công cho nên muốn từ trong thời huyết thạch thối luyện ra đầy đủ phủ bụi một người thời huyết hổ phách trong đó hao tổn không cách nào lường được, là cực kỳ khó mà thực hiện. Hai, còn có một loại thời huyết hổ phách, chính là tự nhiên mà thành, chính là thừa thiên địa mà sinh, nhưng là, dạng này thời huyết hổ phách, lác đác không có mấy, vạn cổ đến nay, có thể gặp chi người, một hai đều là khó có vậy. Có thể nghĩ, nó là chân quý đến như thế nào trình độ. Hiện tại, như vậy một khối lớn thời huyết hổ phách, chỉ cần có thực lực tồn tại, cường đại vô địch truyền thừa, hay là có khả năng kia đem dạng này một khối thời huyết hổ phách lại lợi dụng mà ở thời điểm này lão sơn dương đấu giá sư tiếp tục giới thiệu món vật phẩm đấu giá này nói ra thời huyết hồ phách chân quý ở đây chư vị cũng là rõ ràng liền không cần lắm lời trọng điểm là chính là trong thời huyết hồ phách này tiểu cô nương từ nàng ăn mặc đến suy đoán chỉ sợ nàng là không thuộc về chúng ta chỗ thời đại cũng không thuộc về chúng ta chỗ kỷ nguyên có thể tới từ ở tuế nguyệt tuyên cổ mà xa xôi kia không dám xác định nó là tới từ phương nào có lẽ nàng có khả năng so thiên hạ hôm nay bất kỳ một truyền thừa nào bất kỳ môn phái nào đều muốn cổ lão. Khả năng không biết lai lịch của nàng. Vị kia trượng thiên lão tổ nhịn không được hỏi. Lão Sơn Dương đấu giá sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này không cách nào xác định, chúng ta động đình phường chư vị lão tổ, lật xem vô số cổ tịch, cũng thăm cứu rất nhiều cổ nhân. Nhưng là, đối với nàng lai lịch, tạm thời mà nói, chính là hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia, nàng là sống lấy hay là chết? Vị kia hái cúc đông ly hạ đại nhân vật cũng mở miệng hỏi. Không xác định lão sơn dương đấu giá sư cũng nói trừ phi là mở ra thời huyết hộp phách nếu không không rõ ràng vị tiểu cô nương này phải chăng còn sống bất quá từ lẽ thường suy luận đến xem nàng là có thể là còn sống bị phủ bụi tại trong thời huyết hộp phách này nghe được lão sơn dương đấu giá sư lời như vậy ở đây đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút cảm thấy lời này cũng là có đạo lý thời huyết hộp phách chân quý của nó trình độ có thể nói là không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả chân quý của nó chính là không gì sánh kịp thế gian không biết có bao nhiêu hạng người vô địch cầu chi mà không được nếu như nói một người tồn tại hắn có thể được đến thời huyết hổ phách phủ bụi như vậy hắn là có được thực lực cường đại cỡ nào hắn chỗ tông môn truyền thừa đó là có cỡ nào kinh thiên nội tình đây không phải bình thường đạo quân truyền thừa có khả năng so sánh vậy mà lại có thể được đến thời huyết hổ phách phủ bụi người như vậy hắn tại tông môn của mình hoặc là chỗ lĩnh vực là có được cỡ nào trí cao vô thượng thân phận trước mắt tiểu cô nương này liền bị phủ bụi ở trong thời huyết hổ phách cái này có thể nghĩ thân phận của nàng là bực nào tôn quý chỉ sợ là tôn quý đến không có gì sánh kịp địa phương không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung a à. một vị tiểu cô nương tuổi còn trẻ như thế liền đã đạt được nàng chỗ truyền thừa hoặc là trưởng bối không tiếc lấy thế gian chân quý nhất thời huyết hổ phách khử bụi phong nàng chỉ từ điểm này mà nói nàng tôn quý đã đạt đến không có gì sánh kịp trình độ đương nhiên còn có một cái khả năng đó chính là tiểu cô nương này nhân duyên tế hội đến trời tạo hóa tại vô ý ở giữa bị thời huyết hổ phách chỗ phủ bụi khả năng này chính là cực thấp cực thấp thấp đến không cách nào mức tưởng tượng thậm chí là thấp đến hoàn toàn có thể sơ sót tỷ lệ bởi vì tự nhiên thời huyết hổ phách chính là vạn cổ khó có nếu là có có thể được xưng là vạn cổ độc nhất mà lại có thể bị thời huyết hổ phách phủ bụi thời điểm vậy liền mang ý nghĩa tại cái này thời huyết hổ phách tại thành thục thời điểm vị tiểu cô nương này xâm nhập trong thời huyết hổ phách, cuối cùng bị nó phủ bụi. Phải biết, thời huyết hổ phách sinh ra, đã là sinh tại cực hung chi địa, cũng là sinh tại được trời ưu ái chi địa. Chỗ như vậy, thế nhân căn bản chính là khó mà xông vào được, mà lại, tại thời huyết hổ phách nơi đản sinh, chính là đủ loại hiểm trở, căn bản chính là không cách nào xông qua. Nếu là một cái bình thường tiểu cô nương, lại thế nào có thể xông qua được cực hung chi địa, lại thế nào có thể xông qua được thời huyết hổ phách, sinh ra thời điểm đủ loại hiểm trở đâu, cái này căn bản là chuyện không thể nào, cho nên tỷ lệ thấp đến hoàn toàn có thể xem nhẹ. Động Đình Phường muốn thế nào giá khởi đầu? Tại lão Sơn Dương còn không có đem vật phẩm đấu giá này giới thiệu xong thời điểm, liền đã có đại nhân vật không kịp chờ đợi hỏi. Lão Sơn Dương đấu giá sư ho khan một tiếng, nói ra, "Vật này chính là chúng ta Động Đình Phường từ thế ra trong tay mua hàng, đây là giá trên trời." Lão Sơn Dương đấu giá sư nói lời như vậy, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng hắn là nói khoác hoặc là khoách đại suy đoán dù sao riêng là thời huyết hồ phách liền đã đáng giá giá trên trời huống chi trong thời huyết hồ phách thần bí tiểu nữ hài đối với món vật phẩm đấu giá này động đình phường sở cầu cũng không phải là tinh bích đồ vật lão sơn dương đấu giá sư chậm chậm nói động đình phường không cầu tinh bích mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được dù sao động đình phường làm sừng sững trăm ngàn vạn năm đại mại tràng bọn hắn có được đầy đủ hùng hậu tài lực cho nên tại món vật phẩm đấu giá này phía trên tại trên một vòng đấu giá này là một cái mở ra thức đấu giá lão sơn dương đấu giá sư nói ra mọi người có thể ra giá bất kỳ cái gì giá đều có thể nhưng không cần tinh bích chỉ cần lấy vật đổi vật chỉ cần ở đây chư vị khách quý có thể cầm được nhượng lại chúng ta động đình phường động tâm đồ vật mặc kệ là bao nhiêu kiện như vậy vật phẩm đấu giá này liên thuộc về có thể xuất ra nổi giá khách quý đương nhiên không có lập tức tuyển chọn đấu giá có thể giữ lại làm hậu tuyển không thả hạn mức cao nhất có một vị đại nhân vật hỏi một câu lão sơn dương đấu giá sư gật đầu nói ra không thiết hạn mức cao nhất cho nên chư vị khách quý có thể lại nghỉ ngơi một hồi thương nghị một chút lại tiến hành đấu giá lão sơn dương đấu giá sư lời nói vừa rơi xuống không ít đại nhân vật nhao nhao rời tiệc đương nhiên bọn hắn không phải rời đi ván này hội đấu giá bọn hắn là tại cùng mình tông môn liên hệ lấy thương thảo tông môn của mình có thể cầm được ra đồ vật như thế nào đến cùng động đình phường lấy vật đổi vật sau một lát rất nhiều đại nhân vật cũng đều nhao nhao về ghế không hề nghi ngờ trải qua một vòng thương thảo đằng sau những đại nhân vật này cũng đều nhao nhao lấy được tông môn của mình quyền hạn bất luận là lấy dạng gì bảo vật đến lấy vật đổi vật bọn hắn đều đã là lấy hết tông môn của mình cố gắng lớn nhất trước đó không biết có bao nhiêu đại nhân vật chuẩn bị đầy đủ kinh thiên không gì sánh được tinh bích mức chính là muốn cạnh tranh cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá bởi vì động đình phường mỗi một lần cuối cùng một kiện áp trục bảo vật đều là kinh thiên vô luân nhưng là không có nghĩ tới là lần này động đình phường vậy mà không cần tinh bích mà là lấy vật đổi vật cái này đích xác là để ở đây đại nhân vật vì đó ngoài ý muốn chuẩn bị cũng là có chút vội vàng tốt đấu giá bắt đầu ở thời điểm này gặp chư vị đều đã quy vị lão sơn dương đấu giá sư nói ra có thể nhiều vòng đấu giá không tại lúc bắt đầu có một vị đại nhân vật nhịn không được hỏi có thể thậm chí có thể đa số báo giá chỉ cần báo giá đầy đủ có thành ý lão sơn dương đấu giá sư gật đầu bắt đầu đi nhanh bắt đầu ở thời điểm này có đại nhân vật vội vã ta giao một quyển thuần dương đạo quân thuần dương trân quyết ở thời điểm này có một vị đại nhân vật mở miệng nói ra ủng hộ kênh qua linh Halezi com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé đại nhân vật này vừa báo giá thời điểm lập tức dẫn tới ở đây tất cả đại nhân vật cũng không khỏi vì thế mà choáng váng tất cả mọi người hướng vị đại nhân vật này nhìn một cái đi qua nhưng là Đại nhân vật này che đậy chân thân của mình, biến mất chính mình dung nhan, làm cho không người nào có thể thấy được lai lịch của hắn, cũng vô pháp thấy được cước căn của hắn. Gặp vị đại nhân vật này báo ra giá cả như vậy, mọi người trong lòng cũng không khỏi nói thầm. Là người thuần dương thế gia, có đại nhân vật liền không nhịn được nói thầm. Dù sao, mọi người đều biết Thuần Dương Thế gia đã quy ẩn, cũng không còn để ý thế sự, Thuần Dương Thế gia từ khi quy ẩn đằng sau, môn hạ đệ tử liền rốt cuộc không có trên thế gian hành tẩu qua nhưng là hiện tại đại nhân vật biến mất cước căn này mới mở miệng liền báo ra thuần dương đạo quân thuần dương chân quyết giá cả như vậy mọi người đương nhiên sẽ suy đoán hắn là người thuần dương thế gia dù sao tại thế gian này trừ thuần dương thế gia bên ngoài còn có ai có thể cầm được ra thuần dương đạo quân thuần dương chân quyết đâu đạo hữu là thuần dương thế gia có đại nhân vật ở thời điểm này liền không nhịn được hỏi một câu hỏi như thế phía dưới cũng không ít đại nhân vật hai mắt phát sáng lên đặc biệt là đến từ đông hoang các đại thế gia đại nhân vật càng là hai mắt tỏa sáng nguyên nhân rất đơn giản từ khi thuần dương thế gia quy ẩn đằng sau đông hoang có thể nói là quân long không đầu đông hoang không đỉnh toàn bộ đông hoang các đại giáo cương quốc cổ tông thế gia đều tựa như là năm bè bảy mảng không cách nào cùng các hoang chống lại nếu là hiện tại thuần dương thế gia lại xuất thế lần nữa có lẽ nói không chừng về sau đông hoang lại một lần nữa quật khởi tất cả các hoang địa vị ngang nhau trên thực tế, tại Đông Hoang rất nhiều đại giáo cương quốc, cổ tông thế gia, đều là muốn thuần dương thế gia, vô cấu tam tông. Thiên đằng thành dạng này truyền thừa cổ lão lại một lần nữa xuất hiện, cái này sẽ thật to mở rộng Đông Hoang lực ảnh hưởng, cũng là thật to mở rộng Đông Hoang tranh hùng thiên hạ thực lực. Cho nên, ở thời điểm này, đến từ Đông Hoang không ít đại nhân vật nhìn qua đại nhân vật này thời điểm, ánh mắt trở nên sáng tỏ. Vị đại nhân vật này biến mất chân thân, che đậy cước căn, mọi người đương nhiên nhìn không ra hắn có phải hay không đến từ thuần dương thế gia hắn nhẹ nhàng lắc đầu cũng không thừa nhận chính mình là thuần dương thế gia nói ra chư vị đạo quân chớ hiểu lầm ta chính là không phải thuần dương thế gia một tiểu nhân vật thôi một tiểu nhân vật thôi nếu không phải thuần dương thế gia lại đâu có thuần dương đạo quân thuần dương chân quyết đâu có một vị đến từ đông hoang đại nhân vật liền không nhịn được nói ra lời như vậy cũng không phải không có đạo lý dù sao mặt khác các đại giáo cương quốc muốn có thuần dương đạo quân công pháp đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình vị đại nhân vật này cũng không chút hoang mang nói ra ta tổ tiên chính là thuần dương đạo quân tọa hạ một thành viên đại tướng năm đó lập xuống chiến công hiển hách cho nên đến thuần dương đạo quân ban thưởng thuần dương chân quyết một quyển cho nên cho tới nay coi như chuyển gia chi bảo tại ta gia tộc đời đời truyền thừa lời nói như vậy nói ra tựa hồ là không có bất cứ vấn đề gì thậm chí có thể nói là giọt nước không lọt Nghe được vị đại nhân vật này lời như vậy, ở đây đại nhân cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng, dạng này một cái khả năng, cũng đích thật là có. Dù sao, năm đó thuần dương đạo quân quét ngang thiên hạ thời điểm, tọa hạ đã từng là có một vị lại một vị vô địch chiến tướng. Về phần thuần dương đạo quân ban cho vị nào vô địch chiến tướng thuần dương chân quyết, ở đời sau không nhất định có nhất nhất ghi chép. Nếu là như vậy, đây chính là áp trục vật phẩm đấu giá. Một vị đến từ Tây Hoang đại nhân vật liền không từ cười nói ra, chúng ta lần này đại hội đấu giá kiện thứ nhất chính là đạo quân kiếm pháp hiện tại ngươi cầm một môn đạo quân công pháp đi cạnh đổi áp trục vật phẩm đấu giá ngươi cảm thấy dạng này ra giá phải chăng có chút không hợp thói thường đâu lời nói này đi ra cũng đích thật là đạt được mọi người tán đồng dù sao trận này hội đấu giá ngay từ đầu liền lấy đạo quân kiếm pháp là bắt đầu cái này đã là mang ý nghĩa đạo quân kiếm pháp chính là trận này hội đấu giá cấp độ nhập môn vật phẩm đấu giá Bây giờ muốn lấy đạo quân công pháp đi hối đoái áp trục vật phẩm đấu giá, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Quản tri thuần dương đạo quân là như vậy độc nhất vô nhị, hắn một quyển thuần dương chân quyết, cũng không có khả năng đổi được dạng này một kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Nhưng là, vị này ra giá đại nhân vật lại không có chút nào hoảng, chậm chậm nói, không thử một lần, lại thế nào biết đâu, dù sao, động đình phường cũng không có cực hạn bất luận cái gì giá cả, thứ gì đều có thể đi báo giá, nếm thử hối đoái, Giá không nhất định ở chỗ cao, mà là ở Động Đình phường có thích hay không, có muốn hay không muốn. Vị đại nhân vật này tưởng tượng, ở đây không ít người cũng đều cảm thấy là đạo lý, dù sao, tại trên một kiện áp trục vật phẩm đấu giá này, Động Đình phường không có thiết bất luận cái gì giá quy định, nói cách khác, có thể báo ra bất kỳ giá cả. Thuần Dương đạo quân thuần dương chân quyết một quyển, muốn hay không đâu. Vị đại nhân vật này cũng mặt dạn mày dày hỏi lão sơn dương đấu giá sư, mà lão Sơn Dương đấu giá sư là mỉm cười không nói, không hề nghi ngờ. Động Đình Phường là không có coi trọng thuần dương đạo quân thuần dương chân quyết. Đây cũng không phải là nói là thuần dương đạo quân thuần dương chân quyết không tốt, chỉ là chỉ bằng vào một quyển thuần dương chân quyết, căn bản cũng không có thể cùng trước mắt món này áp trục bảo so sánh. Thiên lang đạo quân công pháp một quyển, do thiên lang đạo quân chế tạo đạo quân trùy một thanh. Ở thời điểm này, một vị khác đại nhân vật báo giá, lão Sơn Dương đấu giá sư mỉm cười không nói, không có coi trọng vật như vậy. Vị đại nhân vật này không cam tâm, tiếp tục báo giá, nói ra, tại thiên lang đạo quân công pháp cùng đạo quân trùy cơ sở phía trên, lại thêm một bát chúng ta thế ra chứa đựng cửu linh hoa. Gốc này cửu linh hoa, chính là chúng ta thế ra chi bảo, có 600.000 năm, cửu chuyển bách linh. Cửu linh hoa, 600.000 năm, cửu chuyển bách linh. Vừa nghe đến vị đại nhân vật này báo giá, ở đây không ít người cũng đều vì đó thán phục một tiếng, đây là đồ tốt, cửu chuyển bách linh, dạng này cửu linh hoa, là cả thế gian hãn hữu. Những đại nhân vật khác cũng đều không khỏi nhau nhao sợ hãi thán phục, nói ra, vật như vậy, chỉ sợ thế gian khó mà tìm đạt được vài cọng. Vị đại nhân vật này phía trước chỗ báo giá đồ vật, tất cả mọi người không có sợ hãi thán phục, dù sao, đối với lập tức đạo quân truyền thừa tới nói, có được đạo quân công pháp, đạo quân binh khí, đều không khác mấy là phù hợp, nhưng là, có một ít linh dược đan thảo, lại cả thế gian hãn hữu, thậm chí là độc nhất vô nhị giống như trước mắt nói tới cửu linh hoa, 600.000 năm, cửu chuyển bách linh, dạng này cửu linh hoa, đích thật là cả thế gian hãn hữu, đích thật là đồ tốt. Ngay cả lão Sơn Dương đấu giá sư cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng, nhưng là, cũng không có nhìn dạng này báo giá. Ta ra đang thạch dược đế thần dược một lò, bắc huyền ngọn núi độc sinh ra đêm chiếu tiên sương một bát, huyền hải giao sừng ba cặp. Một vị có được đại tông sư thân phận đại nhân vật báo giá. Dạng này báo giá vừa ra, đích thật là để ở đây không ít đại nhân vật tâm thần chấn động. Cái này mặc dù không phải lấy đạo quân công pháp hoặc bảo vật đi cân nhắc, nhưng là, có một ít đồ vật cũng đích thật là trăm ngàn vạn năm khó được một phần. Nhưng là, lão Sơn Dương đấu giá sư cũng chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Tông môn ta ra một môn sách cổ, chính là truyền thuyết từ một cái gọi cái gì Phật ra táng thổ, một cái cấm địa lưu lại truyền xuống sách cổ, sách cổ này, đến từ chùa cổ này, tuyên cổ độc nhất vô nhị, thế gian chỉ có một phần. Có một vị đến từ tông môn của lão đại nhân vật báo giá cả. Đồ tốt. Nghe được vị đại nhân vật này báo giá, ngay cả lão Sơn Dương đấu giá sư cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, sách cổ này có thể làm hậu tuyển. Tiến nhập hậu tuyển. Nghe chút lão Sơn Dương đấu giá sư mà nói, ở đây cũng không ít đại nhân vật cũng vì đó xôn xao. Trước đó, ngay cả đạo quân công pháp, đạo quân minh khí đều không có tiến vào hậu tuyển, nhưng là, như bây giờ một cái sách cổ lại tiến nhập hậu tuyển này làm sao không khiến người ta giật này cả mình đương nhiên không ít đại nhân vật cũng phỏng đoán đưa ra bên trong đạo lý đây cũng không phải là nói là đạo quân công pháp đạo quân binh khí không được tương phản đạo quân công pháp đạo quân binh khí đích đích xác xác là rất cường đại đích thật là một cái tông môn một cái đại giáo lập thế chi căn nhưng là động đình phường là một cái đại mại tràng là một cái phòng đấu giá đối với bọn hắn mà nói bất luận là đạo quân công pháp hay là đạo quân binh khí Đều là tính tương đối phổ biến đồ vật, không có giao thiếu dễ những vật này Cho nên, ngược lại một chút cực kỳ hiếm có đồ vật Đối với thương nhân mà nói, giá trị của nó tại phía xa đạo quân binh khí Đạo quân trên công pháp, ta ra bách đế đồ một phần Chính là do 15 vị đạo quân cách xa nhau trăm ngàn vạn năm vẽ Mỗi một vị đạo quân đều toàn lực lưu bút Có một vị đến từ đế quốc thực lực quốc sư cấp bậc đại nhân vật, báo ra giá cả Vật như vậy, cũng đích thật là dẫn tới một số người ghé mắt dù sao, đây là do 15 vị đạo quân cộng đồng sở tác, mặc dù nói, không phải tại cùng một cái thời đại sở tác, làm như vậy phẩm vượt qua trăm ngàn vạn năm, nhưng là, giá tiền của nó vẫn là hết sức kinh người. Đồ tốt! Lão Sơn Dương cũng không khỏi tuyển một tiếng, nhưng là, không có chúng tuyển. Chúng ta thiên long môn, nguyện lấy chân long chi huyết, chân long chi lân, chân long chi cốt, chân long chi chảo, tất cả một phần, lấy hối đoái chi. Có một vị đại nhân vật là tự báo môn hộ, Thế gian thật có chân long sao? Có một vị đại nhân vật liền không nhịn được trêu chọc một câu, nói ra, tại thế gian này, nếu thật ai có được chân long chi cốt, không phải có khả năng nhất là thần long cốc sao? Vị này Thiên Long môn đại nhân vật không khỏi cười khan một tiếng, ho khan một tiếng, nói ra, không sai biệt lắm nha, dù sao bao nhiêu là có chân long huyết thống, có chân long huyết thống, đây là có thể khẳng định. Đương nhiên, hắn nói tới chân long chi huyết loại hình, đó đều không phải là chân chính chân long chẳng qua là một ít thiên giao thanh long loại hình tồn tại có được nhất định chân long huyết thống thôi bất quá dạng này báo giá cũng không có chúng tuyển lúc này một cái xuất từ cổ thế ra nhưng không hiện lấy uy danh tương đối thường thường không có gì lạ đại nhân vật báo giá nói ra ta giao một quyển viễn cổ đại đế thiên mệnh bí thuật đây không phải bình thường công pháp thiên mệnh bí thuật thiên mệnh bí thuật cái này đích xác là không sai ước chừng tương đương đạo quân truyền thế công pháp sao có một vị đại nhân vật cũng không khỏi nói thầm coi như cái này thiên mệnh bí thuật cũng không tiếp tục đến cũng ước chừng đồng đẳng với đạo quân nhất khó lường đứng đầu vô địch loại kia công pháp đi dạng này đấu giá không có sức cạnh tranh không cần báo mặt khác cũng có đại nhân vật chiêu chọc nói nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha